Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 7. Không lâu sau, đám Chu Kiến Bình không hôn mê thì mặt mũi bầm dập nằm trên đất, khuôn mặt đầy máu. Chu Kiến Bình bị Mạc Phàm đập choáng váng, cũng không tránh được một kiếp này, cơ bản mỗi người đều đánh ông ta vài cái, thuận tiện ân cần thăm hỏi tổ tông phía dưới ông ta. Được người ta chiếu cố đặc biệt, vô cùng thê thảm. Dù vậy, cũng không có người thương hại đám người thành phố lừa nhà Mạc Phàm. Không phải máu lạnh, mà bọn họ đều biết, thương hại đám người xấu là tàn nhẫn với bọn họ. Chút giận xong, đám người này được người của Đường Long ném lên xe như đồ bỏ đi. Cha Mạc Phàm mở tờ chi phiếu, đưa chừng 5 vạn cho chú ba Mạc Phàm, dặn dò vài câu, bảo chú ba mang đám người đi uống rượu. Đồ nhà bàn tử đưa đến, cha Mạc Phàm để lại một ít, toàn bộ đều chia cho người xung quanh. Ông vốn không phải là người hẹp hòi, nếu không phải trong nhà còn có khách, chắc chắn ông đã đến từng nhà cảm ơn. Không nhờ những người này, ông đã sớm bị Chu Kiến Bình mang đi rồi. Một bữa cơm 5 vạn tệ, đừng nói bọn họ là nông dân, người thành phố cũng không có nhiều người hào phóng như vậy, còn chia nhiều thuốc lá rượu chè và đồ ăn như thế. Một đám người hẹn nơi tụ tập, cầm lấy đồ vui mừng tản ra. Cha bàn tử được bác cả Mạc Phàm mời vào, Đường Long đi xử lý đám Chu Kiến Bình. Sau một chén trà nhỏ, cửa nhà Mạc Phàm chỉ còn lại Mạc Phàm và cha. Trên mặt cha Mạc Phàm vẫn là nụ cười, giống như chưa tỉnh lại từ trong mộng. Tươi cười này Mạc Phàm chỉ nhìn thấy lúc cha mở xưởng dược. Tiểu Phàm, con nói xem những chuyện này là thật sao? Tần gia tới cầu hợp tác, Sở gia cũng tới, Đường Long đưa tới 1 triệu, sau đó còn cả ông chủ của siêu thị Kinh Hoa. Chuyện này ông chưa từng nghĩ tới, ai biết sẽ thành sự thật, đổi lại là ai cũng không dám tin tưởng. Là sự thật. Mạc Phàm cười nói, sau đó kêu lên một tiếng. A, đau. Cha Mạc Phàm buông tay Mạc Phàm ra, lúc này mới thở ra một hơi. Còn biết đau, quả thật là thật. Mạc Phàm có chút dở khóc dở cười, véo lỗ tai y tiên bất tử hắn mà không bị trừng phạt, cũng không có mấy người có thể làm được, cha là một người trong đó. Tiểu Phàm, Tần gia là sao đây? Cha Mạc Phàm hỏi. Tần Doãn Nhi đến đây cứu là phúc của ông cụ Tần không sao, đến bây giờ chuyện này vẫn khiến tim ông ta đập thình thịch. Nếu là ở cổ đại, giống như là người có địa vị cao nói chuyện với người địa vị thấp. Con nhớ con từng nói với cha rồi, ông cụ Tần bị bệnh, được con cứu sống. Mạc Phàm nói, lần trước cha đến, hắn đã giải thích với cha rồi. À, cha nghĩ con nói đùa chứ. Ai biết là thật. Mạc Phàm không biết nói gì, hóa ra cha không tin tưởng hắn, thật sự là cha ruột sao? Đó là sự thật. Mạc Phàm nghiêm túc nói. Quả nhiên hổ phụ vô khuyển tử, cha không nuôi con vô ích rồi. Cha Mạc Phàm vỗ vai Mạc Phàm, đắc ý nói, trên mặt tràn đầy vui mừng. Con cứu ông cụ Tần, sau này thi trường quân đội chắc chắn không là vấn đề rồi. Chắc không thành vấn đề. Mạc Phàm gật đầu. Hắn không nói chuyện hắn từ chối Hoa Hạ thần kiếm. Nếu hắn nói, cha sẽ đánh hắn gãy chân mất. Tốt lắm. Cha Mạc Phàm gật đầu, giống như tảng đá trong lòng đã buông xuống. Ông vẫn muốn Mạc Phàm thi trường quân đội, điểm trường quân đội có vẻ cao, kiểm tra sức khỏe cũng nghiêm khắc, ông vốn đang lo lắng Mạc Phàm không qua được. Bây giờ có Tần gia, chắc chắn không thành vấn đề, cho dù không thi, Tần gia cũng có thể tiến cử hắn vào trường quân đội. Lưu Nguyệt Như là sao vậy? Cha Mạc Phàm lại hỏi, Tần gia là vì cứu ông cụ Tần, Sở gia cũng sẽ không có nguyên nhân. Con cứu con gái Lưu Nguyệt Như. Mạc Phàm nói chi tiết, chỉ là hắn không nói chi tiết chuyện hắn chữa được ung thư. Hôm nay có quá nhiều chuyện vui vẻ, nhiều thêm chuyện nữa, hắn sợ trái tim cha không chịu nổi. Tiểu Phàm, con thật sự chữa được bệnh thì khám cho mẹ con, chân mẹ con luôn không thoải mái, da của cha cũng không tốt. Bác cả con cao huyết áp, chú ba con luôn quá xúc động, có thể chữa trị được không? Cha Mạc Phàm tò mò hỏi. Mạc Phàm có chút không chịu nổi, y tiên bất tử hắn còn chữa được ung thư, sao có thể không chữa được những bệnh này, vậy mà có người hoài nghi năng lực của hắn. Nhưng đối phương là cha hắn có thể làm gì? Có thể, lát nữa con viết đơn thuốc, mọi người uống đúng hạn là được. À, cha Mạc Phàm gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi, con gái Lưu Phu Nhân, có phải là Thiên Kim Mộc Gia, gia tộc chữa bệnh đứng đầu tỉnh Giang Nam, bộ dạng xinh đẹp hay không,
không xinh đẹp cũng không sao, cô Tần cũng không tệ, tuổi lớn hơn một chút, nhưng nữ tam đại bão kim chuyên, một con phải nắm lấy cơ hội. Một nữ lớn hơn 3 tuổi như ôm thỏi vàng. Mặt mũi sau này nhà chúng ta phải dựa vào biểu cảm của con. Mạc Phàm sắp trợn trắng mắt, sớm biết như vậy, hắn chỉ bảo Đường Long tới thu phục chuyện hôm nay. Bảo Tần Doãn Nhi và Lưu Nguyệt Như tới, tuyệt đối là sai lầm lớn nhất hôm nay. Cha, con tự có suy xét của mình, người ta đang đợi bên trong, có phải chúng ta nên đi vào trước hay không? Mạc Phàm rời đề tài. Tiểu Phàm, con nói xem cha đi vào, bọn họ có biến mất không? Bỗng nhiên cha Mạc Phàm lại hỏi. Mạc Phàm hoàn toàn không biết nói gì thêm nữa, hắn có thể lý giải tâm tình kích động lúc này của cha. Con người kích động quá mức, sẽ dễ dàng sản sinh cảm giác không chân thực, không ảnh hưởng gì đến thân thể, bình tĩnh lại sẽ tốt hơn. Lúc hắn mới trọng sinh, không khác gì cha lắm, chẳng qua bình tĩnh nhanh hơn cha chút, dù sao hắn là y tiên bất tử sống hơn 500 năm. Cha, yên tâm đi, đây đều là sự thật, bây giờ cha đi vào ký hợp đồng, gọi công nhân tới, ngày mai xưởng dược có thể sản xuất rồi. Hai tay Mạc Phàm đặt lên vai cha, cười nói. Một dòng linh khí truyền từ tay hắn vào trong cơ thể cha, gột rửa thân thể ông, bình phục hơi thở nhanh hơn bình thường nhiều. Cha Mạc Phàm cảm thấy mát rượi truyền vào cơ thể, lúc này mới tỉnh táo lại, khóe miệng nhếch lên, cười xấu hổ. Là cha quá kích động, con nói xem chúng ta có nên ký hợp đồng không? Cũng có thể không ký, toàn bộ dựa vào cha thích hay không? Mạc Phàm cười nói. Cho dù từ chối, Tần Gia và Lưu Nguyệt Như cũng sẽ không có ý kiến gì. Hợp đồng lớn như vậy sao có thể từ chối được, đi, ký hợp đồng. Cha Mạc Phàm cười lớn, đi vào trong sân, vui vẻ trước nay chưa từng có. Vui vẻ này, tóc trắng đen đan xen lại đen hơn chút. Mạc Phàm cười vui vẻ, muốn đi cùng. Một chiếc xe dừng trước cửa, Đường Long vội vàng bước từ trên xe xuống. Nhìn thấy Mạc Phàm, vội vàng liếc mắt ra hiệu với hắn. Mạc Phàm nhíu mày. Cha, cha vào trước đi. Con đi tiếp đón sư huynh. Được. Cha Mạc Phàm lên tiếng. Mạc Phàm đi đến bên cạnh Đường Long, tươi cười trên mặt biến mất hoàn toàn, thay vào đó là lạnh lẽo. Điều tra xong rồi hả? Không lâu sau lão già kia liền nói rồi. Là ai? Vương gia ở thành phố Đông Hải. Lại là vương gia. Mắt Mạc Phàm hơi nheo lại, hàn quang bắn ra bốn phía. Đúng vậy. Đường Long nói ra tin tức moi được từ chỗ Chu Kiến Bình. Hóa ra ngân hàng mà Chu Kiến Bình làm là của vương gia, bởi vì Vương Kinh Phi điều tra chuyện của Mạc Phàm, điều tra ra Chu Kiến Bình dùng tiền ngân hàng và danh nghĩa đi cho nhà Mạc Phàm vay nặng lãi. Vương Kinh Phi thuận nước đẩy thuyền, lấy điều kiện không xử phạt đám người này, bảo bọn họ đến nhà Mạc Phàm ầm ĩ gây chuyện. Còn sai khiến Chu Kiến Bình nói những chuyện đó, mục đích rõ ràng là trả thù Mạc Phàm thần không biết quỷ không hay. Trả thù thần không biết quỷ không hay, ha ha. Mạc Phàm cười lạnh lùng. Nếu muốn thần không biết, trừ phi mình đừng làm. Cho dù hắn trọng sinh có hiệu ứng hổ điệp, nhưng không có cánh hổ điệp, sẽ có hiệu ứng hổ điệp sao? Sau khi hắn về nhà liền nghĩ ngay có người giở trò sau lưng, lúc ông ta nói câu cuối cùng, hắn đã đoán ra được là Vương Kinh Phi. Sở dĩ không để Chu Kiến Bình nói ra, chính là sợ người nhà lo lắng. Vương gia có thể biến mất. Lông mày Mạc Phàm nhướn lên, lạnh lùng nói. Chuyện Vương Tử Hoa lần trước là do Vương Kinh Phi dở trò quỷ phía sau, lần này lại nữa, nếu như không tiêu diệt Vương gia, chắc chắn sẽ còn lần thứ ba. Gửi cho tôi tất cả tài liệu về người Vương gia. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên ánh sáng lạnh nói. Đường Long hơi sững sờ, trên mặt lộ ra chút do dự, thăm dò hỏi. Mạc tiên sinh, cậu sẽ không thật sự diệt Vương gia đấy chứ? Có vấn đề gì sao? Mạc Phàm nhíu mày, bất mãn hỏi. Kiếp trước, Vương Kinh Phi bán nợ nần nhà bọn họ cho Lâm Khuynh Thiên thì không nói. Bây giờ lại âm thầm chơi trò mờ ám, muốn đẩy nhà bọn họ vào chỗ chết. Nếu như không tiêu diệt Vương gia, sớm hay muộn Mạc gia sẽ bị hủy trong tay Vương Kinh Phi. Thực lực của cậu hoàn toàn có thể diệt Vương gia, nhưng cậu diệt Vương gia thành phố Đông Hải sẽ xong đời, tôi cảm thấy chuyện này không cần thiết, trừng phạt là được. Đường Long nhỏ giọng khuyên, sợ chọc giận Mạc Phàm. Phần lớn mạch máu kinh tế của thành phố Đông Hải đều do vương gia nắm trong tay, điền sản, ngân hàng, trường học, ẩm thực đều có.
Nếu Mạc Phàm diệt Vương gia, thành phố Đông Hải lập tức sẽ nhiễu loạn. Rất nhiều tiền bạc tồn ở chỗ Vương gia, tay không với tới tiền. Trường học đóng cửa, trung tâm thương mại đóng cửa, nhà hàng ngừng kinh doanh. Một quyền của Mạc Phàm đã đánh bại Tôn Hổ, nhưng phiền phức cũng sẽ không nhỏ, đến lúc đó chưa chắc Tần gia đã bảo vệ Mạc Phàm. Đương nhiên không phải anh ta không có tư tâm. Vương gia bị ngã, tất cả mọi người không có tiền, sản nghiệp của anh ta cũng xong đời theo, giá trị con người 100 triệu ngâm nước một nửa là ít. Hả? Mạc Phàm nhíu mày. Hắn cũng không ngờ sẽ nghiêm trọng như vậy. Nhưng mà vậy thì sao chứ? Ý của anh là bảo tôi bỏ qua cho Vương gia sao? Không dám, Vương gia đắc tội cậu, chết không luyến tiếc, tôi lập tức sai người thu thập tài liệu. Thân thể Đường Long run lên, vội vàng nói, cũng không dám nói thêm một câu. Sau đó anh ta vẫn cảm nhận được lửa giận trên người Mạc Phàm. Đổi lại là anh ta, người nhà bị bắt nạt, có thực lực, chỉ sợ cũng như vậy. Vì một Vương gia mà làm trái Mạc Phàm, không sáng suốt lắm. Nếu như Vương gia thật sự bị diệt, có chỗ hại với anh ta, nhưng không phải không có lợi. Những thứ mà Vương gia nắm giữ, tất nhiên sẽ có người nắm giữ thay. Anh đi làm đi, Vương gia diệt, anh có thể thử nắm giữ Vương gia thử xem. Mạc Phàm gật đầu nói. Hai mắt Đường Long sáng lên, trong mắt là kích động. Anh ta là đại lão ở thành phố Đông Hải, nhưng chỉ nắm trong tay sản nghiệp giải trí, chữa bệnh là sở gia, phần lớn các ngành khác đều nằm trong tay Vương gia. Nếu có thể lấy được sản nghiệp của Vương gia, anh ta mới là đại lão ở thành phố Đông Hải chân chính. Loại chuyện này anh ta vốn không nghĩ tới, nhưng may mà đứng ở bên Mạc Phàm, cũng may Vương gia không biết sống chết chọc vào Mạc Phàm. Tôi nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của cậu, Mạc tiên sinh chuẩn bị đối phó Vương gia thế nào, cần tôi làm gì không? Anh đưa tài liệu về tất cả người của Vương gia là được, chuyện khác đều không cần anh làm, anh có thể chuẩn bị tiếp nhận Vương gia. Hai mắt Mạc Phàm sáng lên, trong mắt nồng đậm sát ý. Dạ, Đường Long vội vàng gật đầu nói. Mạc tiên sinh, mười mấy người kia làm sao bây giờ, đưa đến cục cảnh sát, hay là... Đường Long làm hành động cắt cổ. Đường Long chỉ đám Chu Kiến Bình, tuy bị đánh gần chết, nhưng vẫn chưa chết, bây giờ đang ở một rừng cây nhỏ không người cách không xa, do đám A Hào trông coi. Mạc Phàm lấy khẩu súng của Chu Lan Sơn ra, đưa cho Đường Long. Biết chơi không? Biết một chút, kỹ thuật bắn súng không giỏi lắm, A Hào có vẻ hợi hại. Đường Long nói chi tiết. A Hào xuất thân là bộ đội đặc chủng, kỹ thuật bắn súng nhất định chuẩn. Chu Kiến Bình và Chu Lan Sơn không thể sống, những người khác xem rồi làm đi, chỉ cần đừng liên lụy đến chúng ta là được. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Chu Kiến Bình và Chu Lan Sơn là đầu sỏ gây nên, những người khác cũng khó thoát. Nếu bắt nạt đến đầu Mạc gia, Vương gia đều bị diệt, bọn họ có lý do gì không chết? Tôi làm việc, cậu yên tâm. Đường Long vỗ ngực đảm bảo, xử lý người xấu, anh ta rất có kinh nghiệm, cũng không cần chịu bất cứ trách nhiệm gì. Nhanh lên, lát nữa cùng ăn cơm. Được. Đường Long không kịp uống ngụm nước nhanh chóng đi làm việc. Mạc Phàm gật đầu, vào sân nhà quen thuộc, nhà cửa và đồ đạc tuy cũ, nhưng vẫn làm hắn xúc động. Năm 26 tuổi, nhà phải sửa chữa lại làm nông thôn mới, sân nhà bị phá, hắn không còn nhìn thấy nữa. Anh, há miệng, cái này cho anh ăn. Mạc Phú thấy Mạc Phàm đi vào, ôm một túi kẹo lớn đủ màu bàn tử mang đến. Đưa đến miệng Mạc Phàm. Mạc Phàm cười há miệng, nuốt xuống. Có phải ăn rất ngon không? Vào tu chân giới, hắn từng nếm vô số tiên thảo thần quả, nhưng không ngọt như viên kẹo đường này. Ăn ngon. Mạc Phàm cười nói. Vậy em mang cho thím, anh trai em trai ăn. Mạc Vũ cười vui vẻ nói. Ừ, đi đi, ăn xong anh lại mua cho em. Anh nói đó, em nhớ kỹ rồi. Mạc Vũ cười nói. Những thứ mà bàn tử mang đến, bình thường cô chưa thấy qua, cho dù nhìn thấy, cũng sẽ không tìm cha mẹ đòi mua, cô biết cha mẹ có tiền chắc chắn sẽ mua cho mình. Ừ, Mạc Phàm sờ đầu Tiểu Vũ, vào nhà nói chuyện với Tần Doãn Nhi, Lưu Nguyệt Như và cha bàn tử. Giữa trưa bốn người không rời đi, sau khi cha ký hợp đồng xong, vốn muốn mang bọn họ đi ăn một bữa cơm chúc mừng. Không cần phiền phức như vậy, chúng tôi ăn gì cũng được. Bữa tiệc lớn có cả đống cơ hội để ăn. Tần Doãn Nhi khách sáo nói. Vậy thì ăn ở nhà tôi đi,
mẹ tôi làm đồ ăn rất ngon, mọi người có thể nếm thử. Mạc Phàm cười nói, chị họ nấu ăn giỏi như vậy, đều là học ở chỗ mẹ hắn. Cũng được, mọi người nhao nhao gật đầu. Lão mẹ Mạc Phàm tự mình xuống bếp, Mạc Phàm ở một bên giúp đỡ, Tiểu Vũ mang theo hai em trai con chú ba tới quấy rối, thím cũng đến giúp việc bếp núc. Gần đến giờ ăn cơm, hai bàn đồ ăn đầy món gà nướng nồi đất, cá khô, củ cải hầm thịt bò và mười mấy món ăn nhà nông khác. Tần Doãn Nhi, Lưu Nguyệt Như và cha bàn tử đều là người từng trải, có món nào mà chưa từng ăn. Không chỉ không ghét bỏ, trái lại còn khen đồ ăn ngon, ngay cả Lưu Nguyệt Như và Tần Doãn Nhi bình thường giữ dáng cũng ăn không ít. Cha, bác cả và cha bàn tử, còn cả Đường Long sau đó đến mở hai chai rượu ở bàn khác, cạn chén, không lâu sau bốn người đỏ bừng mặt, coi như là khách và chủ rất vui vẻ. Dì à, dì là người thành phố Nam Sơn sao, hình như những món ăn này đều ở phía Nam. Trong lúc ăn cơm, Tần Doãn Nhi vô ý hỏi. Tần tiểu thư đúng là tinh mắt, tôi là người của Tưởng gia ở Nam Sơn. Lão mẹ Mạc Phàm nhíu mày, vẫn nhiệt tình cười nói. Chiếc đũa của Mạc Phàm dừng lại, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Tưởng gia, nhưng không nói gì thêm, vẻ mặt không đổi tiếp tục ăn cơm. Tưởng gia ở Nam Sơn sao, là nhà rất nổi tiếng về làm áo lông thú đúng không? Đúng vậy. Lão mẹ Mạc Phàm cười nhạt nói. Tần Doãn Nhi và Lưu Nguyệt Như nhíu mày, không hỏi nhiều nữa. Tưởng gia ở Nam Sơn không chỉ mở mấy công ty, còn có người làm việc trong chính phủ, tài sản vài tỷ. Nhà mẹ đẻ giàu có như vậy, nhưng nhà Mạc Phàm lại là tình cảnh này, nếu không phải Mạc Phàm có vẻ nghịch thiên, chắc chắn càng tệ hơn. Mỗi nhà đều có một chuyện khó nói. Tới, ăn nhiều một chút, Tần tiểu thư, Lưu phu nhân, đừng khách sáo. Lão mẹ Mạc Phàm cũng không thèm để ý, cầm đũa gắp đồ ăn cho Tần Doãn Nhi và Lưu Nguyệt Như. Mẹ, của con đâu? Mạc Phú chạy loạn giữa hai bàn, bưng bát tới bĩu môi nói. Của em đây. Mạc Phàm gắp hai miếng thịt cho Mạc Vũ, lúc này mới hài lòng chạy đi, lại qua bên kia kiếm cơm. Một bữa cơm ăn hơn một tiếng, đám Tần Doãn Nhi mới rời đi. Bởi vì sau đó là lễ quốc khánh, trường học nghỉ một tuần, không dễ dàng gì mới về nhà một chuyến, hắn cũng không về trường học, mà ở nhà. Có hợp đồng lại có tiền, mấy ngày nay cha, bác cả và chú ba chạy ngược chạy xuôi, vẫn bôn ba vì chuyện xưởng dược. Trả nợ nần xong. Tuyển công nhân, thu mua dược liệu, kiểm tra sửa chữa thiết bị. Tuy ba anh em mệt đến mức đi không nổi, nhưng bận rộn lại vui muốn chết. Buổi tối vừa về đến nhà, ba người kêu hô mấy bạn thân, anh mang mấy chai rượu, tôi mang vài món ăn, một đám người uống vui vẻ. Thỉnh thoảng Mạc Phàm uống cùng mọi người vài chén, đa số thời gian vẫn là nghĩ đến an toàn của bọn họ. Bây giờ hắn có thực lực, tự bảo vệ mình thì không thành vấn đề. Nhưng cha mẹ đều là người bình thường. Một Chu Kiến Bình đến đã ép cha vào đường cùng, nếu Vương gia tới, hoặc là Mộc gia, thậm chí là người như Tôn Hổ, kết cục của cha mẹ sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Bố trí trận pháp ở nhà sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cha mẹ đều là người theo chủ nghĩa duy vật, căn bản không tin lời hắn, cho dù hắn bố trí xong, bọn họ cũng không biết gì. Vệ sĩ sao? Lúc Đường Long đi để lại một đám người, đối phó với người bình thường thì không thành vấn đề, nhưng nếu gặp phải nhân vật lợi hại, vài người này căn bản là thùng rỗng kêu to. Bùa hộ mệnh sao? Đây là lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn chỉ có một cái ngọc bội hộ thân. Nhà hắn nhiều người như vậy cho ai đây, pháp khí gì đó để luyện chế cũng không dễ tìm. Phải mau chóng tìm pháp khí gì đó để luyện chế mới được. Mạc Phàm thở dài. Do dự một lát. Hắn vẫn vẽ mấy trận pháp bảo vệ ở nơi bí ẩn quanh nhà, chỉ cần đứng trong trận pháp, cho dù là trúc cơ trung kỳ cũng không làm gì được bọn họ. Nếu thực sự gặp nguy hiểm, hơn phân nửa cha sẽ lựa chọn tin tưởng. Đợi khi tìm được pháp khí luyện chế, xóa đi cũng không muộn. Mạc Phàm mới vẽ xong một đại hình kim cương trận, Mạc Vũ chạy vào. Anh, em thấy có xe dừng ở cửa, có hai người không biết xuống xe. Hả? Mạc Phàm nhíu mày. Kéo tay Tiểu Vũ ra ngoài. Chỉ thấy một chiếc xe Chevrolet ở cửa, hai người xuống xe. Một người đàn ông trung niên hai tay cho vào túi quần, ngả ngớn đánh giá bốn phía. Người đàn ông này gần 40 tuổi, cắt tóc theo mốt hiện nay, cao cao gầy gầy mặc tây trang màu xám cho.
thỉnh thoảng ông ta sẽ nâng tay lên, lộ ra đồng hồ Rolex màu vàng trên cổ tay ông ta. Một người khác là thiếu niên, tuổi không khác Mạc Phàm mấy, mặc áo màu vàng và quần đùi vàng nhạt, đi đôi dép màu bờ cát. Trên mũi là kính râm, cằm nhếch cao lên, cao ngạo như vương tử. Người đàn ông này là bác hai hắn, tên là Tưởng Vân Phong, thiếu niên cao ngạo tên là Tưởng Bằng Bằng, anh họ Mạc Phàm. Tưởng Bằng liếc mắt nhìn nhà Mạc Phàm một cái, lộ ra ghét bỏ. Cha, nhà cô Út cũng quá rách nát rồi, chắc chắn không có điều hòa, máy tính, chúng ta đến nơi này làm gì ạ, vẫn nên về thì hơn. Đợi lúc nữa đã, làm xong việc sẽ về. Tưởng Vân Phong cưng chiều nói. Cha mẹ Mạc Phàm đang bàn chuyện với nhà bác cả, nghe thấy tiếng xe, đi ra. Nhìn thấy là Tưởng Vân Phong, lão mẹ Mạc Phàm nhíu mày, trên khuôn mặt lạnh lùng mang theo vẻ phức tạp. Cha cười nhiệt tình, lại vội vàng nghênh đón. Nhị ca, sao anh lại đến đây, nhanh vào nhà ngồi, anh ăn cơm chưa, Tố Tố, nhanh chuẩn bị trà bánh. Ừm, khóe miệng Tưởng Vân Phong hơi nhếch lên, nhẹ nhàng lên tiếng, trên mặt là kiêu ngạo. Nhìn thấy Mạc Phàm và Mạc Vũ ở một bên, nhíu mày lại, bất mãn hỏi. Quốc Hoa, Tố Tố, đây là Tiểu Phàm và Tiểu Vũ sao, lớn như vậy mà không biết chào một tiếng à? Cha Mạc Phàm cười xấu hổ, vội vàng nói với hai người. Tiểu Phàm, Tiểu Vũ, đây là bác hai con, đây là anh họ con, nhanh gọi một tiếng đi. Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi, sao hắn không biết Tưởng Vân Phong, nhị ca ruột của lão mẹ. Thân thích ôm tiền xưởng dược đi tên là Tưởng Vân Thiên, là đại ca ruột của Tưởng Vân Phong. Tuy Tưởng Vân Phong không làm ra loại chuyện khiến người ta căm thù tận xương tủy như Tưởng Vân Thiên, nhưng không khá hơn chút nào. Trước khi Tưởng gia trở thành cửa hàng đồ gia nổi tiếng ở thành phố Nam Sơn, cuộc sống tương đối nghèo túng. Bởi vì trước kia nhà là địa chủ, sau đó mở xưởng ra, biến thành nhà tư bản. Khi cách mạng văn hóa đã thành đối tượng bị đả kích, nhà xưởng bị mất, người bị bắt còn thường xuyên đi diễu phố. Khi lão mẹ gả cho cha, Tưởng gia thường xuyên không đủ cơm ăn. Cha thường xuyên bảo mẹ mang đồ ăn trong nhà đưa cho Tưởng gia. Tưởng Vân Phong thường xuyên đói gần chết ở nhà, chạy đến Mạc gia xin cơm. Cha đều lấy đồ ngon chiêu đãi, còn cho ông ta mang về. Dù vậy, Tưởng gia vẫn không coi trọng cha như trước, bọn họ cảm thấy cha hắn là dân nghèo, không xứng với mẹ. Sau đó chính phủ trả lại xưởng cho Tưởng gia, gia cảnh Tưởng gia càng ngày càng tốt. Không chỉ tài sản trên mấy triệu, còn mấy người đi lên con đường làm quan, Tưởng gia lại càng không để cha ở trong mắt, gần như cắt đứt liên lạc. Từ khi Mạc Phàm có trí nhớ, chưa từng thấy người Tưởng gia đến nhà. Có vài phần kính trọng cha một lần duy nhất là lúc cha thành lập xưởng dược, Tưởng gia sai Tưởng Vân Thiên bác cả Mạc Phàm tới nói chuyện hợp tác. Cha cẩn thận trong việc buôn bán, ngoại trừ việc cải thiện cuộc sống, đó là được Tưởng gia tán thành. Cho rằng đó là một cơ hội, liền vui vẻ đồng ý. Ai biết Tưởng Vân Thiên thấy tài chính xưởng dược lưu chuyển khó khăn, cầm một số tiền lớn biến mất. Đây cũng là một trong những lý do khi Tần Doãn Nhi và Lưu Nguyệt Như nói đến Tưởng gia, Mạc Phàm nhíu mày. Kiếp trước, vì Lâm Khuynh Thiên luôn gây khó dễ, cha bị nợ nần bức bệnh nặng, lão mẹ đi tìm Tưởng Vân Phong vay tiền chữa bệnh cho cha. Tưởng Vân Phong nắm giữ mấy xưởng gia, tiêu thụ khắp nơi trên cả nước, mỗi lần đều đóng cửa không gặp, không cho mẹ một đồng nào. Cuối cùng thật sự rơi vào đường cùng, hắn và lão mẹ đi tìm Tưởng Vân Phong. Cửa mở ra, một con chó ngao Tây Tạng nhào tới. Lão mẹ sợ tới mức huyết áp tăng cao, may mà mang theo thuốc, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Lúc ấy hắn nhìn thấy rõ Tưởng Bằng Bằng ôm một mỹ nữ diêm dúa lòe loẹt bật cười ở trên lầu. Tưởng Vân Phong cũng thờ ơ nhìn ở sau cửa, luôn không lộ diện. Từ khi Tưởng gia lấy lại nhà xưởng, Tưởng Vân Phong chưa từng tới Mạc gia, lúc này đến Mạc gia. Trên mặt Mạc Phàm ngoại trừ bất ngờ, thì không có quá nhiều biểu cảm, lạnh nhạt nói. À, chào hai người, vào trong ngồi đi. Tưởng Vân Phong hơi sững sờ, ông ta vốn không xem Mạc Phàm và Mạc Vũ là cháu ngoại, nhưng không ngờ Mạc Phàm sẽ nói vậy, ông ta nhìn lão cha Mạc Phàm đầy khinh thường. Quốc Hoa, ngày thường cậu dạy thằng bé nói chuyện với người khác như vậy sao? Lão mẹ Mạc Phàm nhíu mày, muốn mở miệng lại bị chồng kéo. Tố Tố, em vào trong pha trà đi. Lúc này lông mày lão mẹ Mạc Phàm mới giãn ra, xoay người đi thẳng vào nhà. Lão cha Mạc Phàm không trách cứ Mạc Phàm, hơi lúng túng cười nói.
Nhị ca, hai đứa trẻ này sợ người lạ, lại ít gặp, sau này gặp nhiều sẽ tốt hơn. Ha ha, phải không, sau này sẽ đổi sao? Tưởng Vân Phong cười mỉa một tiếng, hỏi. Hiển nhiên ông ta không hề nghĩ như vậy, đứa trẻ nhà nghèo dạy nhiều đến mấy cũng không khá lên, bản tính hèn mọn không thể sửa được. Ông ta vốn cho rằng hai đứa bé sẽ có chút gen của Tưởng gia, nhìn bộ dạng là ông ta suy nghĩ nhiều rồi. Cha, chúng ta nên bớt tới thì tốt hơn, chỗ này rách nát như vậy, không chơi vui chút nào. Tưởng Bằng Bằng oán hận nói. Tuy anh ta là học sinh trung học, nhưng từ nhỏ đã lớn lên ở thành phố, toàn thấy nhà cao tầng, ở trường trung học đều tiếp xúc với học sinh quý tộc quần áo ngăn nắp. Nhìn thấy nhà cửa cũ nát và người mặc quần áo rách dưới, trong lòng có chút bực bội, trong tiềm thức muốn cách xa nơi này chút. Tưởng Vân Phong cười, Tưởng Bằng Bằng cũng không chào hỏi cha mẹ Mạc Phàm, ông ta không thấy Tưởng Bằng Bằng không đúng chỗ nào, trái lại còn tán dương cười nói. Được, nghe lời con, sau này ít đến, nhưng sau này con phải nhớ kỹ, phải học tập thật giỏi, nếu không sẽ giống nhà cô con, ở căn nhà rách nát, mặc trang phục rách dưới. Sao con có thể giống như bọn họ được? Tưởng Bằng Bằng liếc mắt nhìn một nhà Mạc Phàm một cái, cao ngạo nói. Tươi cười trên mặt cha Mạc Phàm cứng đờ, vẻ xấu hổ càng đậm, nhưng khó mở miệng nói gì. Mắt Mạc Phàm hơi híp lại, hàn quang trong mắt lóe lên. Cha không trải qua, cũng không biết kiếp trước Tưởng Vân Phong và Tưởng Bằng Bằng đối xử với bọn họ thế nào, nhưng hắn thì nhớ rõ. Chỉ là có cha ở đây, hắn cũng không nói gì thêm, tránh làm cha quá khó xử, dù sao cũng là nhị ca của mẹ. Nếu không, dựa vào khuôn mặt hai người vừa rồi, hắn sẽ làm hai người không chịu nổi. Tưởng Vân Phong và Tưởng Bằng Bằng được mời đến nhà chính, lão mẹ Mạc Phàm lấy mấy chai trà xanh bàn tử mang đến đặt lên bàn, lá trà trong nhà còn chưa có ngâm. Tưởng Vân Phong bắt chéo hai chân, giả mù sa mưa đưa cho lão cha một điếu xì gà. Mình đốt một điếu, nuốt mây nhả khói. Quốc Hoa à, tôi nghe nói xưởng dược nhà cậu sắp khai trường rồi hả? Tin tức của nhị ca nhanh nhạy thật, qua lễ Quốc Khánh, sẽ chính thức bắt đầu sản xuất. Cha Mạc Phàm cười nói, trong mắt tràn đầy vui sướng. Tôi nhớ rõ cậu nợ không ít tiền, người nào lớn mật như vậy, vậy mà rót tài chính vào cho cậu. Tưởng Vân Phong cười mỉa nói. Tiểu Phàm bái một sư phụ. Mượn một phần từ chỗ sư phụ thằng bé, còn có chút tiền đặt cọc. Lão cha Mạc Phàm không thèm để ý, nhưng không nói số lượng cho Tưởng Vân Phong. Tưởng Vân Phong thất vọng lắc đầu một cái, theo ý ông ta, mượn tiền và tiền đặt cọc không nhiều lắm. Dựa vào chút tiền đó bắt đầu sản xuất, chắc chắn không lâu sau xưởng thuốc này sẽ lại đóng cửa. Ông ta còn tưởng rằng cha Mạc Phàm gặp quý nhân, bơm mấy triệu vào, mới làm xưởng dược vực dậy. Thực ra nếu kinh tế thật sự đình trệ, cậu có thể bán xưởng dược đi. Tưởng Vân Phong nói lời thấm thía, vẻ mặt vì tốt cho cậu thôi. Nếu thật sự đi đến bước này, em sẽ suy xét. Sắc mặt cha Mạc Phàm hơi trầm xuống, nhưng vẫn nói. Đúng rồi, Tiểu Phàm cũng sắp thi vào trường cao đẳng rồi, thành tích thế nào, chuẩn bị thi trường gì? Tưởng Vân Phong nhìn giấy khen ít ỏi trên tường, hỏi. Thằng bé chuẩn bị thi Đại học Quốc phòng ở Đông Hải. Cha Mạc Phàm cười nói. Mấy ngày nay Mạc Phàm nói với cha một lần, cha cũng không phản đối. Thành phố Đông Hải ở Giang Nam, cho dù không phải trường quân đội tốt nhất, cũng coi như là một trường đại học rất tốt, đi ra cũng là cấp bậc trung úy. Đại học Đông Hải, cũng không tệ lắm, tuy kém hơn bằng nhà chúng tôi một chút. Vẻ mặt Tưởng Vân Phong đầy tự hào nói. Vẻ mặt cha Mạc Phàm hơi trầm xuống, ông khách sáo với Tưởng Vân Phong, nhưng trong lòng hiểu rõ, rõ ràng Tưởng Vân Phong đang khoe khoang. Bằng bằng chuẩn bị thi trường gì thế? Trường học còn chưa định, chắc là Đại học Quốc phòng ở Hoa Hạ, chúng tuyển trường quân đội số 1, nhưng bằng bằng mới thông qua tuyển chọn của Hoa Hạ Thần Kiếm, đang vào giai đoạn thí luyện, nếu có thể thông qua thí luyện, thì không cần học đại học rồi. Vẻ mặt cha Mạc Phàm chấn động. Đại học Quốc phòng Hoa Hạ và trường quân đội số 1 đều là trường số 1 số 2 trong quân đội, mạnh hơn trường Đại học Đông Hải mà Mạc Phàm chọn không ít. Càng làm cha Mạc Phàm khiếp sợ chính là câu nói cuối cùng của Tưởng Vân Phong, bằng bằng vào thí luyện của Hoa Hạ Thần Kiếm sao? Làm sao vậy, có vấn đề gì sao, bằng bằng vào thực nhẹ nhàng, thông qua thí luyện cũng không có vấn đề. Tưởng Vân Phong lạnh nhạt nói, trong mắt lộ ra khinh thường. Giống như đang nói. Một Hoa Hạ Thần Kiếm đã kinh ngạc thành như vậy, nông dân không có kiến thức à?
Tưởng Vân Phong không là quân nhân, cha Mạc Phàm xuất thân quân nhân, có tình cảm đặc biệt với Hoa Hạ Thần Kiếm, dĩ nhiên loại tình cảm đó Tưởng Vân Phong không hiểu được. Hoa Hạ Thần Kiếm, quân đội lính đặc chủng mạnh nhất. Trong đó bất luận một người nào đi vào liền là cấp bậc thượng úy, lợi hại hơn trường quân đội tốt nghiệp 4 năm chỉ là trung úy, không biết bao lâu mới lên được thượng úy. Quả thật Tưởng Bằng Bằng lợi hại hơn Mạc Phàm, nhưng ông cũng không hâm mộ lắm. Một người một mạng, nếu Mạc Phàm có thể thi vào Đại học Quốc phòng ở Đông Hải, ông đã vô cùng thỏa mãn, coi như nhà mình có người làm quan. Không sai, không sai, vẫn là Bằng Bằng lợi hại. Cha Mạc Phàm dựng ngón tay cái khen. Tất nhiên, cũng không nhìn xem là người nhà ai. Tưởng Vân Phong cười nói, không che giấu kiêu ngạo. Lão mẹ Mạc Phàm không nghe nổi nữa, hừ một tiếng, đi vào phòng bếp. Đúng rồi, bây giờ Tiểu Phàm học trường nào, có nắm chắc thi đỗ Đại học Quốc phòng ở Đông Hải không? Tưởng Vân Phong nhíu mày, sau đó lại hỏi. Bây giờ đang học trường Trung học Đông Hải, thì Đại học Đông Hải hẳn là không có vấn đề gì, phải không Tiểu Phàm? Cha Mạc Phàm nhìn Mạc Phàm nói. Mạc Phàm không muốn nghe Tưởng Vân Phong nói phét, vốn đang chơi trò chơi mũi mắt miệng với Tiểu Vũ, nghe thấy lời cha, lên tiếng. Không thành vấn đề. Với bản lĩnh hiện giờ của hắn, Hoa Hạ Thần Kiếm đều tranh giành, càng đừng nói Đại học Quốc phòng ở Hoa Hạ và trường quân đội số 1. Chẳng qua Đại học Đông Hải có người đợi hắn, hắn nhất định phải học Đại học Đông Hải. Ôi, khẩu khí không nhỏ, đừng để lúc đó không đủ điểm ngã lộn nhào, còn không thi vào được trường quân đội. Tưởng Vân Phong thấy Mạc Phàm tự tin như vậy, cười mỉa nói. Đeo cho Mạc Phàm hai chữ tự đại, cuồng vọng. Ông có bản lĩnh, vẫn nên quan tâm người Tưởng gia các ông ấy. Mạc Phàm không nhịn được nói. Nhìn kết cục của Triệu Phi xem, bây giờ chỉ cần hắn gọi một cuộc điện thoại đi. Tư cách thí luyện của Hoa Hạ Thần Kiếm gì đó, lập tức sẽ bị hủy bỏ, cũng đừng nghĩ đến chuyện đăng ký vào trường quân đội. Tưởng Vân Phong này còn khoe khoang ở đây. Thực sự cho rằng lão hổ không ăn thịt người, ông coi ông đây là mèo bệnh. Sắc mặt Tưởng Vân Phong thay đổi, lập tức nổi trận lôi đình. Ở Tưởng gia, những hậu bối cũng không dám nói chuyện với ông ta như vậy, một tên danh con Mạc gia cũng dám hung hãn trước mặt ông ta như thế. Tiểu Phàm, cha mẹ cháu không dạy cháu nói chuyện với trưởng bối thế nào à? Mắt Mạc Phàm nheo lại, hàn quang lóe lên. Trưởng bối sao? Tuy bây giờ nhà hắn không rơi vào đường cùng, nên không có cảnh hắn và lão mẹ đi tìm Tưởng Vân Phong vay tiền, bị bọn họ thả chó ngao Tây Tạng ra cắn. Nhưng cha bị Chu Kiến Bình bắt vài lần, lão mẹ cũng đi tìm Tưởng Vân Phong giúp đỡ. Tưởng Vân Phong không cho lão mẹ một đồng, còn khuyên lão mẹ ly hôn đi, đừng mang con về Tưởng gia, mang xưởng dược về Tưởng gia là được. Lần đó hắn cũng đi theo, khi Tưởng Vân Phong nói những lời này, hắn ở ngay đó. Lúc ấy lão mẹ tức giận đến mức chảy nước mắt. Ném vỡ cốc mang hắn quay về. Từ đó về sau, ngày lễ ngày Tết lão mẹ không tới Tưởng gia nữa. Hôm nay Tưởng Vân Phong tới, bà cũng vô cùng lạnh nhạt với Tưởng Vân Phong. Ông mà là trưởng bối sao? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Cháu! Mắt Tưởng Vân Phong mở to, tức giận đến mức ném tàn thuốc xuống. Nhị ca đừng nóng giận, Tiểu Phàm còn nhỏ, không hiểu chuyện. Cha Mạc Phàm vội vàng khuyên. Nhìn xem các cậu nuôi con ngoan quá, tôi còn định nếu thành tích thằng bé không tốt, đến lúc đó dựa vào quan hệ, giúp thằng bé một chút, nếu vậy các người tự xem mà làm đi. Tưởng Vân Phong nổi giận đùng đùng nói. Quả thật ông ta tới Mạc gia là có ý định này, dù sao thi vào trường cao đẳng có thể thay đổi cuộc đời cả một nhà. Nếu Mạc Phàm có thể thi vào trường quân đội, sau này cũng có lợi với Tưởng gia. Mặt khác. Ông ta tới nơi này là vì xưởng dược Mạc gia đi vào sản xuất lần nữa, giống như sau lưng có người giúp đỡ, nếu không ông ta sẽ không đến. Em biết nhị ca có ý tốt, em thay Tiểu Phàm cảm ơn nhị ca trước, nhưng Mạc Phàm chữa bệnh cho ông cụ Tần, nếu điểm không tệ lắm, tìm Tần gia giúp đỡ cũng không thành vấn đề. Cha Mạc Phàm nói, đoạn trước Tưởng Vân Phong vô cùng hưởng thụ, nhưng đoạn sau vẻ mặt ông ta hơi ngẩn ra. Cậu nói tướng quân khai quốc Tần gia sao? Đúng vậy. Cha Mạc Phàm cười nói, mắt nhìn Mạc Phàm tràn đầy vui vẻ. Quốc Hoa, cậu nói giỡn gì thế, Mạc Phàm chữa bệnh cho Tần lão gia. Tưởng Vân Phong cười nói, giống như nghe được chuyện cười. Tuy ông ta ở thành phố Nam Sơn, nhưng chuyện ông cụ bệnh nặng gần xa đều biết,
thành phố Nam Sơn và thành phố Đông Hải rất gần, sao ông ta có thể không biết? Hơn nữa ông ta còn biết, nếu ai có thể chữa trị cho ông cụ Tần, sẽ nhận được thẻ chí tôn của Tần gia, tấm thẻ kia đại biểu cho ông cụ Tần. Vậy mà Mạc Quốc Hoa nói Mạc Phàm chữa bệnh cho Tần lão gia, ha ha. Tiểu Phàm, cháu chữa bệnh cho Tần lão gia, có phải ông ấy đưa thẻ chí tôn cho cháu không? Tưởng Vân Phong cười mỉa hỏi, đợi chuyện cười của Mạc gia. Một tên nông dân mà thôi, cũng dám nói chữa khỏi cho Tần lão gia. Tuy chuyện cười này cấp thấp, nhưng ít ra có thể làm ông ta cười một tuần. Thẻ tôi tặng người ta rồi, cho dù ở trong tay tôi, vì sao tôi phải cho ông xem? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Tưởng Vân Phong một cái nói. Không có thì không có, tìm nhiều lý do như vậy làm gì? Tưởng Vân Phong không giận vui vẻ nói. Đúng rồi, không phải cháu chữa bệnh cho Tần lão gia à, chắc chắn y thuật rất cao, cháu bắt mạch cho bác xem bác có bệnh gì không? Không cần nhìn, bệnh thần kinh. Mạc Phàm không thèm nhìn Tưởng Vân Phong nói. Ha ha, Tưởng Vân Phong cười, cũng không tức giận. Chỉ lắc đầu. Lúc này Tưởng Bằng Bằng vừa vào nhà Mạc Phàm liền di chuyển khắp nơi, cầm mấy hộp đồ ăn vặt nhập khẩu từ phòng Tiểu Vũ ra, vừa đi vừa ăn. Những thứ này đều là bàn tử mang đến mấy hôm trước. Ôi, nhà các người cũng có thứ này, một hộp hơn 100 tệ đó, rất ngon. Anh, những thứ này đều là của em không mời anh ta ăn. Mạc Vũ nhìn đồ ăn trong tay Tưởng Bằng Bằng, cong môi nói. Mấy thứ bàn tử mang đến cũng không nhiều, bình thường Tiểu Vũ không nỡ ăn, sợ ăn xong sẽ không còn. Của em đây, thật keo kiệt, cho em, mấy thứ rách nát này tôi ăn ở nhà chán ngấy rồi. Tưởng Bằng Bằng nhíu mày, khinh bỉ nói, muốn trả lại đồ ăn vặt cho Mạc Vũ. Ngày mai bàn tử đến đây, anh bảo cậu ấy mang thêm cho em. Mạc Phàm nhíu mày, liếc mắt nhìn Tưởng Bằng Bằng một cái, sờ đầu Tiểu Vũ nói. Hình như cha bàn tử quyết tâm muốn xây một chi nhánh ở quê nhà Mạc Phàm, đã chọn được địa chỉ rồi, ở ngã tư đường cách xưởng dược không xa, cho nên mấy ngày nay bàn tử rảnh rỗi thường xuyên đến đây. Chút đồ ăn này, bàn tử căn bản không cần, hắn càng không để vào mắt. Chỉ cần Tiểu Vũ thích, hắn mua rất nhiều đồ ăn này tới cũng không phải không có khả năng. Dạ, chúng ta đi câu cá đi. Mạc Vũ không nhận đồ ăn trong tay Tưởng Bằng Bằng, kéo quần áo Mạc Phàm cầu xin. Ừ, Mạc Phàm gật đầu, hắn cũng không muốn nhìn cha con Tưởng Vân Phong, mang theo Tiểu Vũ cầm dụng cụ câu cá bình thường rời đi. Chỗ rách nát này mà cũng có nơi câu cá sao, có cá không, tôi cũng đi. Vẻ mặt Tưởng Bằng Bằng cao ngạo, vội vàng đi theo. Mạc Phàm mang Tiểu Vũ đến nơi câu cá ở phía tây thôn, có tên là câu đích Tiểu Hà. Bởi vì đã đến tháng 10, lượng nước không lớn, nhưng người lớn đi xuống không đến đáy. Lúc trời nóng. Nơi này thường có người xuống tắm rửa, cũng xảy ra không ít chuyện ngoài ý muốn, gần như hàng năm đều có người rơi xuống nước. Mạc Phàm mang Tiểu Vũ đến bờ sông, ngồi dưới tàng cây coi như không tệ, bắt đầu câu cá. Mạc Vũ di chuyển cái ghế, cầm di động của Mạc Phàm, giống như làm nũng dựa vào trong lòng Mạc Phàm, chơi trò chơi trong di động. Thời gian thấm thoát trôi qua nửa tiếng. Anh, người ăn vụng đồ của em đâu, không phải anh ta cũng đến đây sao? Tiểu Vũ thấy kỳ lạ hỏi. Cô rời khỏi lòng Mạc Phàm, nhón chân nhìn bốn phía. Khi đến bờ sông, Tưởng Bằng Bằng vẫn đi theo, đã hơn nửa tiếng qua đi, Tưởng Bằng Bằng còn chưa tới, không phải xảy ra chuyện gì đấy chứ. Mạc Phàm nhíu mày, tuy Tưởng Bằng Bằng này không có nhân tính, nhưng nếu xảy ra chuyện ở Mạc gia, cũng không ít phiền phức. Ý niệm hắn khẽ động, lực cảm ứng tỏa ra bốn phía, vẻ mặt thay đổi. Anh xem. Bên kia có một đóa hoa sen máu. Mạc Vũ chỉ giữa sông cách đó không xa ngạc nhiên nói. Mạc Phàm vội vàng che mắt Mạc Vũ, nhìn hướng Tiểu Vũ chỉ. Một đóa hoa sen diêm dúa loè loẹt như máu, nở rộ ở giữa sông, kiều diễm như rỉ ra máu, tản ra ánh sáng yêu dị. Trong con sông này không có ai trồng sen, lấy đâu ra hoa sen. Cho dù có hoa sen, cũng không có khả năng nở ra hoa sen như vậy. Nhưng quả thật đóa hoa sen nở rộ giữa sông. Tiểu Vũ, quay về nói với cha mẹ, tên ăn vụng kia rơi xuống nước, đừng nhìn về phía sông, có nghe không? Mạc Phàm nghiêm túc dặn dò. À, tuy Mạc Vũ tò mò, nhưng cô vẫn nghe lời Mạc Phàm nói, cố nén hiếu kỳ trong lòng, chạy về phía nhà mình. Mạc Phàm nhìn Tiểu Vũ rời khỏi bờ sông,
bỏ cần câu xuống, vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công, trong mắt lóe sáng lam quang, đi về phía hoa sen máu. Cũng đúng lúc này, một chiếc xe jeep màu sắc rực rỡ lái vào thôn, dừng bên đường phía sau Mạc Phàm. Dép của Tưởng Bằng Bằng vẫn ở trên bờ sông, nhưng người đã không thấy bóng dáng, mặt nước có gợn sóng lăn tăn. Mạc Phàm đi đến chỗ dép Tưởng Bằng Bằng, hắn lấy kiếm phủ luôn đeo trên cổ xuống, linh khí chen vào. Thấy đóa hoa sen máu này, hắn mới nhớ tới một chuyện. Con sông này chưa từng có người trồng sen, nhưng có lúc sẽ xuất hiện một đóa hoa sen máu. Một khi đóa hoa sen máu xuất hiện, không phải người chết chìm thì là gia cầm mất tích. Nhất là mùa hè, gần như hàng năm đều có một lần. Hoa sen máu này ầm ĩ huyên náo ở nhà, có đôi khi buổi tối người lớn rảnh rỗi không làm gì, ngồi bên nhau nói chuyện phiếm, thường nói đến đề tài này. Có một lần nói chuyện với cha, cha nói ông cũng từng thấy một lần, là xuống sông tắm khi còn bé, lúc đó là buổi trưa 1, 2 giờ, thời tiết rất nóng, trong sông có rất nhiều người. Người lớn trẻ con đều có. Tự dưng thấy một đóa hoa sen màu đỏ chui từ trong sông lên, đỏ có thể rỉ ra máu, lúc ấy mọi người sợ tới mức không kịp mặc quần lót, nhanh chân bỏ chạy. Có người nói là quỷ hồn trên sông, vì chuyển thế đầu thai muốn kéo một người xuống. Cũng có người không mê tín nói là đóa hoa sen sinh trưởng ở dưới sông, bị nước bùn cuốn lên, nên hoa sen ngẩng đầu vươn lên, dù sao cũng có đủ loại cách nói. Trước đây Mạc Phàm cũng bị dọa không nhẹ, một mình không dám tắm rửa, nhưng chưa tận mắt nhìn thấy đóa hoa sen máu trong truyền thuyết. Bây giờ đóa hoa sen máu ở ngay trước mắt, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, mắt nhìn đóa hoa sen máu trên mặt sông cách 3 thước. Đóa hoa này không phải quỷ nước, cũng không phải hoa sen kỳ lạ chôn dưới phù sa, mà là một con yêu thú, tên là Nhiếp Hồn. Nhiếp Hồn, thân thể như rắn, không có mắt, toàn thân óng ánh như bạch ngọc, dưới bụng có móng vuốt nhỏ. Tính công kích không mạnh, nhưng là một trong những yêu thú cấp thấp giỏi mê hoặc lòng người. Bình thường sẽ xuất hiện trong nước, vách núi đen và những nơi nguy hiểm, dùng đuôi hóa thành một đóa linh hoa dị quả, hấp dẫn người ta đi hái, thật thể lại ở một nơi khác ôm cây đợi thỏ. Một khi bị mê hoặc sẽ chết không có chỗ chôn, nhiếp hồn thú này lấy máu thịt và hồn phách của người chết, phát triển thân thể, nhiếp hồn thú trưởng thành cũng chỉ có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Hắn không ngờ ở đây lại là một nhiếp hồn thú. Cho dù là một nhiếp hồn ấu thú, lực công kích không mạnh, cũng có thực lực tôi luyện 10 tầng, người bình thường căn bản không phải là đối thủ của nó. Lúc hắn đến trúc cơ, từng thấy một con yêu thú giết sạch người một thôn nhỏ, cắn nuốt thân thể bọn họ từng chút một, hấp thu khí huyết và hồn phách trong đó, hiện trường vô cùng thê thảm. Bên cạnh nhà có một yêu thú như vậy, hắn vừa có chút ngạc nhiên vui mừng cũng có chút nghĩ mà sợ, may mà hắn phát hiện trước tiên, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Nhiệt xúc, còn không mau thả anh ta ra. Mạc Phàm lạnh giọng quát. Hoa sen máu không đổi, mặt nước vô cùng bình tĩnh, căn bản không có một chút phản ứng. Mày đã không chịu xuất hiện, vậy tao giúp mày. Mạc Phàm cười, kiếm khí trong kiếm phù tăng lên, kiếm khí hơn một trượng xuất hiện trong tay hắn. Cánh tay giơ lên, còn chưa hạ xuống, mặt nước lập tức rẽ sang hai bên. Nhiếp hồn thú ở trong nước thấy kiếm khí sắp đánh xuống, giống như nhận được nguy hiểm. Trong chớp mắt hoa sen máu lập tức nấp vào trong nước. Một người bay từ trong ra, bóng dáng bay về phía kiếm khí của Mạc Phàm, nhìn gương mặt rõ ràng là Tưởng Bằng Bằng. Mặt Mạc Phàm không đổi, một kiếm chém qua như trước, kiếm khí sắc bén trực tiếp đâm vào thân thể Tưởng Bằng Bằng. Phập, bóng dáng Tưởng Bằng Bằng lập tức vỡ nát, hóa thành bọt nước đầy trời, rơi ào ào vào trong nước, tạo ra gợn sóng lăn tăn. Thủy ảnh thuật cũng muốn gạt tao sao? Mạc Phàm cười mỉa nói. Hắn tu luyện diễn thiên thần quyết, hồn lực cường đại hơn tu sĩ bình thường, chỉ là thủy ảnh thuật mà cũng dám lừa gạt y tiên bất tử hắn. Kiếm khí chém thân thể giả thủy ảnh thuật tạo ra, thế như trẻ tre, chém vào trong nước. Một con sông đang đẹp, hoàn toàn tách ra. Đợt sóng cao hơn một người đánh sang hai bên, lộ ra đáy sông tràn đầy nước bùn, cùng với Tưởng Bằng Bằng bị nước bùn vùi lấp. Trên người Tưởng Bằng Bằng có một sinh vật như rắn trắng dài 2 thước quấn lấy, đúng là nhiếp hồn thú Mạc Phàm biết. Một kiếm chiên nước, thế đi của kiếm khí hơn một trượng vẫn không giảm. Trường kiếm sắp chém đến đầu nhiếp hồn thú phát ra tiếng kêu chíu chíu kỳ lạ, không cam lòng ném Tưởng Bằng Bằng về phía kiếm khí vô cùng sắc bén. Trong cái miệng đầy răng to như bồn máu phun ra sương mù màu đen, thân thể nhanh chóng nhỏ đi biến mất,
chớp mắt đã ẩn giữa đám sương mù đen. Mũi kiếm của Mạc Phàm nghiêng đi, chánh tưởng bằng bằng, trường kiếm chém vào trong sương mù đen, lúc này kiếm khí cường đại mới nổ ra. Ầm ầm ầm, một hồi vang lớn, toàn bộ đáy sông lập tức vỡ nát, nước mười mấy mét xung quanh Mạc Phàm như nấu sôi, ùm ục tỏa ra bọt khí. Chỗ kiếm khí chém, trong bọt nước mang theo nước bùn màu đen và một số tạp vật dưới đáy sông, bay ra ba, bốn thước cao, hai sóng lớn đánh hai bên. Bốp bốp bốp, một lát sau, nước và bùn hạ xuống, như mưa đánh vào cây chuối tây rơi xuống sông lần nữa. Nước sông trong suốt có một vùng đen đen, mười mấy con cá con tôm nằm trên mặt nước, nhưng không thấy bóng dáng nhiếp hồn thú. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, trường kiếm trong tay nhanh chóng vẽ ra, một phù văn một chia hai, hai chia bốn, bốn chia tám, chỉ trong phút chốc đã hiện vô số. Đi! Mạc Phàm quát nhẹ, những ký hiệu này chui vào trong nước, biến mất không thấy. Tay Mạc Phàm duỗi ra, một lực hút xuất hiện trên tay hắn, tưởng bằng bằng đang hôn mê khẽ bay về phía hắn, bị hắn đá như một con gà con. Hắn đặt tưởng bằng bằng lên bờ, đang muốn chữa trị. Két, tưởng Vân Phong đã lái xe Chevrolet tới. Nhìn thấy bụng tưởng bằng bằng phình to, sắc mặt xanh xao bên cạnh Mạc Phàm, thất kinh chạy tới. Bằng bằng, bằng bằng, con tỉnh lại đi. Tưởng Vân Phong vỗ mặt tưởng bằng bằng, kích động nói. Tưởng bằng bằng mới thông qua tuyển chọn của Hoa Hạ Thần Kiếm, cho dù không thể vào Hoa Hạ Thần Kiếm, thì vào trường quân đội trọng điểm cũng không có vấn đề. Cứ chết như vậy, ông ta tổn thất quá lớn. Ông ta mở miệng tưởng bằng bằng, ấn bụng anh ta, không ngừng có nước và nước bùn từ miệng mũi tưởng bằng bằng phun ra, nhưng không thấy anh ta tỉnh lại. Cha mẹ Mạc Phàm và Tiểu Vũ cũng cuống quýt xuống xe, nhìn thấy tưởng bằng bằng như vậy, Tiểu Vũ trốn phía sau cha, cha mẹ Mạc Phàm nhíu mày, lộ ra lo lắng. Tiểu Phàm, có chuyện gì vậy? Cha Mạc Phàm hỏi. Rơi xuống nước ạ? Mạc Phàm nói. Cha, con và anh nhìn thấy hoa sen máu cha nói lúc trước, sau đó tên ăn vụng này đã không thấy tăm hơi. Mạc Vũ bổ sung thêm, nói xong lại trốn sau lưng cha. Cha Mạc Phàm nhíu mày chặt hơn, chưa thấy qua có lẽ không tin, nhưng ông từng chính mắt nhìn thấy hoa sen máu. Lúc ấy bọn họ đều bỏ chạy, một người thanh niên không khác ông lắm, cuối cùng cũng chết đuối, mấy người lớn đi xuống kéo cũng không kéo lên, tưởng bằng bằng có thể lên được là vận khí của cậu ta tốt. Hoa sen máu sao? Tưởng Vân Phong làm cấp cứu vài lần cho tưởng bằng bằng, vẫn không thấy anh ta tỉnh lại, sắc mặt trở nên hung dữ. Tôi thấy hoa sen máu gì chứ? Là con trai và con gái cậu ghen tị với bằng bằng nhà tôi, ấn thằng bé vào nước, thằng bé là anh họ hai đứa đấy, còn nhỏ mà đã độc ác như thế, bộ dạng còn ung dung, Mạc Quốc Hoa, cậu nhất định phải cho tôi một lời giải thích về chuyện này. Cha mẹ Mạc Phàm nhíu mày, sắc mặt trầm xuống, trên mặt lộ ra bất mãn. Mắt Mạc Phàm cũng hơi nhíu lại, hắn vốn định cứu tưởng bằng bằng, nhân phẩm người nhà này siêu cấp tệ, nhưng dù sao cũng chung dòng máu với lão mẹ. Ai biết vậy mà tưởng Vân Phong hoài nghi hắn ra tay với tưởng bằng bằng, nếu như hắn muốn ra tay với anh ta, cần dùng cách này sao? Một pháp thuật thậm chí một ngân châm nho nhỏ có thể làm tưởng bằng bằng chết không dấu vết. Nếu tưởng Vân Phong nói như vậy, vậy thì hắn mặc kệ. Tưởng Vân Phong, anh có ý gì? Lão mẹ nhịn rất lâu, không thể nhịn được nữa, lạnh giọng hỏi, ngay cả nhị ca cũng không gọi. Từ khi tưởng Vân Phong khuyên bà ly hôn với chồng, không cần con chỉ cần mang xưởng dược về tưởng gia, bà đã hoàn toàn hết hy vọng với tưởng gia rồi. Thấy Mạc gia mới có vài phần khởi sắc, xưởng dược cũng sắp khai trương lần nữa, tưởng Vân Phong lại đến Mạc gia khoe khoang. Chuyện này cũng thôi đi, vậy mà còn vụ oan hãm hại Mạc Phàm và Mạc Vũ. Em ba, sao em nói chuyện với anh như vậy, ngay cả nhị ca cũng không gọi, anh biết em hận anh, nhưng anh đều là tốt cho em, nếu là người khác, cho dù gả cho một. Sắc mặt tưởng Vân Phong trầm xuống, mắng. Nhưng còn chưa nói xong, kiếm phù trong tay Mạc Phàm để ở động mạch chủ ông ta, hàn quang trong mắt lóe lên. Ông nói lại những lời vừa nói thử xem. Người nào nhục mạ cha mẹ hắn, người đó chết, hiển nhiên tưởng Vân Phong không nằm trong hàng ngũ ngoại lệ. Chỉ cần tưởng Vân Phong dám nói nửa chữ nữa, hắn không ngại chém bay đầu ông ta, lấy ông ta cho nhiếp hồn thú ăn. Trong mắt cha Mạc Phàm cũng lóe lên lửa giận. Sở dĩ khách sáo với tưởng Vân Phong như vậy, là vì tưởng Vân Phong là nhị ca của vợ, vợ ông có thể cho tưởng Vân Phong xem sắc mặt, nhưng ông không được, đây là lễ phép ông học từ nhỏ. Nhưng không phải ông sẽ không tức giận,
chọc giận ông có thể mang một đám anh em đến đánh không dám vào nhà. Tưởng Vân Phong nói như vậy, đã chạm đến điểm mấu chốt của ông. Vẻ mặt Tưởng Vân Phong ngẩn ra, rõ ràng là một đứa con nít và thứ gì đó sắc bén, ông ta lại cảm thấy khí lạnh đầy lưng, toàn thân như điện giật, lời vừa nói ra lại nuốt xuống, vẻ mặt vô cùng khó coi. Mạc Quốc Hoa, cậu thấy không, con trai cậu dám uy hiếp tôi, sao không dám ra tay với Bằng Bằng? Trên người Tiểu Phàm không có nước và bùn, sao có thể ấn Bằng Bằng vào trong nước? Cha Mạc Phàm hơi tức giận nói. Trên người cậu ta không có một chút nước, sao có thể kéo Bằng Bằng ở trong nước lên, đừng nói với tôi cậu ta là tiên nhân, làm pháp thuật gì đó. Tưởng Vân Phong phản bác. Ông ta chớp mắt, nghĩ đến một chuyện, lại nói tiếp. Con trai cậu không chỉ ra tay với Bằng Bằng, Chu Kiến Bình và Chu Lan Sơn rời khỏi nhà cậu, trở về không lâu liền bắn súng tự sát, chắc cũng liên quan đến con trai cậu. Lần này ông ta tới, ngoại trừ tìm hiểu tình hình Mạc gia, mục đích chủ yếu là hỏi thăm chuyện này. Dù sao Chu Kiến Bình và Chu Lan Sơn chết quá kỳ quặc, không chỉ có Chu Kiến Bình, người theo chân bọn họ đến Mạc gia cũng đã chết, tuy nhiên cảnh sát kết luận cuối cùng là bọn họ tham ô một khoản lớn ở ngân hàng sợ tội tự sát. Vẻ mặt cha mẹ Mạc Phàm khiếp sợ, nhìn Mạc Phàm với vẻ khó mà tin. Làm sao có thể, mấy ngày nay Tiểu Phàm vẫn ở nhà, không ra khỏi cửa. Không phải cậu mới nói với tôi, Tiểu Phàm nhà cậu có bản lĩnh lớn, xưng huynh gọi đệ với Đường Long rồi sao? Tưởng Vân Phong cười mỉa nói. Tất nhiên ông ta không tin chuyện ma quỷ này, nhưng cứ đẩy hết lên người Mạc Phàm trước rồi nói sau. Chuyện này, cha Mạc Phàm không biết nói gì, chuyện Chu Kiến Bình có khả năng liên quan đến Mạc Phàm. Nhưng chuyện Tưởng Bằng Bằng rơi xuống nước, ông tuyệt đối tin tưởng Mạc Phàm. Nhị ca, em lấy tính mạng đảm bảo, Tiểu Phàm nhà em không làm chuyện như vậy với Bằng Bằng, nếu không thì như vậy đi, Tiểu Phàm biết chút y thuật. Để Tiểu Phàm nhanh khám cho Bằng Bằng, cứu Bằng Bằng tỉnh lại, chân tướng sẽ rõ ràng. Cha Mạc Phàm nói, để thần y nhà cậu cứu Bằng Bằng nhà tôi còn lo lắng cậu ta ra tay ấy, nói cho mấy người biết, nếu Bằng Bằng nhà tôi xảy ra chuyện, tôi sẽ không bỏ qua cho mấy người. Tưởng Vân Phong nói ra một câu ngoan độc, để Tưởng Bằng Bằng vào trong xe, lái xe về phía trạm y tế trong thôn. Đồng thời nhanh chóng gọi 120. Một tên nhóc biết y thuật gì chứ, không hại người đã không tệ rồi, còn cứu người, ha ha. Mạc Phàm lắc đầu, ở một bên lặng yên không tiếng động, thỉnh thoảng mắt nhìn về con sông đối diện. Hai, cha Mạc Phàm thở dài, cũng không biết nói gì cho phải. Cha, chúng con thật sự nhìn thấy hoa sen máu. Mạc Vũ nhìn chằm chằm cha nói, bày tỏ mình không nói sai. Cha biết, năm nay đóa hoa này còn chưa xuất hiện. Cha Mạc Phàm nhìn sông nói, hàng năm đóa hoa sen máu này sẽ xuất hiện một lần, vì tránh để trẻ con gặp chuyện không may, người lớn đều ném gà vịt sống vào trong sông, ai biết vẫn không tránh thoát. Tiểu Phàm, con xem Bằng Bằng có thể cứu không? Lão mẹ Mạc Phàm lo lắng hỏi. Bà hoàn toàn hết hy vọng với Tưởng Vân Phong và Tưởng Vân Thiên, nhưng đứa trẻ vô tội. Bác sĩ bình thường sẽ không cứu được. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Nếu chỉ là nước tiến vào trong phổi, một cây châm bạc của hắn có thể cứu Tưởng Bằng Bằng. Nhưng khi hắn phát hiện nhiếp hồn thú, Tưởng Bằng Bằng đã bị hút đi một hồn một phách, hắn vốn chuẩn bị bắt nhiếp hồn thú, sau đó lấy trong cơ thể nó, ai biết nó trốn thoát rồi. Nhất hồn vi nhân hồn, một phách vi dục phách mất đi cùng lắm thì bất lực, nhưng nhân hồn không còn, người không khác gì chết. Con có thể cứu không? Cha Mạc Phàm hỏi. Tần tiểu thư đều đã tới Mạc gia, thẻ chí tôn ông cũng từng thấy, chắc chắn bệnh của Tần lão gia do Mạc Phàm chữa khỏi. Có thể chữa khỏi bệnh cho Tần lão gia, chỉ là người chết đuối sao có thể không cứu được. Có thể. Mạc Phàm gật đầu nói. Tiểu Phàm, mẹ cầu xin con cứu Bằng Bằng đi. Trong mắt mẹ Mạc Phàm lóe lên lệ quang. Thân là mẹ Mạc Phàm, sao bà có thể không nhìn ra, Mạc Phàm chán ghét Tưởng Vân Phong và Tưởng Bằng Bằng từ tận đáy lòng. Chán ghét này còn nhiều hơn bà rất nhiều. Nhưng trong cơ thể bà chảy máu Tưởng gia, không thể nhìn đứa trẻ Tưởng gia chết đi, dù sao không phải ai ở Tưởng gia cũng như Tưởng Vân Phong. Mạc Phàm nhíu mày, một đời này có hắn ở đây, sẽ không để lão mẹ đến Tưởng gia vay tiền chữa bệnh cho cha. Lão mẹ cũng không biết Tưởng Bằng Bằng và Tưởng Vân Phong cha anh ta không khác gì nhau, thậm chí còn không bằng heo chó. Yên tâm đi, mẹ, con sẽ không để anh ta chết.
Mạc Phàm thở dài nói. Chỉ cần lão mẹ vui vẻ, như thế nào đều được, hắn có thể cứu tên không bằng heo chó đó. Vậy nhanh đi thôi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn con sông một cái, đi theo cha mẹ, nắm tay Tiểu Vũ đến trạm y tế. Trong trạm y tế, lão bác sĩ trong thôn đặt Tưởng Bằng Bằng lên lưng một con bò, nước trong bụng đều chảy ra, nhưng vẫn không thấy Tưởng Bằng Bằng tỉnh lại. Bác sĩ, Bằng Bằng nhà chúng tôi thế nào? Tưởng Vân Phong hoảng hốt nói. Thời gian ở trong nước quá lâu, tôi đã cố hết sức. Lão bác sĩ lắc đầu nói. Cái gì? Vẻ mặt Tưởng Vân Phong chấn động, nắm lấy áo bác sĩ, lại nói. Lang băm, lang băm. Hơn nửa canh giờ sau, lại có tiếng còi xe, một chiếc xe cứu thương dừng trước trạm y tế. Mấy bác sĩ thành phố đi xuống, kiểm tra một lát, cũng lắc đầu. Chuẩn bị lo hậu sự đi. Tưởng Vân Phong lại sửng sốt, bác sĩ ở trạm y tế này không cứu được cũng không có gì, nhưng y thuật của bác sĩ thành phố cao thế nào? Nhưng bác sĩ ở trong bệnh viện lớn ông ta gọi tới, cũng nói không cứu được. Chuyện này, chuyện này. Trên mặt Tưởng Vân Phong là một vùng cho tàn, lùi về sau vài bước, trên mặt lóe lên đau đớn. Nhị ca, anh để Tiểu Phàm thử xem. Cha Mạc Phàm nhíu mày, đi lên trước nói. Cậu ta có bản lĩnh sao? Trên mặt Tưởng Vân Phong tràn đầy khinh miệt, lạnh lùng nói. Bác sĩ thành phố đều nói không cứu được, một đứa con nít có thể làm gì? Không phải là muốn hủy đi chứng cứ đấy chứ, các người đừng có mà mơ. Trên mặt cha Mạc Phàm là xấu hổ, không biết nói tiếp thế nào. Mạc Phàm nhíu mày, đi tới, lạnh lùng nói. Vậy ông cứ giữ chứng cứ của ông đi, chúng ta đi thôi, cha. Một hồn một phách mất đi, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không khác gì người sống thực vật, thời gian lâu dài, ba hồn sáu phách khác sẽ tản đi, đến lúc đó chỉ còn con đường chết. Nếu không phải lão mẹ mở miệng, hắn cũng chẳng muốn cứu. Chuyện này hắn không thẹn với lương tâm, nếu Tưởng gia thật sự tới gây phiền phức, trên danh sách phải giết của hắn không ngại thêm Tưởng gia vào. Đợi một chút, Tưởng Vân Phong thấy Mạc Phàm bình tĩnh như vậy, mắt đảo vài vòng. Chẳng lẽ tên nhóc này thật sự bái được danh sư, học được y thuật? Nếu như là thật, các bác sĩ khác đều nói không được, cho Mạc Phàm thử cũng không sao, nhỡ đâu lại cứu sống được. Bây giờ không cho Mạc Phàm thử một lần, ông ta đều uổng phí những thứ đầu tư trên người con trai, lại sinh đứa nữa cũng phải mười mấy năm. Bằng Bằng sắp gia nhập Hoa Hạ Thần Kiếm hoặc tiến vào trường quân đội, có một chút hy vọng, ông ta cũng không muốn bỏ qua dễ dàng, dù sao cũng là con trai ruột ông ta. Xem như cậu là một nửa người Tưởng gia, tôi tin tưởng cậu một lần, nếu cậu có thể chữa cho Bằng Bằng, tôi sẽ dựa vào quan hệ của mình, cho cậu học Đại học Quốc phòng ở Đông Hải. Mạc Phàm cười lắc đầu, không hổ là tổ tiên mấy đời làm thương nhân, trong mắt chỉ có giao dịch, chỉ sợ trong mắt ông ta con trai cũng chỉ là công cụ. Quan hệ thì không cần, muốn cứu con trai ông, một giọt máu trong tim ông là được rồi. Nhân hồn vốn là tổ đức lưu truyền tiếp nối cơ thể trong các dòng họ. Mất đi mà nói có thể dùng tố hồn thuật lấy máu từ quan hệ huyết thống đắp nặn lần nữa. Tố hồn thuật này vốn là cấm thuật, không ít ma tu vì đạt được lực lượng cường đại, không tiếc lấy máu thân nhân đắp nặn thần hồn của mình. Nhưng theo ý hắn, có phải là cấm thuật hay không đều dựa vào mục đích sử dụng. Nếu để hắn đắp nặn một nhân hồn của tu sĩ trúc cơ, máu trong tim một người chắc chắn không đủ, bây giờ hắn cũng khó mà thi triển được. Nhưng một hồn của người bình thường thì dễ tạo. Hơn nữa chỉ cần một giọt máu trong tim là đủ. Máu trong tim sao? Có không ít người xung quanh sững sờ. Đây là phương pháp chữa trị gì thế? Chắc là pháp thuật học được trong miếu, tên nhóc giả thần giả quỷ đi. Bác sĩ thành phố Tưởng Vân Phong gọi tới còn chưa đi, ở một bên cười mỉa nói. Ông ta học y nhiều năm như vậy, chưa nghe thấy phương pháp dùng máu ở tim cứu người. Cậu đây là y thuật, hay tà thuật thế? Nghe Mạc Phàm nói. Tưởng Vân Phong hỏi, ánh mắt nhìn Mạc Phàm càng thêm lạnh lùng và khinh thường. Ông thử xem thì biết. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Thử thế nào, cậu chắc không phải muốn mưu sát tôi đấy chứ. Tưởng Vân Phong lắc đầu nói, không ôm hy vọng gì. Không nói đến phương pháp này có thể cứu người, chỉ yêu cầu này cũng rất vô nghĩa. Lấy máu trong tim, lấy thế nào, dùng ống tiêm lấy một giọt máu trong tim sao? Chưa cứu sống được Bằng Bằng. Ông ta đã chết trước, máu ở trái tim có thể lấy được sao? Ông sẽ không chết, chỉ suy yếu một thời gian,
sống ít đi 5 năm mà thôi. Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi nói. Có nhiều phương pháp lấy máu trong tim, có thể dùng ngân châm dẫn, cũng có thể dùng trọng lực đập tim, làm ông ta nôn ra máu. Đương nhiên giống như Tưởng Vân Phong nghĩ, dùng ống tiêm lấy máu cũng được, nếu Tưởng Vân Phong nguyện ý mà nói, hắn có thể làm giúp. Sống ít đi 5 năm sao? Tưởng Vân Phong sửng sốt, lại càng không làm. Khiến ông ta sống ít đi 5 năm thì khó mà làm được, cho dù là cứu con trai ông ta cũng không được. Bây giờ đứa trẻ không có kính dạ yêu trẻ, đợi ông ta già rồi nói không chừng còn ngược đãi ông ta, bảo ông ta lấy mạng đi cứu. Ba chữ, không thể nào. Không được, nếu cậu không thể cứu được thì nói sớm, đừng tìm những lý do này để mượn cớ, máu trong tim gì đó, sống ít đi 5 năm gì đó, bây giờ là thời đại nào rồi, còn mê tín như vậy. Tưởng Vân Phong nói, lo lắng ít đi nhiều. Cha mẹ Mạc Phàm nhíu mày, người nào không nhìn ra, Tưởng Vân Phong căn bản sợ đoản mệnh, không muốn cứu con trai ông ta. Hai, ngay cả lão bác sĩ ở trạm y tế cũng lắc đầu thở dài, cảm thán lòng người thay đổi. Vì cứu con trai sống ít đi 5 năm thì làm sao chứ, người này đúng là ích kỷ. Ngay cả bác sĩ thành phố vừa cảm thấy Mạc Phàm là kẻ lừa đảo, cũng không nhìn nổi. Y thuật thiệt giả không nói. Nhân tính của Tưởng Vân Phong đã xấu xí phơi bày ngay trong này. Tiểu Phàm, của cha được không? Cha Mạc Phàm tiến lên hỏi. Ông biết vợ mình muốn cứu Tưởng Bằng Bằng, dù sao cũng chỉ sống ít đi 5 năm mà thôi, không sao cả, con người lúc còn sống, vui vẻ là được rồi. Không được, cha không phải là người Tưởng gia. Mạc Phàm nói. Cha và Tưởng gia không có quan hệ huyết thống, không cứu được người Tưởng gia. Mẹ thì sao? Lão mẹ Mạc Phàm vội nói. Nam mới được. Mạc Phàm lắc đầu. Nhân hồn của đàn ông và phụ nữ có khác nhau, không thể dùng loạn, nếu không sẽ bài xích. Chuyện này, làm sao bây giờ? Lông mày mẹ Mạc Phàm nhíu lại, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Mắt Mạc Phàm hơi híp lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tưởng Vân Phong. Cậu nhìn tôi làm gì? Tưởng Vân Phong kích động nói. Không có gì, chỉ lấy một thứ trên người ông thôi. Mạc Phàm không đợi Tưởng Vân Phong nói tiếp, bước đến trước người ông ta, một quyền mang theo lực đánh vào ngực Tưởng Vân Phong. Tưởng Vân Phong còn chưa phản ứng kịp, liền cảm thấy ngực đau xót, giống như bị chùy sắt đánh vào ngực vỡ thành mảnh. Phốc, máu tươi phun từ trong miệng ông ta ra, cả người ông ta cũng bay ra ngoài, đánh vào tường trạm y tế. Phốc, lại có máu phun ra. Cậu dám đánh tôi? Hai mắt Tưởng Vân Phong đầy lửa giận, phẫn nộ nói. Mạc Phàm không để ý tới Tưởng Vân Phong, nếu Tưởng Vân Phong không chịu lấy 5 năm tuổi thọ cứu con trai mình, vậy thì sống ít 10 năm đi. Tay hắn đảo qua không trung, nắm lấy máu Tưởng Vân Phong mới phun ra, linh khí dũng mãnh lao tới máu trong tay, hắn niệm thần chú trong lòng. Chỉ trong phút chốc, tố hồn, Mạc Phàm nói hai chữ, hắn đặt quả đấm lên trán Tưởng Bằng Bằng, một giọt huyết châu như chân châu màu đỏ từ tay Mạc Phàm rơi xuống, nhỏ xuống mi tâm Tưởng Bằng Bằng. Huyết châu này ngưng tụ mà không tiêu tan, nhanh chóng khô héo chỗ mi tâm Tưởng Bằng Bằng, từ no đủ đến khô quắt, cuối cùng biến thành một mảnh da máu hình tròn bị gió thổi đi. Không phải cậu lấy máu trong tim, có thể cứu Bằng Bằng nhà tôi sao, người cậu cứu sống đâu, tên nhóc thối, cậu trả 10 năm sinh mệnh cho tôi. Tưởng Vân Phong ói ra hai ngụm máu, đau lòng muốn chết. 10 năm thọ nguyên đó. Tiêu hao 10 năm thọ nguyên, vẫn không làm Tưởng Bằng Bằng tỉnh lại. Ông ta không nhịn được nổi giận. Mạc Phàm vẫn không để ý đến Tưởng Vân Phong, mà nói với bác sĩ trạm y tá. Ông nội Mạc, ông đâm huyệt hội âm của anh ta giúp cháu, hơn một tấc là được. À, lão bác sĩ cũng họ Mạc, trước đây Mạc Phàm luôn tới nơi này mua thuốc tiêu hóa, cũng quen Mạc Phàm. Lão bác sĩ cầm lấy một cây châm bạc, đâm xuống dựa theo lời Mạc Phàm nói. Hoa sen đỏ, nơi này có hoa sen đỏ. Tưởng Bằng Bằng đã chết rồi ngồi dậy, chỉ phía tây nói. Mọi người xung quanh lập tức sửng sốt, trên mặt đều là khó mà tin. Lão bác sĩ và bác sĩ thành phố đều nói không cứu được, Mạc Phàm thật sự cứu sống được anh ta. Lão bác sĩ rút ngân châm ra, vẻ mặt khó có thể tin. Người sống lại rồi sao? Bác sĩ thành phố, vừa rồi còn nói Mạc Phàm là kẻ lừa đảo học pháp thuật, lúc này trên mặt đều là ngượng ngùng, vô cùng khó coi. Bọn họ đều bảo Tưởng Vân Phong chuẩn bị hậu sự, Mạc Phàm lại nói còn có thể cứu,
ông ta thân là chủ nhiệm khoa cấp cứu bệnh viện nhân dân thành phố đều nhìn Mạc Phàm vô cùng khó chịu. Mạc Phàm lại đề xuất phương pháp chữa trị kỳ lạ như thế, ông ta mượn cớ châm chọc Mạc Phàm một phen. Ai biết cái tát này không đánh trúng mặt Mạc Phàm, lại bị Mạc Phàm đánh trả lại. Chúng tôi là người của khoa cấp cứu bệnh viện nhân dân thành phố ở Đông Hải, xin hỏi tiểu tiên sinh tên là gì? Bác sĩ vừa nói Mạc Phàm là tên lừa gạt hỏi. Nếu có thể mời người này vào bệnh viện bọn họ, hiệu quả và lợi ích của bệnh viện có thể tăng lên nhiều. Con trai tôi tên Mạc Phàm. Lão cha Mạc Phàm thấy Mạc Phàm không lên tiếng, khách sáo trả lời. Mạc Phàm sao? Sắc mặt đám bác sĩ thay đổi lần nữa, còn kinh hãi hơn cứu sống Tưởng Băng Băng. Nếu như vừa rồi là gió lớn cấp 8, bây giờ chính là gió lốc cấp 13. Trách không được có thể cứu sống bạn trẻ này, hóa ra là bác sĩ Mạc, thất kính, mới vừa rồi là tôi miệng thối, mong bác sĩ Mạc đừng để trong lòng. Bác sĩ kia đỏ mặt nói. Trách không được có thể cứu sống, hóa ra là bác sĩ chữa trị ung thư. Cha mẹ Mạc Phàm mơ hồ, tình huống gì đây? Đến tuổi này của bọn họ, thân thể ít nhiều gì cũng có chút bệnh cũ, bọn họ cũng đến thành phố khám bệnh. Bệnh viện nhân dân thành phố là bệnh viện công lập tốt nhất thành phố Đông Hải, bác sĩ ở trong đó rất cao ngạo, dù sao cũng là nghề nắm giữ sinh tử người khác. Đừng nói là khách sáo như vậy, có thể nói tiếng người đã không tệ rồi. Nhìn khí chất của bác sĩ này chắc chắn không phải bác sĩ bình thường, tuổi tác còn lớn hơn ông, sao nói chuyện khách sáo với Mạc Phàm như vậy? Chuyện này, lão mẹ Mạc Phàm liếc mắt nhìn chồng một cái. Cha Mạc Phàm cũng hoàn toàn không biết, hỏi. Con tôi tên Mạc Phàm, có phải ông nhận sai người rồi không? Không thể nào. Mấy bác sĩ cũng không thể chắc chắn, bọn họ cũng chưa từng gặp Mạc Phàm, chỉ biết tên là Mạc Phàm, còn rất trẻ tuổi. Ở bên cạnh, Tưởng Vân Phong nhìn thấy Tưởng Băng Băng tỉnh lại, vốn là sửng sốt, tên nhóc này thật sự cứu sống Băng Băng rồi. Chẳng lẽ tên nhóc này biết y thuật, còn chữa trị cho ông cụ Tần, sắc mặt ông ta lập tức trắng bệch. Nếu nói như vậy, hôm nay ông ta thật sự không sáng suốt. Nhưng ngay sau đó, ông ta cười lắc đầu. Chắc các ông nhận sai rồi, sao bác sĩ chữa được bệnh ung thư ở thành phố Đông Hải có thể ở vùng nông thôn này được? Bác sĩ chữa trị ung thư ở thành phố Đông Hải, ông ta cũng có nghe nói, nhưng sao có thể là Mạc Phàm? Người ta nửa tháng kiếm được hơn 8.000 vạn, nếu như có nhiều tiền như vậy, xưởng thuốc Mạc gia sẽ như bây giờ sao? Lão cha lão mẹ Mạc Phàm vốn không nghĩ Mạc Phàm là bác sĩ chữa ung thư gì đó, vẻ mặt khôi phục như thường. Mấy người kia nghĩ những lời Tưởng Vân Phong nói một lát, trên mặt lộ ra mất mát, rối rít gật đầu, xoay người rời đi. Bác sĩ chữa được ung thư, sao có thể ở chỗ này? Cho dù không ở bệnh viện Mộc Gia, chắc chắn đến bệnh viện ở tỉnh Giang Nam rồi, thậm chí là bệnh viện thủ đô, là bọn họ suy nghĩ nhiều. Toàn bộ quá trình, Mạc Phàm cũng không nói gì. Chuyện hắn là bác sĩ chữa bệnh ung thư, hắn chưa nói với cha mẹ, cũng không muốn để Tưởng Vân Phong biết. Tránh lại nhìn thấy vẻ mặt làm người ta buồn nôn của đám Tưởng gia, xuất hiện ở Mạc gia. Tưởng Vân Phong thấy cha mẹ Mạc Phàm im lặng, cười đắc ý. Ông ta phủi bụi trên người, đi tới chỗ Tưởng Băng Băng. Băng Băng, con cảm thấy thế nào, con làm cha sợ muốn chết. Cha, con nhìn thấy một đóa hoa sen máu trong sông, rất đẹp, cha đi hái đi. Tưởng Băng Băng còn chưa lấy lại tinh thần, lặp lại lần nữa. Hoa sen máu ở đâu? Mạc Phàm hỏi. Tưởng Băng Băng quay đầu, liếc mắt nhìn Mạc Phàm đầy khinh miệt, khóe miệng nhếch lên nụ cười cao ngạo. Dưới cây cầu cũ nát, cậu phải giúp tôi hái nó, nếu cậu có thể hái về giúp tôi cho cậu 500 tệ, thế nào? Theo ý anh ta, 500 tệ bảo một người hái đóa hoa sen máu cho mình, chắc chắn có rất nhiều người cướp đi hái. 500 tệ, ha ha. Mạc Phàm cười, không nói tiếp. Tưởng Băng Băng bị nhiếp hồn thú mê hoặc không nhẹ, còn muốn hái đóa hoa sen kia. Nhưng hắn cũng moi ra được tin tức hắn muốn. Một hồn một phách của Tưởng Băng Băng mới vừa bị nhiếp hồn thú hấp thu, còn chưa tiêu hóa hoàn toàn, một hồn một phách này còn liên lạc với Tưởng Băng Băng. Dựa theo lời Tưởng Băng Băng nói, hơn phân nửa nhiếp hồn thú kia đang ở dưới cầu. Ý niệm hắn khẽ động, vô số ký hiệu trong nước như tinh linh, di chuyển về phía cầu. Băng Băng. Đâu có hoa sen gì, vừa rồi thiếu chút nữa con đã chết đuối, nếu không phải cha từ bỏ 10 năm tuổi thọ, con đã mất mạng. Tưởng Vân Phong vội nói.
Lão bác sĩ vừa nghe thấy lời này, tức giận đến mức lắc đầu, thu dọn đồ xoay người vào nhà. Trong lòng cha mẹ Mạc Phàm cũng hừng hực lửa, tiểu Phàm cứu bằng bằng, ngay cả cảm ơn cũng không nói, còn lấy hết công lao về mình. Còn không biết xấu hổ nói mình từ bỏ 10 năm tuổi thọ, không phải Mạc Phàm dùng sức mạnh, đâu có một giọt máu trong tim. Đúng là mặt dày. Nhưng dù sao cũng cứu sống người ta rồi, kệ tưởng Vân Phong nói thế đi. Sao lại sắp bị chết chìm, không phải con vẫn tốt sao? Tưởng bằng bằng mê mang nói. Con không phát hiện người con ướt đẫm à, đúng rồi, có phải có ai đó ấn con vào trong nước, muốn hại con hay không? Tưởng Vân Phong liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, hỏi. Trong mắt lão mẹ Mạc Phàm tràn đầy lửa giận, cuối cùng không nhịn được. Tưởng Vân Phong anh có ý gì, tiểu Phàm nhà tôi cứu bằng bằng anh không nói thì chưa tính, còn hắt nước đục về người tiểu Phàm chúng tôi, vừa rồi không phải bằng bằng đã nói, anh ta thấy được hoa sen máu, rốt cuộc anh muốn làm gì? Ngay cả cha Mạc Phàm cũng không nhịn được nắm chặt tay thành quả đấm. Mạc Phàm nheo mắt lại, hàn quang lóe lên, lắc đầu cười mỉa, nhưng không nói gì thêm. Không phải anh chỉ thuận miệng hỏi chút sao, em ba, em kích động cái gì? Tưởng Vân Phong cũng có chút chột dạ, lạnh lùng nói. Cha, cha nói cậu ta đã cứu con, không phải chứ? Tưởng bằng bằng chỉ vào Mạc Phàm hỏi, biểu cảm khó mà tin. Dù thế nào anh ta cũng là người thông qua tuyển chọn của Hoa Hạ Thần Kiếm, sao có thể được một tên nhà quê cấp cứu? Cha cũng cảm thấy không có khả năng, không nói chuyện này nữa, chúng ta nhanh đi về đi. Tưởng Vân Phong nhận ra được lửa giận của cha mẹ Mạc Phàm, vội vàng nói. Dù sao mục đích tới nơi này đã đạt được, bằng bằng cũng gặp dữ hóa lành, vẫn nên nhanh chóng về thì tốt hơn. Ông ta và Tưởng bằng bằng còn chưa đi tới cửa trạm y tế, lại xoay người, cười nói. Quốc Hoa, Tố Tố, nếu tiểu Phàm thi trường quân đội có vấn đề gì, có thể đến Tưởng ra tìm tôi, dù sao chúng ta là thân thích, có thể giúp tôi sẽ giúp. Lão mẹ Mạc Phàm còn đang nổi nóng, hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Tưởng Vân Phong. Không cần, ông cứ việc yên tâm, tôi sẽ thi được Đại học Quốc phòng ở Đông Hải, ông vẫn nên quản con trai mình thì hơn, lại chết đuối nữa tôi sẽ không cứu. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tưởng Vân Phong nhíu mày. Trên mặt hiện lên nụ cười khinh miệt lần nữa. Tự tin là chuyện tốt, nhưng đừng quá tự phụ, chắc chắn có lúc cậu sẽ cần, đến lúc đó chúng ta gặp. À, phải không? Mạc Phàm cười không quan tâm, bỗng nhiên rời mắt, kêu lên. Nếu không buông em gái tôi ra, đừng trách tôi không khách sáo với ông. Khi hắn thu thập nhiếp hồn thú kia, hắn đã nhận ra, trong chiếc xe Jeep cách đó không xa có người rình coi. Bởi vì biết, nên hắn không để ý. Người này luôn đi theo tới trạm y tế, còn bắt Mạc Vũ. Sắc mặt cha mẹ Mạc Phàm thay đổi, lúc này mới nhớ tới Tiểu Vũ chơi ở bên ngoài một mình, vẫn không có vào. Đang chuẩn bị đi tìm Tiểu Vũ, Mạc Vũ kích động chạy vào. Cha mẹ, anh, hai chú này bắt nạt con. Mạc Vũ chỉ vào cửa nói. Mạc Vũ mới nói xong, hai người quân nhân mặc đồ dằn di đi đến. Một người trong đó đúng là Lục Phi phó đội trưởng của Hoa Hạ Thần Kiếm mà Mạc Phàm gặp ngày đó, một người khác là binh lính có làn da trắng nõn, đứng phía sau Lục Phi. Nhìn thấy hai người tiến vào, ngoại trừ Mạc Phàm ra tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ, nhất là cha Mạc Phàm. Trên vai Lục Phi là quân hàm 2-3 sao, đây là tượng trưng cho thượng tá. Cha Mạc Phàm làm lính vài năm, nhìn thấy sĩ quan cấp cao nhất cũng là doanh trưởng của ông, 2-1 sao. Binh lính bên cạnh, cũng là 1-3 sao, là cấp bậc thượng úy. Chuyện này không phải trọng điểm là trên ngực hai người có ký hiệu quân đội. Đó là một thần kiếm, từ trên trời giáng xuống, khai thiên tích địa. Ngay đó có một hàng chữ nhỏ, thần kiếm sở chỉ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đây rõ ràng là ký hiệu của Hoa Hạ Thần Kiếm, không sai được. Hoa Hạ Thần Kiếm, quân hàm thượng tá. Phó đội trưởng của Hoa Hạ Thần Kiếm sao? Vậy mà nhân vật lợi hại như vậy đến trạm y tế thôn bọn họ, tới làm gì? Tưởng bằng bằng nhìn thấy người tới, vẻ mặt sửng sốt, lập tức lạnh lùng liếc mắt nhìn Mạc Vũ một cái. Bắt nạt nhóc cái gì, phó đội trưởng Lục đang đùa với nhóc đấy hiểu không? Theo ý anh ta, cho dù phó đội trưởng Hoa Hạ Thần Kiếm bắt nạt cả nhà Mạc Vũ, cũng là vinh hạnh 8 đời của Mạc gia. Anh ta chậm rãi đi tới. Cung kính chào Lục Phi một cái, trên mặt đều là vẻ đắc ý.
Chào Phó Đội trưởng Lục, tôi là Tưởng Bằng Bằng, người thứ 9 ở thành phố Nam Sơn thông qua tuyển chọn. Tưởng Vân Phong vốn không biết Lục Phi, chỉ nhìn ra quân hàm thượng tá của Lục Phi, vừa nghe Tưởng Bằng Bằng xưng hô với ông ta là Phó Đội trưởng Lục, cũng đoán được thân phận của Lục Phi. Phó Đội trưởng của Hoa Hạ Thần Kiếm tìm tới nơi này, còn phải nói, chắc chắn là tới tìm Bằng Bằng thông qua tuyển chọn. Nghĩ vậy, ông ta đắc ý liếc mắt nhìn cha Mạc Phàm một cái, vẻ đắc ý trên mặt càng nhiều thêm không ít, lấy một hộp thuốc lá trong túi ra. Hóa ra là thủ trưởng Lục, tôi là cha Bằng Bằng, hai người đến đây tìm Bằng Bằng nhà tôi thật sự vất vả rồi, mời ông hút điếu thuốc. Lục Phi giống như không nhìn thấy hai người, trực tiếp rời đi, đứng trước mặt cha mẹ Mạc Phàm. Lục Phi cúi người, thân thiết véo khuôn mặt như sứ của Mạc Vũ. Vừa rồi là chú không tốt, chú nhận lỗi với cháu. Một màn này, trong chớp mắt làm người ta sợ ngây người ngoại trừ Mạc Phàm. Phó đội trưởng của Hoa Hạ Thần Kiếm, vậy mà bơ hai cha con Tưởng Vân Phong ở một bên, cúi đầu xin lỗi Mạc Vũ. Vẻ mặt cha con Tưởng Vân Phong ngẩn ra, tươi cười nhiệt tình trên mặt lập tức cứng ngắc, một tầng trời u ám. Giống như đang cao hứng, bị người ta tát mạnh trước mặt mọi người. Chuyện này là sao đây? Không phải người của Hoa Hạ Thần Kiếm đến tìm mình sao? Vẻ mặt Tưởng Bằng Bằng đầy dấu chấm hỏi và phẫn nộ. Hai cha con một người vẫn duy trì tư thế mời thuốc, một người làm tư thế quân đội, không biết nên bỏ xuống hay tiếp tục duy trì, vô cùng xấu hổ, vẻ mặt càng ngày càng khó coi. Đây là lần đầu tiên Tưởng Vân Phong tới Mạc gia mất mặt như vậy. Mạc Vũ còn nhỏ tuổi, không biết thân phận hai người. Cô chỉ biết sau khi cô phát hiện ra hai người này, người lính phía sau bịt miệng cô không cho cô lên tiếng, mãi đến khi anh cô mở miệng mới thả cô ra. Xin lỗi thì có thể, đưa thứ vàng óng ánh kia của chú cho cháu sẽ suy xét. Mạc Vũ chỉ huân chương trên ngực Lục Phi, cong môi nói. Trên mặt Lục Phi là đau đớn, đúng là biết chọn hàng, đây là một huân chương hạng nhất, hoàn thành một nhiệm vụ cấp S mới nhận được, ông ta có tổng cộng hai cái, con của ông ta muốn lấy, ông ta cũng không cho. Nhưng ông ta nhìn Mạc Phàm lạnh lùng cách đó không xa, quyết tâm trong lòng, tháo xuống đưa cho Mạc Vũ. Sớm biết thế đã không đeo lên cho oai, đúng là ứng với câu nói kia, ra vẻ sẽ bị sét đánh. Được, đưa cho cháu, lần này được chưa? Lục Phi run rẩy nói. Như vậy còn không sai biệt lắm. Mạc Vũ còn chưa hài lòng lắm nói. Chuyện này, bất luận là cha mẹ Mạc Phàm hay cha con Tưởng Vân Phong đều sợ ngây người, đứng tại chỗ ngây ra như phỗng. Tiểu Vũ, đừng bướng bỉnh, nhanh trả lại cho chú. Cha Mạc Phàm bị vợ véo một cái, lấy lại tinh thần, vội vàng ngăn cản. Đó là huân chương công lao hạng nhất, sao ông chưa từng thấy? Ở bộ đội, đừng nói là công lao hạng nhất, công lao cấp 3 cũng không dễ lấy, mỗi một cái đều vô cùng trân quý. Nhận đi, quả thật là chúng tôi bắt nạt cô bé, nhất định phải xin lỗi, đúng rồi, ông là Mạc Quốc Hoa đúng không, tôi nghe nói ông cũng là quân nhân. Lục Phi hào phóng nói. Cha Mạc Phàm nghiêm mặt, thân thể thẳng tắp, chào tiêu chuẩn nghi thức quân đội. Chào thủ trưởng, Mạc Quốc Hoa sĩ quan hạng 2 phục dịch ở đại đội Hoàng Kế Quang chào thủ trưởng. Lục Phi và binh lính bên cạnh ông ta cũng lễ phép chào lại cha Mạc Phàm. Đại đội anh hùng đó, tôi từng đến đó rồi, binh lính ở trong đó ra đều rất tốt. Thủ trưởng quá khen, Hoa Hạ Thần Kiếm mới là tấm gương của quân ta. Cha Mạc Phàm cười nói. Được Hoa Hạ Thần Kiếm khen ngợi như vậy, trên mặt đều là thỏa mãn và tự hào. Như nhau cả, nếu không có cha mẹ như các ông bồi dưỡng ra đứa bé ngoan, Hoa Hạ Thần Kiếm cũng đâu có sắc bén. Lão cha lão mẹ Mạc Phàm mờ mịt, khó hiểu hỏi. Thủ trưởng, ý của ông là... Quên giới thiệu, tôi là Lục Phi, phó đội trưởng của Hoa Hạ Thần Kiếm, phụ trách công việc thu nhận tân binh tỉnh Giang Nam. Lần này tôi tới chủ yếu là muốn thu nhận Mạc Phàm con trai ông vào Hoa Hạ Thần Kiếm, đây là thư trúng tuyển, mọi người có thể suy xét. Lục Phi lấy ra một túi hồ sơ, đưa cho cha Mạc Phàm. Cha Mạc Phàm lại sửng sốt, vẻ mặt lão mẹ Mạc Phàm cũng kinh ngạc. Phó đội trưởng Hoa Hạ Thần Kiếm tự mình đưa thư trúng tuyển tới, còn là trực tiếp trúng tuyển, không cần phải thí luyện gì đó. Thủ trưởng, chuyện này có nhầm không, con tôi tên là Mạc Phàm, còn chưa tốt nghiệp cấp 3. Có thể là trùng tên hay không? Vừa rồi bác sĩ kia hiểu lầm, thư trúng tuyển Hoa Hạ Thần Kiếm làm ông có chút không tin tưởng, cho tới bây giờ cũng không nghĩ sẽ như vậy.
Cho dù khi Tưởng Vân Phong nói Tưởng Bằng Bằng thông qua tuyển chọn của Hoa Hạ Thần Kiếm, ông cũng chưa ngờ tới Mạc Phàm có thể đi vào. Chắc chắn không sai, trừ phi cậu ấy không phải con trai ông. Lục Phi chỉ vào Mạc Phàm nói. Hai mắt cha Mạc Phàm mở to, nuốt nước miếng, vô cùng kích động, rất lâu sau mới bình tĩnh lại. Nhưng mà con tôi muốn thi vào trường Đại học Quốc phòng ở Đông Hải. Không sai, nếu bây giờ con trai ông không có hứng thú với Hoa Hạ Thần Kiếm, sau khi tốt nghiệp trường quân đội cũng có thể suy xét, thư trúng tuyển này có hiệu lực rất dài. Lục Phi cười nói. Trong lòng không ngừng lắc đầu thở dài, Hoa Hạ Thần Kiếm có từng ăn nói khép nép như vậy sao? Nhưng vì Mạc Phàm cũng chỉ có thể liều mạng. Bên Mạc Phàm chắc chắn không được, vậy thì thông qua chỗ cha Mạc Phàm, đây là mục đích ông ta tới. Chuyện này, cha Mạc Phàm không nói nên lời. Mọi người có thể suy xét, tôi còn nhiệm vụ, đi trước một bước, hy vọng ngày nào đó có thể nhìn thấy ông đưa Mạc Phàm vào Hoa Hạ Thần Kiếm. Lục Phi vỗ bả vai cha Mạc Phàm, xoay người rời đi, giống như sợ bị Mạc Phàm ném về. Đi ngang qua hai cha con Tưởng Vân Phong, lúc này ông ta mới nhìn thoáng qua cha con Tưởng Vân Phong. Qua, không phải cậu là người thứ 9 ở thành phố Nam Sơn thông qua tuyển chọn sao, sao toàn thân ướt sũng như vậy? Vị này là... Lục Phi chỉ vào Tưởng Vân Phong hỏi. Cha con Tưởng Vân Phong lập tức muốn phun ra máu, bọn họ đứng ở đây lâu như vậy, vừa rồi cũng giới thiệu, vậy mà giờ mới phát hiện bọn họ. Mãi đến khi Lục Phi rời đi, mặt Tưởng Vân Phong đỏ như mông khỉ, mãi mà không nói được một câu. Vừa rồi ông ta còn nói, Mạc Phàm thi trường quân đội có chuyện gì thì tìm ông ta, bây giờ ông ta ước gì có thể tìm một cái lỗ chui xuống. Con của ông ta chỉ vào thí luyện Hoa Hạ Thần Kiếm. Kết quả Hoa Hạ Thần Kiếm trực tiếp đưa thư trúng tuyển đến Mạc gia. Đã mất hết mặt mũi, hai cha con không còn mặt mũi ở lại, nhanh chóng rời đi. Về đến nhà, lão cha Mạc Phàm vẫn chưa lấy lại tinh thần, trên mặt vẫn là vui vẻ. Tiểu Phàm, thư trúng tuyển Hoa Hạ Thần Kiếm này là sao vậy? Tần gia tiến cử. Mạc Phàm nói chi tiết, chẳng qua không nói chuyện hắn đạp nước mà đi ngay trước mặt Lục Phi và nổi giận chém nhiếp hồn thú. Vậy thì khó trách. Lúc này trong lòng lão cha Mạc Phàm mới bình tĩnh lại, quả thật Tần gia có tư cách tiến cử vào Hoa Hạ Thần Kiếm. Con định thế nào? Mạc Phàm từng nói hắn muốn thi Đại học Quốc phòng ở Đông Hải, nhưng nếu có thể ông vẫn hy vọng Mạc Phàm có thể vào Hoa Hạ Thần Kiếm. Dù sao vào Hoa Hạ Thần Kiếm sẽ là cấp bậc thượng úy, tốt nghiệp Đại học Đông Hải cũng chỉ là trung úy. Cái trước 100% là tiền đồ vô lượng, cái sau nếu như không có quan hệ, không biết sẽ bị điều đến nơi nào làm việc. Đi Hoa Hạ Thần Kiếm gì chứ, nguy hiểm như vậy, em thấy Tiểu Phàm thi Đại học Quốc phòng ở Đông Hải được rồi, phân đến đơn vị rất tốt, ngoại trừ không thể ra khỏi nước, những thứ khác đều tốt cả. Lão mẹ Mạc Phàm đoán được tâm tư của lão cha, bất mãn nói. Món nợ Mạc Phàm đã trả hết trong mấy ngày, xưởng thuốc sắp khai trương, lại không bị người ta ngày ngày đòi nợ. Chỉ cần có thể yên ổn là được, những thứ khác lão mẹ Mạc Phàm không quan tâm. Hoa Hạ Thần Kiếm chức vị cao, nhưng tương đương với nguy hiểm. Không phải anh trưng cầu ý kiến của Mạc Phàm đấy sao, nếu Tiểu Phàm không muốn đi, cho dù là Hoa Hạ Thần Kiếm cũng từ chối. Lão cha Mạc Phàm cười ha ha nói, vô cùng phấn khích. Cha, sau khi tốt nghiệp đại học hãy nói, con vẫn muốn đi học Đại học Đông Hải. Mạc Phàm cười nói, Tuyết Nhi còn ở Đại học Đông Hải đợi hắn, nhất định hắn phải đến Đại học Đông Hải. Còn Hoa Hạ Thần Kiếm, Y Tiên Bất Tử hắn không có hứng thú gì, vậy không cần thiết thông qua Hoa Hạ Thần Kiếm tới tranh thủ thân phận. Phải, thư trúng tuyển cha cất cho con trước, Tố Tố, em làm vài món, lát nữa gọi Lão Đại và Lão Tam qua uống mấy ly, để cho hai người xem, Hoa Hạ Thần Kiếm đều nhận Tiểu Phàm nhà chúng ta, nhưng lại bị Tiểu Phàm nhà chúng ta từ chối rồi. Lão cha Mạc Phàm cũng không ép Mạc Phàm, còn hưng phấn nói. Mạc Phàm đi đâu ông đều ủng hộ. Nếu không lúc trước ông cũng không nói với Lục Phi rằng Mạc Phàm muốn thi Đại học Quốc phòng ở Đông Hải. Được Hoa Hạ Thần Kiếm nhận là gì chứ, dám từ chối Hoa Hạ Thần Kiếm mới gọi là châu bò. 2. Lão mẹ Mạc Phàm thở dài, đi vào phòng bếp chuẩn bị. Mạc Phàm lại bị Mạc Vũ kéo ra sân. Anh, thứ này thật đẹp, có cần phải trả lại cho chú kia không ạ? Tuy cô còn nhỏ tuổi, nhưng thấy lão cha chào Lục Phi, lập tức đoán được địa vị của Lục Phi rất cao. Thích thì cứ cầm lấy, đừng sợ. Mạc Phàm sờ đầu Tiểu Vũ, cười nói.
Lục Phi bắt nạt Tiểu Vũ, còn chưa mất miếng thịt nào. Nếu không phải ném thư thông báo chúng tuyển quay về đơn giản như vậy, Lục Phi và người lính kia đừng nghĩ đến chuyện bình yên rời đi. Đúng rồi, hoa sen máu là gì vậy ạ? Thật sự rất đẹp, anh có thể hái giúp em không? Tiểu Vũ hỏi tiếp, trong mắt lóe lên chút mê muội khác thường. Một con cá ngậm hoa sen tới thôi. Mạc Phàm giải thích, tất nhiên hắn không thể nói cho Tiểu Vũ biết đó là một con yêu thú. Cá ngậm hoa sen, chẳng phải là cá thành tinh sao? Không khác nhiều lắm đâu. Mạc Phàm cười nói. Bất chợt hắn khẽ cau mày, trong mắt lóe lên lam quang. Tìm được, quả nhiên ở đó. Tiểu Vũ, em ở nhà chơi trước, anh đi ra ngoài một lát. Anh, em đi cùng với anh. Tiểu Vũ kéo vạt áo Mạc Phàm nói. Em đi rửa rau giúp mẹ đi, lát nữa anh quay lại. Hẹp hòi. Mạc Vũ quệt miệng, không hài lòng đi vào phòng bếp, cầm dao giúp mẹ thái khoai tây thành sợi, không cố chấp quấn lấy Mạc Phàm. Mạc Phàm cười bất đắc dĩ, đã tìm được nhiếp hồn thú kia, thì nhất định phải nhanh chóng diệt trừ, để Tiểu Vũ đi theo không chỉ nguy hiểm, sau đó cũng không biết giải thích thế nào. Hắn nói với lão mẹ một tiếng, vừa hấp thu linh khí trong ngọc bội, vừa đi tới chỗ nhiếp hồn thú. Nửa tiếng sau, Mạc Phàm quay lại bờ sông, đứng trên một cây cầu cũ nát. Cây cầu bắc ngang qua sông vốn rất lớn, giống như bị người ta chém xuống một kiếm, giữa cầu có một đoạn biến mất, hai cái đầu cầu cách sông nhìn nhau. Có thể là vì hai bờ sông đều là cây, ánh mặt trời ít chiếu vào, bờ sông lại tương đối ẩm ướt, nơi này vừa lộ vẻ âm u lại rất lạnh, cho dù là hắn vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Cây cầu này là một cây cầu cũ sử dụng trăm năm. Khi lão cha Mạc Phàm còn bé vẫn còn rất tốt, người trong thôn đến thành phố cũng đi qua cây cầu này. Nhưng có năm xảy ra nạn lụt, vào một buổi tối mưa lớn, một tia sét đánh xuống, ngày hôm sau phát hiện cầu nứt ra. Sau đó người trong thôn xây một cây cầu ở đường khác, lúc này cây cầu này bị bỏ hoang, cơ bản rất ít người tới. Khi hắn còn bé thường xuyên thích tới ơi này nhảy từ trên cầu xuống tắm rửa, bởi vì nơi này hay xảy ra chuyện, nên hắn ít tới đây. Bây giờ lại đứng trên đoạn cầu này, bỗng nhiên Mạc Phàm có chút nghĩ mà sợ. Thật may khi hắn còn bé vận khí tương đối tốt, nếu không hắn không thể lớn như vậy. Bởi vì hang ổ của nhiếp hồn thú kia ở đây, hơn nữa giống như ở chỗ này lâu lắm rồi, ít nhất phải qua thời hắn tắm ở đây. Vì tránh để nhiếp hồn thú chạy trốn lần nữa, ý niệm hắn khẽ động, những phù văn kia văng tứ tung, vòng quanh cái cầu này hình thành một vòng tròn, kiếm phù được hắn nắm trong tay lần nữa. Kiếm phù chỉ xa xa, chỉ trong nước dưới cầu. Nghiệt xúc, ở đây hại nhiều người như vậy, còn không ra. Mạc Phàm quát lên. Lần này rất nhanh liền có đáp lại, trên mặt nước tỏa ra bọt khí, gợn sóng dập dờn, một con vật màu trắng như rắn nhô đầu ra khỏi mặt nước. Không có mắt, nhưng mồm to như bồn máu, lộ ra miệng đầy răng nhỏ làm ra đầu người ta tê dại, biểu đạt nó có định ý với Mạc Phàm rất sâu đậm. Lông mày Mạc Phàm nhướn lên. Vậy mà nhiếp hồn thú này thô to hơn gấp đôi con vừa nhìn thấy, con vừa rồi chỉ là trúc cơ sơ kỳ, hiển nhiên phệ hồn thú này đã đến trúc cơ trung kỳ, chẳng lẽ là nhiếp hồn thú hai đầu. Nhưng mà vì sao khí tức giống hệt con mê hoặc tưởng bằng bằng. Mắt hắn híp lại, lam quang thoáng hiện lên, nhìn nhiếp hồn thú và đáy nước chỗ nhiếp hồn thú. Ồ, thất hồn phong ấn sao? Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, hiểu ra. Trách không được hàng năm con sông này xuất hiện một lần tai nạn ngoài ý muốn, sau đó ít xảy ra tai nạn, thậm chí có năm không ai chết chìm, chẳng qua chỉ có một số gia súc biến mất. Nhiếp hồn thú đầu này căn bản không có cách nào rời khỏi đoạn cầu này, thậm chí không thể rời khỏi thất hồn phong ấn dưới cầu. Lúc trước Mạc Phàm đã thấy nhiếp hồn thú đầu kia, thực ra là một chút phân thân của đầu này. Phân thân có thể rời đi, là dựa vào thất hồn phong ấn trận không hoàn chỉnh. Vào thời gian cố định mới có thể rời khỏi nơi này một khoảng thời gian, qua thời gian này, cũng chỉ có thể ở trạng thái phong ấn, bị khóa trong thất hồn phong ấn. Nhìn dáng dấp cây cầu này bị chém đứt, chưa chắc là do sét đánh gây ra, mà có người gây nên vì phong ấn phệ hồn thú này. Vốn tưởng rằng gặp phải một con yêu thú đã là may mắn lớn nhất về nhà lần này, không ngờ không chỉ có nguyên liệu yêu linh đan, trận nhãn của tụ linh địa trận và ngọc phù luyện chế pháp khí cũng có. Nhưng mà ngay vào lúc này, trong phòng bếp Mạc gia, lão mẹ Mạc Phàm cảm thấy bên người giống như thiếu đi thứ gì đó, liền nhìn về phía Mạc Vũ đang thái thịt bò. Tiểu Vũ, thịt thái xong.
Lão mẹ Mạc Phàm gọi mấy tiếng, nghiêng đầu nhìn, Tiểu Vũ vừa còn ở đây đã không thấy đâu nữa. Bà lắc đầu một cái, cũng không để ở trong lòng, tiếp tục xào rau. Ba nhà ở sát cạnh nhau, con bé này thường xuyên chạy loạn khắp nơi, không muốn làm việc sẽ chạy đi chơi mất. Nhưng lần này không giống vậy, không chỉ có Tiểu Vũ biến mất, còn cả dao sắc thái thịt ở trên bàn. Những chuyện này, Mạc Phàm đang ở bờ sông đối đầu với nhiếp hồn thú cũng không biết. Thất hồn phong ấn là do 7 viên thất hồn ngọc tạo thành một trận pháp, thất hồn ngọc là một trong những linh ngọc hiếm có. Đeo trên người, có thể khiến người ta bình tâm tĩnh khí, bình định tâm thần. Cho dù là người bình thường đeo trên người, cũng có thể phòng ngừa bị yêu thú mê hoặc, có chỗ tốt rất lớn với cơ thể. Nếu khắc ra trận pháp, luyện chế thành pháp khí, mạnh hơn bạch ngọc hắn đeo trên người nhiều. Nếu có thể đạt được 7 viên thất hồn ngọc này, hắn có thể luyện chế mấy ngọc phù cho người nhà phòng thân. Hơn nữa trận nhãn thất hồn trận này chính là một khối hải nhãn thạch, chỉ có ở đại dương sâu vạn mét, mới tồn tại loại địa bảo này. Bản thân nó đã có khả năng tụ linh, bên trong còn chứa linh khí thuộc tính thủy cường đại, đặt trong suối phun ở biệt thự, rất thích hợp làm trận nhãn của tụ linh đại trận. Thất hồn ngọc, hải nhãn thạch, còn cả yêu đan của nhiếp hồn thú trúc cơ trung kỳ, đều là thứ hắn cần hiện giờ. Nhưng hắn muốn lấy những thứ này, nhất định phải giải quyết nhiếp hồn thú đầu này trước. Khóe miệng Mạc Phàm khẽ nhếch, lam quang trong mắt biến mất trong chớp mắt. Mày tự mình giao yêu đan ra, hay là tự tao tới lấy? Cho dù nhiếp hồn thú đầu này là yêu thú trúc cơ trung kỳ, chỉ là công pháp hắn tu luyện có ưu thế hơn, đủ để chém chết yêu thú trúc cơ trung kỳ và sơ kỳ. Dù sao bất luận là cửu chuyển hỗn nguyên công, diễn thiên thần quyết hay là thái thượng phá diệt kinh hắn đang bắt đầu tìm hiểu, đều là công pháp cao nhất tu chân giới, một tiểu yêu thú sinh trưởng ở địa cầu có thể so sánh được sao? Nhiếp hồn thú đã ngừng tụ yêu đan, cho dù không thể nói tiếng người, nhưng đã có trí khôn, nghe hiểu lời Mạc Phàm nói. Miệng to như bồn máu mở ra, một đám chất lỏng tối đen như mực lập tức phun về phía Mạc Phàm. Ý tứ không cần nói cũng hiểu. Muốn yêu đan, có bản lĩnh thì tới lấy. Mạc Phàm khẽ mỉm cười, hai ngón tay trái đặt trên bờ môi, miệng niệm thần chú, kim quang trong ngọc bội đeo bên hông tỏa ra. Kim cương chú chạm khắc bên trên nhanh chóng phình to xung quanh hắn, lớn hơn gấp 3 lần lúc trước, che khuất toàn bộ 3 thước quanh hắn. Đồng thời linh khí rót vào kiếm phù lập tức tăng lên. Rầm, chất lỏng màu đen đánh vào kim cương chú, dễ dàng bị cản lại. Mạc Phàm đang muốn chém một kiếm về phía nhiếp hồn thú. Lại cảm thấy sau lưng có gió mạnh đánh tới. Một cái đuôi trắng nõn như ngọc lóe sáng trong nước xuất hiện ở một đoạn cầu khác, khí thế hung hăng đánh về sau lưng hắn. Cái miệng to đầy răng của nhiếp hồn thú cũng há to ra, nhằm về phía đầu Mạc Phàm cắn xuống. Ha ha, Mạc Phàm cười mỉa. Nhiếp hồn thú là yêu thú cấp thấp, chỉ số thông minh coi như là cao, biết dương đông kích tây, đánh hai mặt. Nhưng không đáng là gì ở trước mặt hắn. Khi ở tu chân giới, tuy hắn là y tiên, nổi tiếng nhất là y thuật cao, nhưng không phải không có một chút kinh nghiệm chiến đấu. Dưới chân khẽ động, hắn nhảy lên một cái, hắn bước một bước qua đoạn cầu rộng hơn 3 thước, nhảy từ bên này sang bên kia. Kiếm khí dài hơn 1 trượng trong không trung chém xuống đầu và đuôi nhiếp hồn thú. Rầm, một tiếng vang thật lớn lập tức vang lên, giống như có tiếng sấm nổ tung ở đây, đất đai xung quanh cũng rung lên. Nước sông dưới cầu cũng chia sang hai bên. Thật may vùng gần đoạn cầu này không có ai tới đây, nếu không nếu nhìn thấy một thú một người chiến đấu, chắc chắn sẽ dấy lên một hồi sóng to gió lớn. Tiếng vang qua đi, xung quanh đoạn cầu nhanh chóng khôi phục yên tĩnh, một đoạn đuôi máu tươi đầm đìa của nhiếp hồn thú rơi xuống cầu. Chíu chíu, nhiếp hồn thú há cái miệng to như bồn máu không ngừng phát ra tiếng kêu quái dị, phát tiết lửa giận của nó. Thân là yêu thú trúc cơ trung kỳ, bị một con người gây thương tích, chuyện này quá mất mặt rồi. Mạc Phàm cười, nếu là yêu thú trúc cơ trung kỳ khác, hắn sẽ không lựa chọn chống chọi. Dù sao chỉ số thông minh của yêu thú kém tu sĩ, nhưng lực lượng thân thể mạnh hơn tu sĩ bình thường rất nhiều. Nhưng nhiếp hồn thú này có chỉ số thông minh cao hơn các yêu thú khác một chút, nhưng thân thể kém hơn nhiều. Còn có bản lĩnh gì, cứ việc sử dụng hết ra đi. Kiếm của Mạc Phàm chỉ nhiếp hồn thú nói. Hình như nhiếp hồn thú có chút e ngại kiếm phù trong tay Mạc Phàm, không cố gắng đối chọi Mạc Phàm, chỗ mi tâm lóe lên hắc quang.
Mạc Phàm liền cảm thấy đầu hơi trầm xuống, hoàn cảnh trước mắt thay đổi. Hắn đã không ở trên đoạn cầu, mà ở cửa nhà hắn, cảnh Chu Lan Sơn cầm súng chĩa vào đầu hắn. Bằng một tiếng, tiếng súng vang lên, hắn có thể thấy một viên đạn bay về phía ấn đường hắn, nhưng hắn không có giống như trước, bước đến trước người Chu Lan Sơn, ngăn cản một phát đạn này. Thấy cảnh này, Mạc Phàm cười nhẹ một tiếng. Hắn niệm tâm pháp diễn thiên thần quyết, ảo giác trước mắt tan thành mây khói trong phút chốc, lại quay về đoạn cầu. Hắn tu luyện diễn thiên thần quyết, là rất ít gặp tu thần thuật cao cấp. Nếu nhiếp hồn thú này đi mê hoặc những tu sĩ khác thì đủ, muốn mê hoặc hắn thì thật sự tìm lộn người rồi. Đừng nói là yêu thú cấp thấp như nhiếp hồn thú, cho dù là thần long yêu thú cấp cao lợi hại về nhiếp tâm hồn người khác nhất, cũng không làm gì được hắn. Nhiếp hồn thú thấy Mạc Phàm rời khỏi ảo giác nhanh như vậy, miệng to như bồn máu không mở ra, cách Mạc Phàm xa một chút theo bản năng, thân thể nhanh chóng lặn xuống nước, giống như sợ Mạc Phàm. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, kiếm khí lại bay đi muốn đuổi theo. Bất chợt, nhiếp hồn thú muốn tránh vào trong nước đột nhiên nhô đầu ra, hắc quang trong ấn đường thả ra, thịnh vượng hơn lúc trước rất nhiều. Miệng to như bồn máu lại mở ra, phát ra âm thanh chíu chíu. Hình như có chút hưng phấn, cũng có chút vui sướng. Lông mày Mạc Phàm nhíu lại, nhiếp hồn thú này đã thấy được bản lĩnh của hắn, cũng biết không phải là đối thủ của hắn. Vốn đã chạy trốn, sao lập tức hưng phấn như vậy, còn không dừng sử dụng nhiếp hồn thuật. Nhiếp hồn thuật loại này, căn bản không có tác dụng với hắn. Một lát sau, Mạc Phàm hiểu rõ tại sao, ánh mắt hắn nhìn về phía đường. Một bên cầu khác, một cô bé 12 tuổi hai mắt lóe sáng hắc quang tà dị, cầm dao nhọn thái thịt trong tay. Trên gương mặt như sứ và hai bàn tay trắng nõn đã có vài vết thương do dao gây ra, máu tươi đã nhuộm đỏ quần áo cô, nước mắt trong mắt không ngừng chảy ra, nhìn vô cùng đáng thương. Dao nhọn đang chỉ về phía huyệt thái dương cô, chỉ cần dùng lực sẽ đâm vào đầu. Bé gái này đúng là Mạc Vũ em gái của Mạc Phàm, cô bước lên trên cầu, bước chân có chút cứng ngắc, bước đến mép cầu mới dừng lại. Ánh mắt ngơ ngẩn nhìn Mạc Phàm, trong mắt Mạc Phàm lóe lên lửa giận không gì sánh nổi. Lông mày Mạc Phàm nhíu chặt, trong mắt hiện lên hàn quang, sát khí lóe lên. Mạc Vũ không có một chút phản ứng, trái lại khóe miệng nhếch lên nụ cười tà dị. Mê hồn thuật. Trước khi tới, lúc Tiểu Vũ nói muốn đóa hoa sen kia, hắn cũng không để ở trong lòng, cảm thấy Tiểu Vũ sẽ không bị mê hoặc. Không ngờ Tiểu Vũ liếc mắt nhìn hoa sen máu một cái vẫn bị trúng chiêu, chỉ là bị mê hoặc không rõ ràng như tưởng bằng bằng. Đáng chết. Nếu không phải hắn tới chém giết nhiếp hồn thú này, chắc chắn không biết lúc nào Tiểu Vũ bị nhiếp hồn thú mê hoặc tới đây. Chỉ là bây giờ cũng không khá hơn chút nào. Chỉ cần nhiếp hồn thú này ra lệnh, con dao nhọn trong tay Tiểu Vũ sẽ đâm vào huyệt thái dương cô. Đây là một đại tử huyệt của con người, còn nối với thức hải. Một khi bị đâm rách, cho dù bây giờ hắn muốn cứu cũng vô cùng khó khăn. Đáng chết! Mạc Phàm nhìn vết thương trên mặt và tay Tiểu Vũ, cắn răng, kiếm phù trong tay lại tăng mấy phần. Dám đả thương Tiểu Vũ, còn dùng Tiểu Vũ để uy hiếp hắn. Hắn vốn định chỉ lấy yêu đan của nhiếp hồn thú, liền thả linh hồn đi đầu thai chuyển thế. Bây giờ hắn muốn yêu thú này hình thần câu diệt. Hắn muốn ra tay, giọng nói âm âm u truyền từ miệng Tiểu Vũ ra. Con người, bé gái này là em gái cậu đúng không? Yêu thú trúc cơ không thể mở miệng nói chuyện, nhưng có thể nhờ mê hồn thuật biểu đạt ý niệm của mình thông qua loài người. Phải thì sao? Mạc Phàm lạnh lùng nói, sát khí trong mắt gần như ngưng tụ thành thật thể, gió rét xung quanh nổi lên bốn phía, cũng không vội vã ra tay. Ý nghĩ trong thức hải quay nhanh, đang tìm phương pháp cứu Tiểu Vũ. Không dễ dàng gì hắn mới trọng sinh, thay đổi nhiều chuyện như vậy, không muốn trơ mắt nhìn Tiểu Vũ chết như thế. Vậy thì dễ rồi. Dựa theo lời tôi nói mà làm, nếu không chỉ cần một ý niệm của tôi, em gái cậu sẽ chết. Lúc nói chuyện, Tiểu Vũ khẽ di chuyển tay. Dao nhọn lập tức đâm rách da trắng nõn của Tiểu Vũ, máu chảy xuống lưỡi dao và gò má. Lông mày Mạc Phàm nhíu lại, trái tim đau đớn, trầm giọng hỏi. Rốt cuộc mày muốn thế nào? Hi hi, thật ra rất đơn giản, cậu quấy rầy tôi kiếm ăn, tôi trả thù cậu một chút thôi, nhân quả báo ứng, chính là như vậy. Giọng nói âm u truyền từ miệng Tiểu Vũ ra, nghe vô cùng quỷ dị. Như vậy tao sẽ giết mày.
Mạc Phàm cắn răng nói. Không sai, cho nên chúng ta có thể đàm phán. Đàm phán chuyện gì? Mạc Phàm hỏi. Chỉ cần cậu cởi phong ấn này giúp tôi, sau đó ký kết khế ước chủ tớ với tôi sẽ thả em gái cậu, còn bảo vệ cả nhà cậu an toàn, thế nào? Nhiếp hồn thú bày ra tư thế đắc ý ở trong nước, hưng phấn nói. Chỉ có thoát khỏi phong ấn, nó mới có thể phát huy ra thực lực trúc cơ trung kỳ, cũng không cần bị trận pháp chết tiệt này phong ấn một năm 364 ngày, chỉ có một ngày phân thân được ra ngoài kiếm ăn. Còn tên nhóc con người này sao? Đã lâu rồi nó không gặp được tu sĩ có hồn lực cường đại như vậy, chỉ cần ký kết khế ước chủ tớ, nó sẽ cắn nuốt hắn, có thể đột phá đến trúc cơ đỉnh phong cũng không chừng. Thế nào? Nhiếp hồn thú thấy vẻ mặt Mạc Phàm do dự, cười âm hiểm nói. Nếu tao từ chối thì sao? Từ chối, vậy loài người các cậu thật nhẫn tâm đó, ngay cả em gái mình mà cũng không muốn cứu, nếu như cậu thật sự từ chối, vậy em gái cậu thật đáng thương, nhìn đáng yêu như thế, sau này nhất định là một đại mỹ nhân, mới lớn như vậy đã chết đi, thật là đáng tiếc. Nhiếp hồn thú giả mù sa mưa cười nói. Nếu như nói riêng về chỉ số thông minh, nhiếp hồn thú này làm không khác gì loài người bình thường. Sao mày biết tao có thể cởi phong ấn cho mày? Mạc Phàm cau mày hỏi. Cậu lợi hại hơn lão đạo sĩ phong ấn tôi lúc trước một chút, có thể đánh bại tôi bây giờ, lão đạo sĩ kia dùng lôi pháp cũng không thể đánh chết tôi, chỉ có thể nhờ trận pháp phong ấn, cuối cùng chính ông ta cũng hao hết chân nguyên mà chết, cho dù chưa chắc cậu đã mở được phong ấn sau tôi, nhưng không phải cậu có thể tháo được phong ấn bên ngoài sao? Mạc Phàm im lặng, quả nhiên cây cầu kia gãy không phải tình cờ. Mà có người phong ấn nhiếp hồn thú ở đây. Quả thật tao có thể giải trừ thất hồn phong ấn trận ở đây, nhưng sao tao có thể tin tưởng mày? Mạc Phàm kiên nhẫn hỏi. Còn điều kiện mà nhiếp hồn thú nói, không cần suy nghĩ cũng biết là cạm bẫy. Một khi ký kết khế ước chủ tớ, đừng nói Tiểu Vũ sẽ xảy ra chuyện, cả nhà hắn cũng táng thân trong bụng nhiếp hồn thú. Em gái cậu ở trong tay tôi, cậu chỉ có thể lựa chọn đồng ý, cậu không có lựa chọn khác. Nhiếp hồn thú cười nhạt nói. Ha ha, phải không? Hai mắt Mạc Phàm sáng lên, cười mỉa nói. Vậy tao chọn mày hình thần câu diệt. Nói xong con người hắn thay đổi, từ màu đen biến thành màu đỏ như máu, như mặt trăng máu trên cao, vô cùng tà dị. Yêu nghiệt. Mạc Phàm nói ra hai chữ, hai gợn sóng hiện lên trong mắt hắn, bay về phía Tiểu Vũ và nhiếp hồn thú với tốc độ khó mà phát hiện. Không tới một phần 10 giây. Tiểu Vũ và nhiếp hồn thú sửng sốt một chút, như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Nhân cơ hội này, Mạc Phàm khẽ di chuyển, nhảy đến bên cạnh Mạc Vũ. Một tay cầm lấy dao nhọn trong tay Tiểu Vũ, tiện tay ném một cái, dao nhọn lóe lên ánh sáng sắc bén bay về phía nhiếp hồn thú, biến mất trong cơ thể của nó. Sau đó hắn thừa dịp nhiếp hồn thú bị khống chế đối phó với nó, hai tay nhanh chóng kết ấn. Thanh thần thuật. Một tia sáng trắng che chở Tiểu Vũ, màu đen trong mắt Tiểu Vũ lập tức mất đi, khôi phục thành trấn tĩnh như trước. Mê hồn thuật mà nhiếp hồn thú dùng trên người Tiểu Vũ bị thanh trừ. Thanh mộc quyết. Ánh sáng xanh chiếu lên người Tiểu Vũ, vết thương trên mặt và trên tay Tiểu Vũ nhanh chóng cầm máu, kết vảy, cuối cùng không để lại dấu vết gì trên mặt mắt thường có thể thấy được, hoàn hảo như lúc ban đầu. Tiểu Vân Vũ quyết. Vô số thủy châu nhỏ hiện lên xung quanh Tiểu Vũ. Rửa sạch toàn bộ vết máu trên người cô, không để lại chút dấu vết nào. Làm xong những chuyện này, Mạc Phàm kiểm tra cơ thể Tiểu Vũ mấy lần, xác nhận không có vấn đề gì, ôm Tiểu Vũ vào trong ngực, lúc này ánh mắt lạnh lùng mời rời sang nhìn nhiếp hồn thú đã khôi phục thần trí. Lửa giận hừng hực xuất hiện trong mắt hắn, gần như là thực thể vậy. Biết bây giờ mày không thể nói nữa, nhưng tao vẫn nói cho mày biết, thứ nhất, không phải tao lợi hại hơn người phong ấn mày một chút. Cho dù thực lực của mày là trúc cơ hậu kỳ, tao cũng có thể chém mày không khác gì cắt thức ăn. Thứ hai tao ghét nhất có người làm hại người nhà tao, đáng ghét hơn là có người lợi dụng người nhà tao để uy hiếp. Cho dù mày không phải là người, chỉ là một súc sinh, như âng tao vẫn phải khiến mày hình thần câu diệt. Thứ ba, mày có thể đi chết đi. Nói xong hai tay Mạc Phàm tạo thành hình chữ thập, tất cả linh lực trong cơ thể đều không giữ lại gì, chút ra hết, quần áo và tóc không gió mà bay. Một đám văn tự bay từ miệng hắn ra, hình thành một đồ án màu bạc phức tạp ngoài tròn trong vuông trước người hắn. Đồ án này nhanh chóng hình thành, bầu trời vốn vô cùng sáng sủa, lập tức trở nên u ám,
giống như lửa giận dậy sóng trong lòng Mạc Phàm, từng đạo lôi quang ở bên trong, như đánh xuống bất cứ lúc nào. Không phải mày nói lão đạo sĩ kia dùng lôi pháp mà không giết chết được mày sao, vậy thử cửu tiêu thần lôi quyết của tao xem. Mạc Phàm cười mỉa nói, trên mặt là sát ý dày đặc. Ngay 10 giây trước, nhiếp hồn thú còn vô cùng đắc ý cảm nhận được linh lực cường đại trên người Mạc Phàm, cùng với lực hủy diệt trên bầu trời, miệng rắn há to, rõ ràng lực lượng yêu nguyệt đã biến mất, nó lại không nhúc nhích được, hoàn toàn bị dọa ngây người. Sợ hãi trong lòng hiện lên theo bản năng, trí nhớ truyền thừa nguyên thủy nhất mở ra, lúc này một đoạn tin tức đơn giản xuất hiện trong đầu nó. Đây là tiên pháp. Ngón tay Mạc Phàm khẽ cử động, phù văn hình tròn bay đến trên đầu nhiếp hồn thú, phong tỏa nhiếp hồn thú. Một tia chớp màu xám bạc mang khí tức hủy diệt cường đại, không ngừng mọc nhánh trên không trung, thanh thế vô cùng kinh người, như muốn xé rách bầu trời, rơi xuống người nhiếp hồn thú không có sức chống cự. Rầm. Một tiếng vang thật lớn, gần như có thể đánh vỡ màng nhĩ người ta. Lôi quang nổ tung trên người nhiếp hồn thú, thân thể to bằng cánh tay người lớn biến thành tro bụi trong chớp mắt, ngay cả xương cốt cũng không để lại. Chỉ có một hạt châu hình tròn màu trắng, bên trong có nhiếp hồn thú mini không ngừng vùng vẫy, hai tay khoanh vào nhau, quỳ trên mặt đất, giống như đang cầu xin Mạc Phàm tha thứ. Hạt châu này đúng là yêu đan của nhiếp hồn thú, chỗ quan trọng nhất trên người yêu thú. Sao Mạc Phàm có thể để ý tới? Lôi quang này vừa dứt, lại rầm một tiếng, lôi quang thứ hai đánh xuống. Sau đó đạo thứ ba, đạo thứ tư. Mỗi một đạo rơi xuống, nhiếp hồn thú mini trong hạt châu nhạt đi một phần. Mãi đến khi 10 tiếng sấm đánh xuống, phù văn màu xám bạc chậm rãi nhạt đi rồi biến mất. Bên trong hạt châu màu trắng cũng không còn bóng dáng của nhiếp hồn thú mini. Mạc Phàm cầm lấy yêu đan sắp rơi vào trong nước, bỏ vào trong túi. Cửu tiêu thần lôi quyết, trừng phạt hình thần, không chỉ tiêu hủy thân thể, còn chém tam hồn lục phách chết mới dừng. Sau khi 10 đạo lôi quang đánh xong, sắc mặt Mạc Phàm cũng trắng bệch, khóe miệng không ngừng tràn ra tơ máu. Hắn vội vã lấy ngọc bội ra, hấp thu linh khí còn sót lại không nhiều lắm bên trong, lúc này sắc mặt mới chậm rãi khôi phục bình thường. Quả thật uy lực của cửu tiêu thần lôi quyết mạnh mẽ, nhưng không phải là pháp thuật trúc cơ sơ kỳ có thể sử dụng. Chỉ có trúc cơ trung kỳ thậm chí là hậu kỳ mới phát huy được uy lực, bây giờ hắn cưỡng ép sử dụng, không chỉ tổn hao đạo cơ, tổn thương với cơ thể cũng vô cùng lớn. Nhưng nhiếp hồn thú này lấy tiểu vũ ra uy hiếp hắn, không dùng pháp thuật lợi hại chém nhiếp hồn thú hình thần câu diệt, thật sự không đủ để bình ổn cơn giận trong lòng hắn. Làm hại người nhà tôi, hình thần nhất định diệt. Hắn nghỉ ngơi khoảng 10 phút, ổn định thương thế trong cơ thể, linh khí khôi phục chút, liền cởi kim cương chú trên người. Lam quang trong mắt lóe lên, nhìn về phía đáy sông, bàn tay duỗi đến mấy vị trí ở nước sông. Không lâu sau, trong tay hắn có hơn 7 viên đá màu sắc khác nhau. Viên đá này nhỏ hơn ngọc bội của hắn một ít, mỗi viên chỉ to bằng ngón tay cái, hình trăng rằm, nhưng tỏa ra sáng bóng hơn ngọc bội nhiều. Dù sao cũng là thất hồn ngọc, linh khí chưa tản đi. Cùng xuất hiện trong tay hắn, còn có một viên đá màu lam to bằng nắm tay, đúng là hải nhãn thạch. Tuy chỉ to bằng nắm tay nhỏ hơn quặng thô ngọc thạch hắn mua vô số lần, nhưng trong hải nhãn thạch ẩn chứa linh khí thuộc tính thủy gấp mấy trăm lần ngọc thạch kia. Bỏ những viên đá này vào trong túi áo, hắn mở cảm ứng kiểm tra bốn phía một chút, chắc chắn không có yêu thú hoặc linh thạch khác, lúc này mới ôm tiểu vũ đang mê man rời đi. Còn chưa vào thôn, cha mẹ còn có bác cả chú ba mang một đám người tìm đến. Lão mẹ nhìn thấy Mạc Phàm và tiểu vũ ngủ say, lúc này mới vỗ ngực. Tiểu Phàm, hai đứa đi đâu thế, điện thoại cũng không nhận, làm mẹ con sợ muốn chết. Cha Mạc Phàm hơi oán trách hỏi. Mới đầu lão mẹ Mạc Phàm không để ý lắm, nhưng khi bà thái thịt, phát hiện không chỉ tiểu vũ không thấy nữa, sao cũng không thấy, bà lo lắng tiểu vũ xảy ra chuyện, liền gọi người bắt đầu tìm. Không sao ạ, chỉ đến bờ sông tản bộ, đi tới đi lui tiểu vũ mệt quá, con ôm em ấy đang ngủ thiếp đi. Trong lòng Mạc Phàm ấm áp, cười giải thích. Sau này ít đến bờ sông đi, nơi đó nguy hiểm. Cha Mạc Phàm nhíu mày, nhắc nhở. Sau này sẽ không. Mạc Phàm cười nói, nhiếp hồn thú đã bị hắn đánh chết, sau này sẽ không còn hoa sen máu gì đó. Ba ngày tiếp theo, Mạc Phàm cũng không đi, bàn tử đến vài lần, hắn đều không có ra cửa,
thậm chí buổi tối cũng không ngủ, toàn bộ tinh thần đều đặt vào luyện chế pháp khí. So với trước, tu vi của hắn mạnh lên không ít, tốc độ luyện chế pháp khí cũng nhanh hơn nhiều. 3 ngày sau, tất cả 7 viên thất hồn ngọc đều được hắn luyện thành pháp khí. Trong mỗi viên thất hồn ngọc, được hắn khắc vào một tụ linh trận, một kim cương chú. So với ngọc bội lúc trước của hắn, trong những viên thất hồn ngọc này còn có thêm lôi tiêu trận trận pháp tấn công. Một khi hắn cảm ứng kích hoạt kim cương chú, hắn có thể kích hoạt lôi tiêu trận pháp trong thất hồn ngọc tấn công người khác. Có 3 trận pháp này, cộng thêm hiệu quả thất hồn ngọc tự có. Đeo lên người sẽ được bồi bổ, khỏe mạnh trường thọ hơn người khác một chút. Cho dù gặp phải yêu thúc trúc cơ trung kỳ như nhiếp hồn thú, cũng sẽ không bị mê hoặc, lại càng không bị làm hại đến. 7 viên ngọc này, cha mẹ, tiểu vũ hắn cho mỗi người một viên, bác cả và chú ba mỗi người một viên, trong đó một viên cho bàn tử. Đây là cái gì thế? Bàn tử tò mò hỏi. Không phải cậu muốn trở nên lợi hại hơn một chút sao? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Đúng vậy, cậu đừng nói cho tôi đeo ngọc bội có thể biến mạnh, tôi là học sinh trung học đó, cậu đừng bắt nạt tôi ít kiến thức. Bàn tử khinh thường, vẫn đeo ngọc bội trên cổ, cùng với dây chuyền vàng của anh ta. Ngoại trừ anh ta hết ăn lại nằm, nhưng vẫn có điểm giỏi, đó chính là có mắt nhìn. Cho dù ngọc này có hiệu quả hay không, chắc chắn không phải đồ bình thường. Có tiện nghi không kiếm, đó mới thật khờ. Mạc Phàm nhìn ra được tâm tư của bàn tử, liếc mắt nhìn bàn tử một cái, cũng không nói gì thêm. Linh khí trong ngọc bội này, có thể bồi bổ cơ thể con người, cộng thêm tôi luyện đan hắn luyện chế cho bàn tử nữa, một đoạn thời gian sau, 5-6 người bình thường cũng không phải là đối thủ của bàn tử. Tiểu Phàm, tôi nghe chú Mạc nói, Hoa Hạ thần kiếm gửi thư chúng tuyển tới cho cậu, vì sao cậu không đi? Bàn tử hỏi. Theo tôi được biết, Vương Như Hoa lớp chúng ta thích cậu, đã viết vài bức thư tình cho cậu rồi, sao cậu không ở bên cạnh cô ta? Mạc Phàm hỏi. Vương Như Hoa là một cô gái trong lớp bọn họ, hình thể không khác bàn tử mấy, còn dâu ria xồm xoàm, chuyện này cũng không sao, nhưng cô gái này thích son môi nhất. Mỗi lần trang điểm xong, có thể dọa được một đám người. Bàn tử mới cầm một lon coca lên, mới vừa uống vào liền phun ra. Anh trai à, cậu có thể đừng làm tôi ghê tởm như vậy không? Ít nhất đừng làm tôi ghê tởm trong lúc ăn uống, tôi không phải là người tam chân nhị ý, trong lòng tôi chỉ có Hoàng Giao Giao. Bàn tử dở khóc dở cười nói. Mạc Phàm cười, bàn tử như vậy, sao hắn cũng không phải. Hắn thích Tuyết Nhi ở Đại học Đông Hải đợi hắn, vì sao hắn phải đi Hoa Hạ thần kiếm. Nghĩ đến Tuyết Nhi, trong mắt Mạc Phàm lộ ra thâm tình hiếm có, nhìn về phía nam. Tiểu Phàm, có phải Đại học Đông Hải có tình nhân trong mộng của cậu không? Hay là chúng ta đi đến đó thử xem? Bàn tử nói bóng nói gió. Mạc Phàm không để ý đến anh ta, bây giờ Tuyết Nhi ở đâu hắn cũng không biết, đi cũng vô dụng. Kiếp trước hắn căn bản không tiếp xúc với gia tộc Tuyết Nhi, liền bị Lâm Khuynh Thiên ép nhà tan cửa nát. Bây giờ hắn phải làm mình trở nên càng mạnh hơn. 11 ngày nghỉ còn chưa kết thúc, Mạc Phàm không nhịn nổi nữa, tạm biệt người nhà quay về thành phố Đông Hải. Hội đấu giá sắp bắt đầu. Hắn cần phải lấy được một số đồ trong hội đấu giá, chỉ có thể rời đi trước. Hơn một tiếng sau, Mạc Phàm quay về biệt thự Vân Trung Thự. Hơn một tuần rồi hắn không về, bởi vì trận cơ của tụ linh đại trận đã làm xong, tụ linh pháp bàn luôn vận hành, linh khí trong biệt thự dày đặc hơn nhiều. Hắn vừa mới tiến vào, liền có cảm giác linh khí vây quanh, linh khí như nước chảy vào trong cơ thể hắn và ngọc bội bên hông. Hắn hít một hơi, gọi điện thoại cho Đường Long. Không lâu sau, Vương Mụ giúp việc biệt thự đi tới. Thiếu gia, Đường tiên sinh đến đây, còn mang theo một người họ Tần, có cho họ vào không ạ? Một người họ Tần sao? Mạc Phàm nhíu mày, gật đầu nói. Cho bọn họ vào đi. Dạ. Vương Mụ vội vàng lui ra, Tần Trách, Đường Long còn cả A Hào đi từ cửa chính vào. Mạc Thần Y, mạo muội đến cửa, xin hãy thứ lỗi. Tần Trách đánh giá trang trí trong biệt thự. Cười khách sáo nói. Lúc nói chuyện, trong mắt Tần Trách tràn đầy ghen tị. Một tháng trước tên nhóc này vẫn không có tiếng tăm gì, bây giờ đã cùng Tần gia ở trong biệt thự danh nhân ở Đông Hải. Cho dù ông ta trời sinh đã có thân phận quân nhị đại, muốn được như thế này cũng không dễ dàng. Nhị công tử khách sáo rồi, tìm tôi có chuyện gì?
Mạc Phàm hơi lộ ra bất ngờ, thờ ơ hỏi. Khi hắn chữa bệnh cho Tần lão gia, ấn tượng với Tần Trạch không tốt, mặt khác tiếp xúc cũng không nhiều, cho nên nói chuyện với Tần Trạch cũng không có nhiều nhiệt tình. Tần Trạch nhíu mày, lộ ra chút bất mãn, nhưng vẫn mỉm cười như trước. Cũng không có chuyện gì, tôi nghe A Long nói, Mạc tiên sinh muốn tham dự hội đấu giá đêm nay. Người đứng sau Đường Long là ông ta gọi Đường Long là A Long rất bình thường. Nhị công tử cũng muốn tham gia sao? Đúng, không lừa dối cậu, hội đấu giá lần này có một viên linh thạch, cho nên muốn mời Mạc thần y phân biệt giúp tôi một chút. Tần Trạch không quanh co lòng vòng, nói thẳng. Linh thạch sao? Lông mày Mạc Phàm nhướng lên, bất ngờ nói. Hội đấu giá đêm nay còn linh thạch sao? Linh thạch là tảng đá ngưng tụ linh khí mà thành, linh thạch ở tu chân giới mới là tiền lưu thông chân chính. Nếu có thể có một viên linh thạch, tương đương với một viên bổ sung linh khí, giống như thẻ nạp tiền lớn của di động. Địa cầu còn có linh thạch sao? Chắc Mạc thần y không biết chuyện này, hội đấu giá lần này do một phú thương ở thành phố Nam Sơn khởi xướng, hôm trước phú thương này vừa đến thành phố Đông Hải, không biết sưu tập một đống bảo bối từ đâu, trong đó có một viên linh thạch. Nghe nói trên viên linh thạch được đại sư khắc phong thủy trận pháp, để ở trong nhà, không những dưỡng sinh trường thọ, có thể tàng phong tụ thủy, hiệu quả không tầm thường, đồ tốt như vậy, tất nhiên phải mau chân đến xem. Tần Trạch cười nói, thực ra ông ta không chỉ muốn mau chân đến xem, nếu viên linh thạch thật sự thần kỳ như thế, nhất định phải lấy được. Với tài lực hiện giờ của ông ta, ở thành phố Đông Hải cũng chỉ xếp trên 10, không thể đứng trước 5. Nếu như cộng thêm những nội thành khác xung quanh, ông ta không biết mình sẽ xếp sau bao nhiêu người nữa. Người thường đi chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp, cho dù ông ta là người kém nhất trong ba con trai của Tần gia, nhưng có dã tâm. Mạc Phàm cười lắc đầu, lại là đồ tàng phong tụ thủy. Trương gia như vậy, Tần Trạch cũng giống thế. Những phú hào có càng nhiều tiền bạc, càng tin tưởng phong thủy mệnh số. Không biết nếu mình cố gắng, sẽ lên nhanh như gió. Sao ông biết tôi có thể phân biệt linh thạch? Mạc Phàm hỏi. Mạc tiên sinh thứ lỗi, là tôi nói cho Tần tiên sinh. A Hào đứng ra nói, không dám ngẩng đầu trước mặt Mạc Phàm và Tần Trạch. Cũng không thể trách cậu ta, là tôi bảo cậu ta nói cho tôi biết. Tần Trạch khoát tay, đẩy tội A Hào đi. Lần trước Mạc thần y ở hội đấu giá kia, nói pháp bàn Trương gia lấy được chính là tà vật tụ âm, để trong nhà sẽ nhà tan cửa nát, quả nhiên đúng là vậy. Mấy ngày trước Trương gia xong đời rồi, Mạc thần y đừng không thừa nhận rằng mình không quen đám người này. Trương gia bị diệt sao? Mí mắt Mạc Phàm khẽ nâng, kinh ngạc nói. Đúng vậy, công nhân Trương gia tố cáo Trương Thiên cố ý giết người, vụ án này vốn không có gì đáng ngại, tốn chút tiền bạc là có thể giải quyết, nhưng không biết Trương Thiên chúng ta gì, lên giường với một gái ngành, còn bị ông xã gái ngành này phát hiện, lưu lại toàn bộ quá trình, trực tiếp giao cho cảnh sát. Sau khi vợ Trương Siêu biết chuyện này, vô cùng tức giận, không chỉ không giúp Trương Thiên tìm luật sư, kéo một cấp dưới làm trong phòng ở công ty, còn dụ dỗ cấp dưới ly dị, bà ta sẽ để cấp dưới này lên làm tổng giám đốc. Chuyện này bị bà xã cấp dưới bắt ngay tại chỗ, bị ném lên trên đường, tin tức cũng lộ ra ánh sáng. Trương Thiên ở trong ngục giam biết được chuyện này, dưới cơn nóng giận vạch trần chuyện vợ ông ta sắc dụ cục trưởng nào đó, vợ ông ta cũng bị bắt theo. Vợ Trương Thiên biết được là Trương Thiên tố cáo bà ta lập tức nói một chuyện của Trương Thiên để có thể được khoan hồng, đôi vợ chồng này làm hại lẫn nhau, đã thành trò cười gần đây ở thành phố Đông Hải. Tần Trạch cười nói, giới giải trí dơ giấy bẩn thỉu ông ta hiểu rõ, nhưng kỳ lạ như vợ chồng Trương Thiên vẫn là đôi đầu tiên. Hả? Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, hắn biết Trương gia nhất định bị diệt, chỉ là không ngờ sẽ kết thúc như vậy. Nhưng cho dù thế nào, mục đích của hắn đã đạt được. Trương gia xong đời, chị họ không cần gả cho Trương Siêu. Lý gia thì sao, có bị ảnh hưởng không? Mạc Phàm nhíu mày, hỏi Đường Long. Câu quỷ trận vỡ, những người gần Trương Thiên đều bị liên lụy. Mấy ngày hắn ở nhà, có bảo Đường Long để ý tình hình nhà chị họ. Không đợi Đường Long mở miệng, Tần Trạch đã xen miệng vào, rõ ràng đã chuẩn bị trước khi tới. Cậu nói Lý Thường Thanh phó cục trưởng cục xây dựng sao? Mạc Phàm gật đầu. Vợ ông ta vì nhận hối lộ nên bị bắt, còn ông ta ấy à, có tấm thẻ chí tôn của Tần gia trong tay chị họ cậu bảo vệ, nên không sao. Tần Trạch có chút tự hào nói.
có thẻ chí tôn của Tần gia, đừng nói là một phó cục trưởng cục xây dựng nhỏ bé, cho dù là cục trưởng cũng không có vấn đề gì. Lúc này lông mày Mạc Phàm mới giãn ra, Ngô Hân thế nào hắn không quan tâm, hắn chỉ quan tâm tình hình của chị họ. Nếu chị họ không sao là được, xem ra hắn đưa thẻ cho chị họ là một quyết định đúng đắn. Thế nào, Mạc Thần Y có giúp tôi phân biệt viên linh thạch kia không? Theo tôi được biết, Vương gia cũng đến hội đấu giá này. Tần Trách cười hỏi. Mạc Phàm nói một câu pháp khí kia có thể làm Trương gia nhà tan cửa nát, Trương gia thật sự như vậy, chắc chắn Mạc Phàm hiểu chút gì đó. Cho dù không hiểu rõ mấy, bọn họ có đại sư phong thủy khác, chỉ cần Mạc Phàm có thể nhìn ra hung hay cát là được. Vương gia sao, có thể. Mạc Phàm gật đầu. Thẻ chí tôn của Tần gia đã bảo vệ chị họ, hắn cũng không thể quá hẹp hòi, chỉ phân biệt một viên linh thạch thôi mà. Huống chi Vương gia cũng ở đây. Nhưng trên linh thạch có khắc phong thủy trận, vẫn là lần đầu tiên hắn nghe nói đến. Vậy cảm ơn Mạc Thần Y trước, buổi tối tôi tới đón cậu. Tần Trách vội vàng nói cảm ơn, trong mắt đều là đắc ý. Tần Trách rời đi, Mạc Phàm lấy ngọc bội ra. Trong ngọc bội này có một tụ linh trận và một kim cương chú trận, hiệu quả không bằng thất hồn ngọc trong tay hắn. Hơn nữa bên trên còn khắc chữ bạch tượng trưng cho bạch gia. Hắn nghĩ một lát, nhờ linh khí trong biệt thự, thêm âm dương chuyển hoán trận vào trong ngọc bội, cộng thêm lôi tiêu trận trận pháp tấn công nữa. Mới vừa làm xong không lâu, di động liền vang lên, là mẹ Tiểu Ngọc gọi tới. Mạc Phàm nhận điện thoại, giọng nói có lực hấp dẫn của mẹ Tiểu Ngọc vang lên. Mạc tiên sinh, cậu có rảnh không, tôi có chuyện tìm cậu. Mạc Phàm nhìn ngọc bội mới làm xong trong tay, liền gật đầu. Được, dì đợi một lát cháu sẽ qua. Hắn đã có thất hồn ngọc, ngọc bội này không có tác dụng lớn với hắn. Cho dù Tiểu Ngọc không phải là người Bạch gia gia tộc của Tuyết Nhi, nhưng cực âm khí của mẹ Tiểu Ngọc đã giúp hắn từ tôi luyện đến cảnh giới trúc cơ, ngọc này vẫn nên trả lại cho Tiểu Ngọc tốt hơn. Nếu không có âm dương chuyển hoán trận hộ thân, Tiểu Ngọc sớm muộn gì cũng như mẹ cô bé, chịu hàn khí nhập thể. Gặp nhau là có duyên, nếu đã giúp, vậy làm người tốt đến cùng. Không lâu sau, Mạc Phàm đến tiểu khu mẹ con Tiểu Ngọc ở. Thân thể mẹ Tiểu Ngọc không có gì đáng ngại, có bằng cấp đại học, nói tiếng Anh lưu loát, nên dạy tiếng Anh ở trường Tiểu Ngọc. Cuộc sống bình yên, tuy không tính là giàu có, nhưng tốt hơn ở xóm trọ nghèo gấp bội lần. Đi tới cửa, Mạc Phàm ấn chuông cửa. Sau khi tiếng bước chân càng ngày càng gần, cửa mở ra. Mở cửa là mẹ Tiểu Ngọc, bởi vì là ngày nghỉ lễ quốc khánh cuối cùng, mẹ Tiểu Ngọc cũng nghỉ ở nhà. Lúc này trên người mẹ Tiểu Ngọc là một váy ngủ màu da, hẳn là đang tắm liền ra mở cửa cho hắn, tóc búi lên còn ướt sũng, làn da lộ bên ngoài cũng có giọt nước. Váy ngủ màu da dính nước trở nên trong suốt, dính sát vào làn da mẹ Tiểu Ngọc. Một bộ váy ngủ, gần như không khác không mặc gì. Da thịt như bạch ngọc của mẹ Tiểu Ngọc hầu như bại lộ hết trước mắt Mạc Phàm, nhất là chỗ ngực và bắp đùi. Không chỉ như vậy, ngoại trừ váy ngủ, hình như mẹ Tiểu Ngọc không mặc gì bên trong, mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể bay vào mũi Mạc Phàm. Cảnh đẹp như vậy, cho dù Mạc Phàm là y tiên sống hơn 500 năm, yết hầu không khỏi hơi khô, khí huyết tuôn ra, đổi lại là những người khác đã trực tiếp nhào lên rồi. Mẹ Tiểu Ngọc nhìn Mạc Phàm, khuôn mặt tuyệt mỹ hơi đỏ lên. Che ngực và phần chân, trong mắt hiện lên chút phức tạp. Mạc tiên sinh, vào đi. Mạc Phàm bình tĩnh lại, vẫn theo mẹ Tiểu Ngọc vào trong, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Nhìn một vòng xung quanh, không thấy bóng dáng Tiểu Ngọc. Nếu là bình thường hắn tới, Tiểu Ngọc đã sớm như em gái hắn chạy đến. Tiểu Ngọc đâu? Tiểu Ngọc đi siêu thị mua đồ, Mạc tiên sinh ngồi trước, tôi đi rót cốc nước cho cậu. Sắc mặt mẹ Tiểu Ngọc hơi đổi. Nhanh chóng khôi phục lại bình thường, đi rót cho Mạc Phàm một cốc nước. Lúc rót nước tay nhỏ bé run run cầm một viên thuốc, do dự rất lâu, vẫn bỏ vào trong cốc nước. Viên thuốc này vào nước sẽ tan, giống như nước lúc trước, không chút nào thay đổi. Mạc tiên sinh, uống nước đi. Mẹ Tiểu Ngọc cúi người, đặt cốc nước trước mặt Mạc Phàm, khuôn mặt giấu dưới mái tóc lộ vẻ xoắn xuýt. Áo trước ngực hơi buông xuống, lộ ra một mảng lớn cảnh xuân. Hửm. Mạc Phàm nhíu mày, nhìn mẹ Tiểu Ngọc đầy nghi ngờ. Hôm nay khí sắc của dì không được tốt, gần đây không thoải mái sao? Có thể là do dì cả mẹ tới. Mẹ Tiểu Ngọc lộ ra chút bối rối, cố
cố gắng nở nụ cười nói. Ánh mắt phức tạp, hữu ý vô ý nhìn cốc nước kia. Hả? Mạc Phàm cầm cốc nước, lấy miếng ngọc trong túi ra, đưa cho mẹ Tiểu Ngọc. Dì trả miếng ngọc này cho Tiểu Ngọc giúp cháu đã sửa một chút, em ấy đeo miếng ngọc này, sẽ không xảy ra bệnh giống như gì. Vẻ mặt mẹ Tiểu Ngọc ngẩn ra, như bị sét đánh, sắc mặt tái mét. Tay trắng nõn nắm chặt váy ngủ mỏng, trong lòng vô cùng xoắn xuýt, cũng không biết nên làm gì cho tốt. Ngay ngày hôm qua, cô mang Tiểu Ngọc đến khu vui chơi chơi đùa, Tiểu Ngọc nói muốn đi WC, cô liền đợi ở bên ngoài. Ai biết đợi một lúc, Tiểu Ngọc vẫn không đi ra. Cô vào WC tìm một lần, cũng không thấy bóng dáng Tiểu Ngọc. Một lát sau, bà béo ở khu xóm nghèo cô thuê nhà đi tới, kín đáo đưa cho cô một bức thư và một viên thuốc, cười mỉa để lại một câu rồi rời đi. Các người không đấu lại được người nhà Vương đại sư đâu, hì hì. Nội dung trong thư đại khái là bảo cô giết Mạc Phàm, sẽ trả Tiểu Ngọc cho cô, nếu không sẽ lấy Tiểu Ngọc làm đỉnh lô. Đỉnh lô là gì, xuất thân ở Bạch Gia, sao cô có thể không biết? Người Bạch Gia bọn cô trời sinh là cực âm chi thể, là đối tượng tranh đấu kén vợ kén chồng từ xưa đến nay. Mạc Phàm cứu mẹ con bọn họ, sao cô có thể giúp đám người này giết Mạc Phàm? Nhưng nếu như không làm theo lời bọn họ nói, chắc chắn Tiểu Ngọc không có kết cục tốt. Bị người ta lấy làm đỉnh lô, chỉ nghĩ thôi ngực cô như bị đâm vài dao. Do dự cả một ngày, cô quyết định vì Tiểu Ngọc làm kẻ xấu xa. Chỉ cần cứu Tiểu Ngọc ra, cô sẽ chết cùng Mạc Phàm, nếu có kiếp sau, cô sẽ làm trâu làm ngựa đền ân tình của Mạc Phàm. Nhưng từ khi nhìn thấy Mạc Phàm vào cửa, trái tim cô vừa mới lạnh lẽo lại dao động càng ngày càng lợi hại, làm cô không ra tay được. Không có người thiếu niên này, chỉ sợ cô và Tiểu Ngọc đã giống những người phụ nữ ở xóm trọ nghèo, biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, thậm chí đã chết. Bây giờ Mạc Phàm trả Ngọc lại, Tiểu Ngọc cũng không chịu thống khổ âm khí nhập thể như cô lúc trước. Mạc Phàm tốt với bọn họ như vậy, cô lại lấy oán trả ơn. Ha ha, vì sao vận mệnh muốn hành hạ cô như vậy? Lúc này cô hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ, bất lực như nước sông mặc kệ gió mưa thổi tới. Nhất định phải đưa ra lựa chọn, nhưng không biết lựa chọn thế nào. Rốt cuộc là nghe người kia, hay là nói hết cho Mạc Phàm? Đúng rồi, không phải gì có chuyện tìm cháu sao, chuyện gì thế? Mạc Phàm nhìn sắc đẹp thay cơm của mẹ Tiểu Ngọc, thấy có chút không thích hợp, bưng cốc nước lên hỏi. Đúng vậy. Mẹ Tiểu Ngọc đáp lại theo bản năng, nhìn thấy Mạc Phàm bưng cốc nước lên miệng, vẻ mặt thay đổi. Cô không biết thuốc kia là gì, nhưng đối phương cho, chắc chắn là kịch độc, cho dù y thuật của Mạc Phàm cao siêu, cũng khó mà giải được. Lúc này tâm tư dao động của cô dừng lại trong chớp mắt, tìm được đáp án. Cô nhào tới đúng lúc, đoạt cốc nước trong tay Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, không thể uống, trong nước có độc. Vẻ mặt Mạc Phàm bình tĩnh như thường, ngửi nước một cái, để ra. Sau đó một bóng người quyến rũ nhào vào người hắn, mặt dán sát. Phệ hồn tán, cho dù độc này vô sắc vô vị, rất khó phát hiện, sao có thể lừa y tiên bất tử hắn. Khi nâng cốc nước lên gần mặt, hắn đã nhận ra. Mẹ Tiểu Ngọc thấy Mạc Phàm không uống nước, lúc này mới yên tâm. Nhưng thấy mình đè lên người Mạc Phàm, hai người chỉ cách một tầng vải mỏng, khuôn mặt đỏ bừng, như quả đào mật chín mọng. Vừa thẹn thùng lại tràn đầy áy náy, một lúc lâu sau mới khôi phục bình thường. Chuyện gì đây? Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, bỏ cốc nước xuống, bình tĩnh hỏi. Hàm răng của mẹ Tiểu Ngọc cắn chặt môi đỏ mọng, xoắn xuýt rất lâu, lúc này mới đứng dậy. Hai bàn tay trắng nõn cởi đai lưng váy ngủ bóng loáng như tơ trượt khỏi người cô, thân thể động lòng người không che giấu chút nào xuất hiện trước mặt Mạc Phàm, tản ra mị lực thành thục. Mạc tiên sinh, tôi biết là tôi không đúng, nhưng mời cậu muốn tôi, sau đó cứu Tiểu Ngọc. Mẹ Tiểu Ngọc nói, nước mắt như bình nứt, rơi xuống ổ ạt. Bất luận là dáng người, khuôn mặt, khí chất của mẹ Tiểu Ngọc đều thuộc loại cực phẩm, không kém tiên tử tu chân giới bao nhiêu. Một mỹ nữ như vậy tự mình cởi quần áo, cầu muốn cô. Đừng nói Mạc Phàm là một người đàn ông huyết khí phương cương, cho dù là thái giám nhìn mẹ Tiểu Ngọc lúc này cũng sẽ động lòng, trực tiếp nhào lên. Mạc Phàm nhìn chằm chằm thân thể mẹ Tiểu Ngọc không sót thứ gì, trong mắt vừa mới hiện lên một chút cực nóng. Bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, nhìn về phía bộ ngực cao ngất của mẹ Tiểu Ngọc,
một đóa hoa mai màu trắng bạc có chữ bạch. Vẻ mặt hắn lập tức chấn động, đi tới chỗ mẹ Tiểu Ngọc. Mẹ Tiểu Ngọc thấy Mạc Phàm đi tới, chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay để ở chỗ riêng tư cũng buông ra, đợi Mạc Phàm xâm phạm. Mạc Phàm không nợ mẹ con bọn họ, trái lại là mẹ con bọn họ nợ Mạc Phàm một đống ân tình, chuyện cô có thể làm là giao mình cho Mạc Phàm, hy vọng Tiểu Ngọc được Mạc Phàm cứu ra, đây là cơ hội duy nhất của cô. Mạc Phàm đi tới trước người mẹ Tiểu Ngọc, nhặt váy ngủ của mẹ Tiểu Ngọc lên, mặc vào cho cô lần nữa. Dì không cần phải chà đạp mình như vậy, cháu sẽ cứu Tiểu Ngọc, nhưng dì phải nói cho cháu biết chữ bạch trên ngực dì là sao đây. Mạc Phàm nói, nhanh chóng bình phục khí huyết sôi trào trong cơ thể. Vừa rồi trong chớp mắt huyết dịch của hắn thật sự nóng lên, dù sao vưu vật như vậy thật sự quá chọc người. Nhưng nhìn thấy chữ bạch trên ngực mẹ Tiểu Ngọc, làm hắn tỉnh táo lại trong chớp mắt. Bởi vì trên ngực Tuyết Nhi, ở vị trí đó cũng có một chữ bạch như thế. Khi ở quê nhà, hắn vẫn luôn buồn rầu không có tin tức gia tộc Tuyết Nhi. Phải đợi gần một năm mới có thể nhìn thấy Tuyết Nhi, nhưng bây giờ có tin tức. Vẻ mặt mẹ Tiểu Ngọc sửng sốt, không ngờ Mạc Phàm không chỉ không muốn cô, còn đồng ý cứu Tiểu Ngọc, điều kiện là chỉ cần biết một chuyện không tính là bí mật. Mẹ Tiểu Ngọc nhìn thoáng qua ngực mình, ánh mắt phức tạp. Đây là dấu hiệu gia tộc bọn tôi. Bạch gia ở Giang Nam nhiều như vậy, có gia tộc khác có ấn ký như vậy không? Mạc Phàm nghiêm túc hỏi. Chuyện liên quan đến Tuyết Nhi, hiếm khi hắn kích động. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhắc tới Bạch gia với mẹ Tiểu Ngọc, lần trước hắn đã hỏi, gia tộc Tiểu Ngọc không có người tên Bạch Tuyết. Bạch gia ở Giang Nam rất nhiều, nhưng chỉ có gia tộc chúng tôi mới có ấn ký này, nam trái nữ phải, không có lặp lại. Bạn của Mạc tiên sinh cũng có ấn ký này sao? Ừm. Mạc Phàm gật đầu, xem ra Tuyết Nhi và Tiểu Ngọc thật sự đều là người Bạch gia. Nhưng lần trước khi hắn hỏi mẹ Tiểu Ngọc, cô nói Bạch gia không có người tên Bạch Tuyết. Đây là tình huống gì vậy, chẳng lẽ Tuyết Nhi dùng tên giả? Hắn nhíu mày, đi đến phòng Tiểu Ngọc, cầm lấy giấy bút Tiểu Ngọc thường dùng vẽ tranh, dựa theo trí nhớ của hắn nhanh chóng vẽ ra. Kiếp trước. Ở tu chân giới hắn am hiểu y thuật nhất, sau đó là vẽ tranh, nhất là vẽ bộ dạng Tuyết Nhi, không biết hắn vẽ mấy vạn lần. Một lúc lâu sau, một cô gái thanh tú đoan trang hiện lên trên giấy, đúng là Tuyết Nhi bạn gái kiếp trước của hắn, gần như là người thật, hình thần có đủ. Dì có từng thấy cô gái này ở Bạch gia hay không? Mạc Phàm đưa bức tranh cho mẹ Tiểu Ngọc. Tên có thể thay đổi, nhưng tướng mạo sẽ không đổi. Vẻ mặt mẹ Tiểu Ngọc chấn động. Như bị sét đánh. Đây không phải Tiểu Kỳ sao? Tiểu Kỳ. Mạc Phàm hơi sững sờ, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Kiếp trước, có một lần cận vệ của Tuyết Nhi xưng hô là Kỳ Tiểu Thư. Lúc ấy hắn tò mò hỏi một câu, Tuyết Nhi nghịch ngợm nói hắn nghe lầm, là Thất Tiểu Thư, ở nhà cô đứng thứ bảy, hắn không có hỏi lại. Cô ấy tên là Bạch Tiểu Kỳ, không phải Bạch Tuyết. Mạc Phàm có chút kích động hỏi. Đúng vậy. Nếu như tôi không nhận sai, cô ấy là cháu gái tôi, chị họ Tiểu Ngọc, có chữ lót là Tiểu như Tiểu Ngọc, cho dù lúc tôi rời nhà con bé còn nhỏ, nhưng sẽ không sai, bên cánh tay phải con bé có một vết bất hình trái tim. Mẹ Tiểu Ngọc nhìn bức tranh, khiếp sợ nói. Không sai, có một cái bất hình trái tim. Mạc Phàm hưng phấn cười nói. Chuyện này, trên mặt mẹ Tiểu Ngọc là xấu hổ, trong chớp mắt đỏ đến mang tai. Nhìn biểu cảm của Mạc Phàm. Rất có khả năng Mạc Phàm và Tiểu Kỳ là người yêu. Có tầng quan hệ này mà nói, hơn phân nửa Tiểu Ngọc được cứu rồi. Nhưng cô vừa lột sạch quần áo cầu xin Mạc Phàm muốn cô, mà rất có khả năng chàng trai trẻ này là bạn trai cháu gái cô. Trong chớp mắt, mẹ Tiểu Ngọc cảm thấy rất loạn. Bị Mạc Phàm nhìn thân thể còn chưa tính, mấy ngày nay ở chung, cô còn có chút ý tứ với Mạc Phàm rất giống người kia. Trong hai mắt Mạc Phàm lóe lên hàn quang. Khóe miệng phiếm chút vui sướng. Xem ra hắn hiểu biết Tuyết Nhi ít hơn hắn nghĩ nhiều. Chỉ là cuối cùng còn chưa gặp nhau, đã có tin tức về Tuyết Nhi trước. Nếu như vậy, mẹ Tiểu Ngọc chính là người cô trốn khỏi gia tộc mà Tuyết Nhi nói lúc trước. Nhân duyên thật khéo, lại được hắn cứu, đúng là có duyên. Nếu muốn kết hôn với con gái Bạch gia, cần điều kiện gì? Mạc Phàm hỏi, đây là chuyện hắn quan tâm nhất hiện giờ. Lông mày mẹ Tiểu Ngọc nhíu lại, trong đôi mắt đẹp lóe lên vẻ phức tạp. Rất lâu sau, cô mới thở dài thật sâu,
trên mặt đều là mất mát. Nếu sau lưng cậu không phải gia tộc truyền thừa ngàn năm, vậy phải mạnh hơn gia tộc truyền thừa ngàn năm, nếu không sẽ nhà tan cửa nát. Hả? Lông mày Mạc Phàm nhướn lên, hít một hơi thật sâu. Gia tộc bình thường quá ba đời sẽ gặp suy bại, thậm chí là biến mất. Điều kiện cưới con gái Bạch Gia là gia tộc truyền thừa ngàn năm. Gia tộc bình thường có thể thay đổi ở vô số triều đại, truyền thừa ngàn năm, tuyệt đối là khủng bố trong khủng bố. Hoa Hạ có gia tộc như vậy tồn tại, đừng nói là Vương gia, Tần gia hắn biết, cho dù là Mộc gia to lớn ở Giang Nam cũng không là gì. Nhưng nếu không có cách nào lựa chọn xuất thân, cái sau cũng như vậy, hắn phải mạnh hơn những gia tộc truyền thừa ngàn năm. Đã nhà tan cửa nát một lần, hắn sẽ không để lần hai. Cháu đã biết, ngọc này gì đeo lên người trước, cháu sẽ tìm tiểu ngọc quay về. Mạc Phàm nói, chuyện của Tuyết Nhi đã có manh mối, tạm thời không gấp, sau này chậm rãi hỏi thăm là được. Giải quyết chuyện trước mắt đã, tiểu ngọc và hội đấu giá. Nếu như hắn đoán không sai, hẳn là sư môn của Vương Trường Sinh đến báo thù, tiểu ngọc cũng là cực âm chi thể, bọn họ sẽ không làm hại tiểu ngọc. Chỉ cần đám người này ở thành phố Đông Hải, cũng không khó khăn tìm được. Chỉ là không biết ai bắt tiểu ngọc, trúc cơ sơ kỳ hay trúc cơ trung kỳ. Cảm ơn cậu, tiểu phàm. Mẹ tiểu ngọc xấu hổ nói. Lúc trước còn có thể dùng thân thể tới cảm ơn Mạc Phàm, bây giờ cô không biết nên làm thế nào. Không cần cảm ơn, sau này chúng ta sẽ là người một nhà. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên ánh sáng, tràn đầy tự tin cười nói, xoay người rời đi. Vẻ mặt mẹ tiểu ngọc đầy phức tạp và mất mát, nhìn bóng dáng Mạc Phàm có chút xuất thần, Mạc Phàm càng ngày càng giống người kia, hy vọng cậu ấy không thất bại, Bạch Gia chân thực quá khủng bố. Mạc Phàm rời khỏi nơi ở của mẹ con tiểu ngọc, liền gọi điện cho Đường Long, bảo anh ta đến khu dân nghèo điều tra. Vừa mới tắt điện thoại, Tần Trạch gọi điện thoại đến, nói là sắp bắt đầu hội đấu giá, hắn nói địa chỉ hiện giờ của mình cho Tần Trạch. Không lâu sau, một chiếc xe mobile home xa hoa dừng trước cửa tiểu khu mẹ con tiểu ngọc, Mạc Phàm được một vệ sĩ mời vào. Bên trong xe mobile home không còn là ghế ngồi bình thường, mà là một quán bar trang trí xa hoa, 6-7 người ở bên trong không có vẻ chen chúc. Trên xe ngoại trừ Tần Trạch và hai vệ sĩ ra, còn có một lão đầu mặc áo khoác vải thô. Đầu lão đầu này đầy tóc bạc, nuôi râu dài, dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Nhìn thấy Mạc Phàm lên xe, liếc mắt nhìn Mạc Phàm đầy khinh bỉ. Ông chủ Tần, tên nhóc này là... Lão giả thấy Mạc Phàm ăn mặc bình thường, cũng không giống hội nhà giàu có hoặc quan nhị đại tham gia hội đấu giá. Vậy chỉ có một loại khả năng, thanh niên này giống như ông ta, đều là phong thủy sư. Trần Vệ Tinh ông thấm nhuần thuật phong thủy hơn 40 năm mới có đạo hạnh hôm nay. Người ta gọi là Trần Đại Sư Thần Toán của Đông Hải. Mỗi ngày người mời ông ta xem phong thủy chen chúc đến mức sứt đầu mẻ trán, tiểu đồ đệ như Mạc Phàm có mấy chục người. Bộ dạng tên nhóc này không quá 16, 17 tuổi, lúc ông ta bằng tuổi này còn đang bưng trà rót nước cho sự phụ, đâu có tư cách đi giám định linh thạch như bây giờ, tất nhiên trong lòng khó chịu. Tần Trạch nhận ra được địch ý trong giọng nói của Trần Vệ Tinh, cười một tiếng. Vị này là Mạc Đại Sư tôi mời tới giám định linh thạch cùng. Gần đây Mạc Phàm phát triển quá nhanh, không kính trọng ông ta lắm, đúng lúc nhờ Trần Đại Sư châm chọc một phen. Mạc Đại Sư, lông mày trắng như tuyết của Trần Vệ Tinh nhướn lên, hừ lạnh một tiếng, còn rất khó chịu. Tên nhóc này nhỏ tuổi đã là Mạc Đại Sư, hai chữ Đại Sư có thể nói tùy tiện sao? Lão phu Trần Vệ Tinh, người ta gọi là Trần Đại Sư Thần Toán của Đông Hải. Có chút danh tiếng ở thành phố Đông Hải, không biết Mạc Đại Sư thành danh ở đâu, lại bái ai làm vi sư, sở trường sơ cốt, xem tướng, đoán bát tự, tính phong thủy, hay là tìm huyệt. Mạc Phàm nhíu mày, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tần Trạch và Trần Vệ Tinh một cái. Tôi không biết những việc này. Trần Vệ Tinh cười lắc đầu, những việc ông ta nói đều là mấy chuyên môn siêu hình, mỗi người am hiểu không giống nhau, sở trường sơ cốt, sở trường xem tướng, có người tinh thông tất cả. Mạc Phàm không biết gì, còn tự xưng là đại sư, giúp người ta phân biệt linh thạch thế nào. Không biết cũng không sao, vậy Mạc Đại Sư có tinh thông chu dịch, liên sơn dịch, quy tàng dịch không? Dịch kinh là bói toán căn bản, cho dù là sơ cốt, xem tướng, phần lớn là từ dịch kinh phát triển ra. Vấn đề này, cũng bao gồm một cái hố. Nếu Mạc Phàm nói tinh thông ba bản kinh thư này,
vậy đúng là trò cười cho thiên hạ. Liên Sơn dịch và Quy Tàng dịch trong Dịch Kinh đã thất truyền, chỉ còn lại Chu dịch. Tôi không đọc một bản nào. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Mấy thứ này, Y Tiên Bất Tử hắn cần xem sao? Trần Vệ Tinh hơi sững sờ, sau đó cười to, ngay cả Chu dịch cũng không đọc qua, hóa ra chỉ là hạng người mua danh tiếng. Cho dù có thiên phú, cũng không có khả năng 16 tuổi đã được xưng là đại sư. Cho dù là thứ gì đó, cũng cần tích lũy một thời gian. Ông chủ Tần, có phải cậu tìm nhầm người rồi không? Cậu ta không phân biệt được thì cũng chẳng sao, nhưng đến hội đấu giá ầm ĩ thành chuyện cười, sẽ làm ông chủ Tần mất hết mặt mũi. Tần Trách thấy Trần Vệ Tinh ép Mạc Phàm không nói được lời nào, trên mặt cũng lộ ra đắc ý. Trần Đại Sư còn không biết, lần trước Mạc Đại Sư đến hội đấu giá, nói là bàn Trương gia lấy được là tà vật, để ở trong nhà sẽ nhà tan cửa nát, không phải mấy ngày trước Trương gia xong đời rồi sao, tôi mời Mạc Đại Sư đi, cũng là muốn để cậu ấy giúp nhìn xem, linh thạch lành hay dữ, dĩ nhiên chuyện này vẫn do ông làm chủ, đợi lát nữa đến hội đấu giá, phải dựa vào ông rồi. Được Tần Trách vỗ mông ngựa như vậy, lúc này sắc mặt Trần Vệ Tinh mới tốt hơn chút, vuốt râu gật đầu hài lòng. Hóa ra là như vậy, phong thủy Trương gia lão phu cũng giúp xem, trước cửa nhà bọn họ gần nước, sau cửa không có núi, có rừng nhưng không thể dựa vào, một khi thế nước quá lớn, lại không có chỗ dựa vững chắc, sẽ dễ dàng sập xuống, thất bại trong gang tấc. Lão phu cũng nói vấn đề này với Trương Thiên rồi, cậu ta không nghe, khó tránh khỏi nhà tan cửa nát. Hai mắt Tần Trách sáng lên, Trần Vệ Sinh khá có danh tiếng ở thành phố Đông Hải, nhưng ông ta không qua lại với Trần Vệ Tinh. Lúc trước ông ta cảm thấy Trần Vệ Tinh có chút tự đại, ông ta mời ba lần mới mời được Trần Vệ Sinh đến. Bây giờ nói mấy câu, ông ta cảm thấy Trần Đại Sư này hoàn toàn xứng với hai chữ Đại Sư. Hóa ra còn có chuyện này, quả nhiên Đại Sư lợi hại, chuyện tối nay phải dựa vào ông rồi. Tần Trách chắp tay nói. Yên tâm đi. Cứ giao cho tôi, cho dù lão phu chưa từng thấy linh thạch, nhưng vạn vật đều có nhân, đều có quả, đều có quy luật đáng nói, chỉ cần là linh thạch, lão phu nhất định sẽ giúp cậu phân biệt. Trần Vệ Tinh vỗ ngực đảm bảo. Vậy tôi kính Trần Đại Sư một ly trước. Tần Trách nâng ly rượu cười nói, trong mắt lóe lên tinh quang. Nếu như có thể lấy được linh thạch tàng phong tụ thủy, làm tài sản tăng lên mấy lần, sau này còn ai dám nói Tần lão nhị là phế vật. Hai người thưởng thức rượu, gần như gạt Mạc Phàm sang một bên. Mạc Phàm không thèm để ý, thất hồn ngọc còn sót lại bay tới bay lui giữa ngón tay hắn, vô cùng thuần thục. Xe Mobile Home rời khỏi nội thành thành phố Đông Hải, lập tức đi về phía ngoại thành. Có thể là Tần Trách cảm thấy luôn lạnh nhạt với Mạc Phàm cũng không tốt, cho dù sở trường của Mạc Phàm không phải thuật phong thủy, nhưng y thuật cả thành phố Đông Hải không ai bằng. Dù sao ông ta chơi đã rồi, nên thu lại đúng lúc. Mạc Đại Sư, có phải cậu không hài lòng về rượu ở đây hay không, nếu không tôi bảo người pha chế một ly cocktail cho cậu nhé? Không cần, tôi không thích uống rượu trên xe. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, hai mắt luôn nhìn ngoài cửa sổ. Nếu Tần Trách cảm thấy Trần Vệ Tinh này có vẻ lợi hại, hắn cũng không có ý kiến. Dù sao người ta đều biết sở cốt, xem tướng, còn tinh thông chu dịch, chuyện này giảm bớt một chuyện cho hắn. Hắn tới hội đấu giá là tìm một chút nguyên liệu. Trận cơ và trận nhãn của tụ linh đại trận có rồi, trận bàn còn chưa có tin tức. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hắn cũng vui vẻ vì được rảnh rỗi. Lúc này hắn càng muốn tìm manh mối của Tiểu Ngọc, hoặc hỏi mẹ Tiểu Ngọc tường tận tin tức về Bạch Gia. Đúng rồi, không phải Mạc Đại Sư cũng cần mua vài thứ sao, không biết cậu muốn mua thứ gì, có cần tôi bảo Trần Đại Sư phân biệt giúp cậu không? Tần Trách cũng không tức giận, cười hỏi. À, Mạc Đại Sư cũng muốn mua đồ đấu giá sao? Trần Vệ Tinh nghe Tần Trách nói, vội hỏi. Lúc nói ba chữ Mạc Đại Sư, giọng nói vô cùng khinh thường, tràn đầy ý hoài nghi. Hội đấu giá lần này có quy mô không lớn, nhưng cấp bậc rất cao, người tham gia chỉ hơn 30, không một ai không phải nhân vật đứng hàng đầu thành phố Đông Hải. Không có mấy ngàn vạn, đừng nghĩ đến chuyện mua đồ ở hội đấu giá. Mạc Phàm nhìn thế nào cũng không giống người có nhiều tiền như vậy. Có vấn đề gì sao? Mạc Phàm hỏi. Vấn đề thì không có, không biết Mạc Đại Sư muốn mua thứ gì, nếu cậu cần tôi dám định đồ giúp cậu, nể mặt ông chủ Tần, tôi có thể xem miễn phí cho cậu một lúc. Trần Vệ Tinh cười giả dối nói. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười lắc đầu.
cảm ơn ý tốt của ông, tôi định mua chút ngọc thạch cổ và thảo dược, tôi có thể tự giám định những thứ này. Y Tiên Bất Tử hắn cần người khác giám định giúp, nay ngày quốc tế đùa giỡn à? Trần Đại Sư khẽ nhíu mày, nụ cười cứng đờ. Ông ta vốn có ý tốt giúp đỡ, dù sao thật giả ở hội đấu giá toàn dựa vào nhãn lực, cho dù là giả hoặc không đáng tiền nhưng mình mua giá cao về, không ai trả tiền lại, nguy hiểm cực cao. Cho dù ông ta không đảm bảo 100%, nhưng thủ pháp làm giả thật sự rất cao, có vài thứ thật giả khó phân biệt, Mạc Phàm dám nói mình giám định được. Nếu Mạc Đại Sư đã tự tin như vậy, lão phu cầu chúc Mạc Đại Sư thắng lợi trở về. Trần Đại Sư cười mỉa nói, giống như đã nhìn thấy Mạc Phàm mua đồ giả. Tần Trách cũng cười, vẫn chưa mở miệng. Một tiếng sau, xe Mobile Home dừng ở bên ngoài một trang viên tên là Túy Nguyệt Cư. Trang viên vô cùng yên tĩnh, bên cạnh có một cái hồ nhỏ, bởi vì đã là buổi tối, trăng lưỡi liềm chiếu vào trong hồ, làm gợn sóng sáng lấp lánh. Nhìn từ bên ngoài, trang viên không khác gì nông trại vui vẻ bình thường, nhưng bên trong lại có khoảng trời riêng, giống như đi vào hậu hoa viên của đế vương. Người phục vụ bên trong đều mặc trang phục thị nữ thời Đường, vô cùng ưu tú và chuyên nghiệp. Mạc Phàm đi theo Tần Trách dưới sự hướng dẫn của mấy thị nữ, vào trong một phòng VIP xây trên nước. Bên trong đã có không ít người đến, làm thành một hình chữ U lớn, miệng chữ U là một đài cao. Cơ bản bên cạnh mỗi người đều mang một hai người, tóc bạc mặt hồng hào, hoặc vẻ mặt thông minh lanh lợi, bộ dạng kiến thức rộng rãi, không có ai trẻ tuổi giống như Mạc Phàm. Tần Trách vừa tiến vào, không ít người nhìn sang. Người ngồi ở trong này, đều là nhân vật thành danh ở thành phố Đông Hải hoặc nội thành gần đây, cơ bản đều quen biết. Trong đó có một người đàn ông trung niên hút xì gà, liếc mắt nhìn Tần Trách một cái, cười nói. Ô ô, Tần lão nhị cũng đến đây, khách hít đến kìa. Sao thế, thành phố Đông Hải này có nơi Tần Trách tôi không thể đến sao? Tần Trách lạnh lùng trừng mắt nói với người đàn ông trung niên này. Người vừa mở miệng nói chuyện là Lý Hưng Phú Hảo số 1 ở thành phố Nam Sơn, thành phố Nam Sơn nhiều núi, nhiều loại tài nguyên khoáng sản. Nhiều thế hệ nhà Lý Hưng buôn bán tài nguyên khoáng sản, đến thế hệ ông ta trò giỏi hơn thầy, làm buôn bán trong nhà như mặt trời ban trưa. Ở thành phố Nam Sơn, ông ta dám nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Nghe nói sau lưng Lý Hưng còn có thế lực ở nước ngoài. Ở thành phố Nam Sơn, bất kể là hắc đạo bạch đạo, chỉ cần một câu nói của ông ta, không ai có thể làm trái. So với ông ta, Lý Hưng không phải chỉ mạnh hơn một chút nửa chút, hội đấu giá lần này do ông ta chủ trì. Bên cạnh Lý Hưng là một lão giả mặc trên người trang phục thời Đường màu trắng, hai mắt khép hờ, trên người có âm hàn chi khí làm người ta không thoải mái, có cảm giác vô cùng nguy hiểm, chắc chắn lợi hại hơn Trần Đại Sư nhiều. Lý Hưng mời được người lợi hại như vậy, có thể thấy rõ thực lực của ông ta. Dĩ nhiên ông có thể tới rồi, ông đưa tiền cho tôi cầu còn không được. Lý Hưng hút xì gà, cười hài hước nói. Hội đấu giá lần này do ông ta cử hành, không phải Tần Trách đưa tiền cho ông ta thì là gì? Ông, Tần Trách tức đến mức hai mắt phun lửa, nhưng nhìn người xung quanh Lý Hưng, tay nắm chặt thành quả đấm của ông ta buông ra. Rõ ràng Lý Hưng có chuẩn bị mà đến, bên ngoài xung quanh phòng VIP đều đứng đầy người của ông ta. Nhiều người như vậy. Cho dù nơi này nằm trong phạm vi thành phố Đông Hải, nhưng cách nội thành thành phố Đông Hải rất xa, đợi ông ta bảo Đường Long mang người tới, đã muộn rồi. Có lẽ Lý Hưng không dám giết ông ta, nhưng sẽ làm nhục ông ta một phen, sau này ông ta sẽ không ngóc đầu lên được ở thành phố Đông Hải. Lý Hưng nhìn mặt Tần Trách, ánh mắt lại liếc một vòng Mạc Phàm và Trần Đại Sư đứng sau lưng Tần Trách. Trần Đại Sư tiên phong đạo cốt, trái lại còn có dáng vẻ đại sư, nhưng đứa nhỏ này. Con trai Tần Trách ông ta biết, người này không phải con trai Tần Trách, như vậy là. Khóe miệng Lý Hưng nhếch lên, cười đắc ý. Tần lão nhị, không phải đứa nhỏ này là đại sư khác ông mời tới giám định đấy chứ. Tần Trách lập tức cúi đầu xuống, ngay cả Trần Đại Sư cũng nhíu mày, lắc đầu, quả nhiên vừa mới tới phòng đấu giá liền bị người ta cười nhạo. Nhưng ông ta không phải chủ nhà, không thể bảo Mạc Phàm cút đi. Đúng thì thế nào? Chuyện của Tần Trách tôi cần ông bận tâm à? Tần Trách nghiến răng nghiến lợi nói. Sớm biết như vậy, nên bảo Đường Long mang người tới, trực tiếp đoạt linh thạch về, không cần chịu tức giận bởi con ruồi bọ này. Tâm của Tần lão nhị, tôi đâu dám nắm. Lý Hưng cười nói.
Ông ta chỉ mong sao Tần Trách mời đến người càng mù càng tốt, ông ta mới có cơ hội kiếm tiền ở chỗ Tần lão nhị. Ông đợi đó cho tôi. Tần Trách tức giận nói. Được, tôi đợi. Lý Hưng không thèm để ý nói, giống như nghe đứa bé nói chuyện với ông ta, ông đợi đó cho tôi vậy. Tần nhị công tử, chúng tôi đã đợi ông một lúc lâu, trà cũng uống vài chén rồi, gần đến giờ rồi nhanh ngồi xuống đi, chúng tôi còn đợi linh thạch đó. Một người đàn ông trung niên không hài lòng lắm nói. Dù sao mọi người tới nơi này không phải cầu tài, thì là cầu tài vận, vì nói mấy câu khiến hội đấu giá không thể tiến hành thì không đáng. Tần Trách hung dữ chừng Lý Hưng một cái, kìm nén lửa giận ngồi một chỗ còn sót lại. Ông ta và Lý Hưng không phải quen biết ngày đầu tiên, đây cũng không phải lần đầu tiên tranh đấu. Các phương diện ở thành phố Đông Hải đều bị người ta chia cắt xong hết rồi, ông ta chỉ có thể đánh chủ ý ở nội thành xung quanh. Mục tiêu đầu tiên chính là thành phố Nam Sơn, ai biết ông ta trang trí KTV xong mới khai trương ở đó, liền bị Lý Hưng cho người đập phá. Sau đó Lý Hưng muốn khai phá bất động sản ở thành phố Đông Hải, cũng bị ông ta làm cho thất bại. Từ đó về sau hai người cơ bản mỗi lần gặp mặt đều phải đấu một trận, ông ta thắng ít thua nhiều. Khóe miệng Lý Hưng nhếch lên, trên mặt đều là đắc ý, nói với Mạc Phàm. Đại sư Tần lão nhị mời tới cũng ngồi đi. Ha ha, xung quanh cười rộ lên. Mạc Phàm cũng không nhìn Lý Hưng, mắt nheo lại, ánh mắt lạnh lùng đảo quanh. Ông là Vương Thiên Tước. Mạc Phàm chỉ một người đàn ông trung niên hỏi. Người đàn ông trung niên nhíu mày, khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh miệt. Ông ta còn chưa mở miệng, một người đàn ông đeo kính ngồi bên cạnh Vương Thiên Tước cười nói. Đại sư, cả thành phố Đông Hải không ai không biết Vương Tổng của chúng tôi, cậu không biết sao? Vừa rồi còn không biết, Mạc Phàm lạnh lùng nói. Vương Thiên Tước là cha Vương Kinh Phi, là một trong những người rất có tiền ở thành phố Đông Hải. Tần Trách nói Vương gia cũng tới tham gia hội đấu giá, hắn nhận mặt trước một phen. Ha ha, không ít người cười lắc đầu, thân là đại sư Tần Trách mời tới, vậy mà không nhận ra Vương Thiên Tước Vương Tổng. Đại sư không ăn khói lửa nhân gian trong truyền thuyết là như vậy sao? Không ít người cười to, hoàn toàn đùa giỡn Mạc Phàm. Cho dù coi như cùng phe với hắn, Trần Đại sư cũng có chút không nhìn nổi, ước gì có thể kéo Mạc Phàm đến gần mình. Mạc Phàm làm như không nghe thấy mấy tiếng cười đùa, cuối cùng ánh mắt nhìn lão giả ngồi bên cạnh Lý Hưng. Lão giả kia giống như cảm ứng được, mí mắt khẽ nâng, hàn quang trong mắt nở rộ, như bảo kiếm rút ra khỏi vỏ, mới mở ra liền đóng lại. Chỉ là một tên nhóc bình thường, ông ta còn tưởng là cao thủ nào đang nhìn ông ta, đúng là lo lắng nhiều rồi. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, quay về chỗ ngồi, một đám thị nữ bắt đầu thu dọn trên đài cao để đấu giá. Lúc này di động hắn vang lên, là Đường Long gọi tới. Mạc Phàm ra khỏi phòng đấu giá, nghe điện thoại. Mạc tiên sinh, đã tìm được manh mối. Người bắt Tiểu Ngọc là một lão đầu, được người ta gọi là Chu Đại Sư, hình như là sư huynh gì đó của Vương Đại Sư, sau khi mang Tiểu Ngọc đi liền không thấy tăm hơi, bên trong đạo quan cũng không có, tôi đã sai người tìm vùng lân cận thành phố Đông Hải, chỉ cần ông ta còn ở thành phố Đông Hải, nhất định có thể tìm được. Không cần tìm, tôi đã tìm được, sai mấy người đến nhà Tiểu Ngọc trông coi là được. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Chu Đại Sư bên cạnh Lý Hưng, cười mỉa nói. Đi mòn gót giày không tìm được đến thì chẳng mất công chi. Chuyện này, được rồi. Đường Long sửng sốt, vội vàng gật đầu. Mạc Phàm tắt điện thoại quay về chỗ ngồi, hội đấu giá sắp bắt đầu. Một khối ngọc trắng to bằng quả đấm được thị nữ mang lên, một người đẹp ăn mặc trang phục công chúa triều đường chủ trì đấu giá. Một khối hòa điền cổ ngọc giá khởi điểm 50 vạn, mỗi lần tăng giá không dưới 1 vạn. Khối ngọc này vừa được bưng lên, mắt không ít người sáng lên. Bởi vì khai thác trắng trợn vài năm, hòa điền ngọc gần như bị đào sạch, bây giờ đã giảm khai thác, nhưng vẫn còn quý hơn bạc trắng hoàng kim, 1 gram ít nhất 300 tệ. Khối hòa điền ngọc này ít nhất cũng phải 2 đến 3 kg, chỉ 50 vạn, quá rẻ rồi. Hòa điền ngọc kích cỡ như vậy, tìm đại sư tạo hình một phen, giá cả gấp vài lần cũng chẳng đùa. Nhanh nhìn xem, là thật hay giả. Có người thúc giục người bên cạnh phân biệt. Chỉ trong phút chốc không ít người cười gật đầu, xem xét hoàn tất. Khối ngọc này đúng là hòa điền ngọc, phía dưới trắng nõn nà, mặt trên còn có lớp màu vàng, chân phẩm hiếm có thể mua.
không chỉ những người này, cho dù là Tần Trách cũng có chút động lòng. Hòa Điền Ngọc này chỉ bán ra là lập tức có thể đổi tiền, không biết Lý Hưng phát bệnh thần kinh gì, để giá khởi điểm rẻ như thế. Nhưng e ngại mặt mũi, ông ta cũng không tham dự bán đấu giá. Mạc Phàm nhìn lướt qua khối Hòa Điền Ngọc này, nhíu mày, không nói gì thêm, cũng không đấu giá khối ngọc này. Không lâu sau, khối ngọc này kết thúc bán đấu giá, được Phương Thiên Tước lấy với giá 250 vạn. Sau đó đồ thứ hai được bưng lên. Hoàng tinh trăm năm, giá khởi điểm 30 vạn. Mắt Mạc Phàm nheo lại, nhìn về phía bàn đấu giá. Hoàng tinh còn có tên khác là kê đầu tham, hữu nhân tham, linh chi, hà thủ ô, ba thứ này nổi tiếng như vậy, nhưng là dược liệu vô cùng chân quý, có cách nói một lượng hoàng tinh như một lượng vàng. Hoàng tinh trăm năm, lại là cực phẩm giữa cực phẩm. Bây giờ đừng nói tìm dược liệu trăm năm, 50 năm cũng rất ít gặp. Một khi dược liệu trên trăm năm, cũng có linh tính, dược hiệu phản lại rất lớn. Một khối hoàng tinh chỉ mua 30 vạn, hôm nay đúng là được tiện nghi lớn. Hô hô, khối hoàng tinh này tôi muốn, 300 vạn. Lão giả mặc trang phục thời Đường lúc trước khuyên Tần Trách cười vang nói. Mạc đại sư, không phải cậu muốn mua ít dược liệu sao, khối hoàng tinh này tôi nhìn bất luận là hình dáng, lớn nhỏ, màu ánh sáng, nhất định là hoàng tinh trăm năm không thể nghi ngờ, còn là cực phẩm, cậu không muốn đấu giá thứ này sao? Trần đại sư cười hỏi. Mới vừa rồi một khối cổ ngọc Mạc Phàm không đấu giá, hoàng tinh này cũng không đấu giá nữa, ông ta không hiểu Mạc Phàm đang xoắn suýt cái gì, liền hỏi. Không có hứng thú. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Ha ha, Trần đại sư cười khinh miệt. Theo ý ông ta, không phải Mạc Phàm không có hứng thú, mà không có tiền. Lấy được những thứ kia ít nhất phải trăm vạn, cho dù thanh danh mấy năm gần đây của ông ta lan rộng, thu nhập không tầm thường, cũng chỉ có thể mua được 3-4 món mà thôi, nhiều hơn nữa ông ta hữu tâm vô lực. Tên nhóc này có nhiều tiền để đấu giá sao? Kế tiếp là ngọc thạch, dược liệu, đồ cổ được mang lên. Giá cả thấp hơn bình thường, nhưng cơ bản đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vừa mới đầu còn có người hoài nghi, không phải những thứ này có vấn đề gì đó chứ. Dù sao người ngồi ở đây cũng không phải người ngu, vật đáng tiền như vậy, giá lại thấp, nhất định là có vấn đề. Nhưng Vương Thiên Tước và ông cụ mặc trang phục thời Đường lấy mấy món, những người khác cũng rối rít ra tay. Một tiếng sau, những món đồ đấu giá sắp bị người ta lấy hết. Mạc tiên sinh, những thứ này có vừa ý cậu không, nếu có cứ việc ra giá, tiền bạc không là vấn đề. Tần Trách nghiêng đầu hỏi. Ông ta thấy Mạc Phàm không ra giá, thứ nhất là tò mò, thứ hai ông ta cũng muốn lấy vài thứ, nhưng nhìn khuôn mặt Lý Hưng, thật sự là tức quá. Nhìn những thứ kiếm được nhiều tiền bị người ta lấy đi từng thứ, ông ta có chút ngồi không yên. Tuy mục đích của ông ta là linh thạch, nhưng kiếm tiền ai ngại nhiều. Ông ta muốn mượn cơ hội Mạc Phàm ra giá vài món, cũng bảo Mạc Phàm giúp ông ta lấy vài món luôn. Mấy thứ này, ông vẫn đừng nên lấy thì tốt hơn. Mạc Phàm cũng không nhiều lời, nhắc nhở đơn giản. Hả? Lông mày Tần Trách nhướn lên, có chút không hiểu rõ. Ha ha, Trần đại sư ở bên cạnh cười không nói. Tên nhóc này không có nhãn lực còn dám mở miệng nói linh tinh. Đang ngồi, ngoại trừ Mạc Phàm ra trên cơ bản ông ta đều biết, có chuyên gia giám định đồ cổ, có lão đông y nổi tiếng ở thành phố Đông Hải. Có một vị là hội trưởng hiệp hội phân biệt ngọc thạch, thường xuyên xuất hiện trên tiết mục giám định bảo vật, ngọc thạch thật hay giả liếc mắt một cái là biết. Còn có vài người cùng nghề với ông ta, tuy không phải ở thành phố Đông Hải, nhưng thanh danh mỗi người đều không kém ông ta. Những người này đều không thấy vật phẩm bán đấu giá có vấn đề chỗ nào, tên nhóc này lại khuyên Tần Trách đừng mua. Đúng là ha ha. Ông chủ Tần, ông vẫn nên nghe tiểu đại sư này thì tốt hơn, nếu không mua phải đồ giả thì thiệt lớn. Hội trưởng Hiệp hội Giám định Ngọc Thạch cười nói. Ông ta giúp giám định cho một ông chủ khác, mình cũng không nhịn được mua vài món, ông chủ bên cạnh ông ta cũng ký chi phiếu mua 7-8 món dưới sự chỉ đạo của ông ta. Bán đấu giá hôm nay không giống bình thường lắm, một tay giao tiền một tay giao hàng. Chỉ cần lấy được, viết chi phiếu ngay tại chỗ, sau đó đồ là của ông. Mạc Phàm cười không thèm để ý, trên mặt xuất hiện chút thất vọng, vốn tưởng rằng có thể tìm được nguyên liệu luyện chế pháp bàn và yêu linh đan, lần này đến vô ích rồi. Đương nhiên cũng không hoàn toàn là đến vô ích. Trên mặt Tần Trách không có chút ánh sáng,
nhưng không thể vứt bỏ mặt mũi đi đấu giá đồ, đành phải đợi linh thạch cuối cùng. Nếu lấy được linh thạch, không phải sau này tiền bạc như nước chảy sao, ông ta không thèm nghĩ đến những thứ nhỏ bé này nữa. Bán đấu giá mấy món đồ trước nửa tiếng mới kết thúc, ngoại trừ Tần Trạch ra, gần như đều thắng lợi trở về. Không ít người nhìn về phía Tần Trạch, cười lắc đầu. Mang theo một số người có mắt nhìn rất quan trọng, tuy mất một chút phí dịch vụ, nhưng cũng kiếm được nhiều. Lấy được bất kỳ một món đồ ở đây, đều có thể kiếm trăm vạn, phí dịch vụ căn bản không đáng là gì. Đương nhiên may mà Tần Trạch mang người không đáng tin, nếu không bọn họ kiếm ít đi một đống tiền. Các vị, kế tiếp là một món đồ đấu giá đêm nay, linh thạch được khai thác trong hang động đá vôi ngàn năm, được đại sư chạm khắc trận pháp, có thể tránh ma quỷ, gặp may mắn, tàng phong tụ thủy, giá khởi điểm là 1.000 vạn, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 vạn. Mỹ nữ mặc trang phục công chúa hơi nhếch miệng, cười quyến rũ nói. Cô ta vừa mới dứt lời, mấy tráng hán mặc trang phục binh lính thời Đường nâng một cái giá tới, trên giá đặt một tảng đá màu lục cao cỡ nửa người, tỏa ra ánh sáng màu lục dưới ánh đèn. Tảng đá này vừa được mang lên, ngoại trừ Lý Hưng và một số người, hai mắt những người khác đều sáng lên, nhìn về phía linh thạch. Trần Đại Sư, lát nữa ông nhìn, làm ơn nhất định phải dốc toàn lực, nếu có thể lấy được linh thạch này, sau này sẽ hậu tạ. Tần Trạch nghiêm túc nhìn Trần Vệ Tinh nói, không ôm hy vọng với Mạc Phàm rồi. Nhiều đại sư đều cảm thấy mấy món đồ trước không có vấn đề gì, nhưng Mạc Phàm lại bảo đừng đấu giá, nhãn lực này, ông ta không dám để Mạc Phàm giám định giúp mình. Bán đấu giá lần này, đúng là vừa mất mặt lại mất tiền, ông ta hối hận muốn chết. Yên tâm, cứ giao cho tôi. Trần Vệ Tinh cười đắc ý, không quên đắc ý liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Linh thạch được mang lên, một đám đại sư bày mưu đặt kế cho cố chủ, đi về phía linh thạch. Có người lấy kính viễn vọng, có người lấy la bàn, có người vòng quanh linh thạch dùng mắt thường quan sát cẩn thận. Hôm nay đến hội đấu giá, 10 người có 9 người tới vì linh thạch này, một người còn lại là Mạc Phàm. Dù sao linh thạch này quá ít cũng quá chân quý. Nghe nói lúc trước có phú hào dùng số tiền lớn mua một viên linh thạch nhỏ cho con gái của mình. Bảo con gái của ông ta mang theo bên người bất cứ lúc nào. Có một lần người phụ nữ kia mở party với bạn, sau khi uống say một đám người lại đi đua xe, kết quả không lâu sau lại xảy ra tai nạn xe cộ, 5 người trên xe chỉ có mình cô gái đó còn sống. Từ nay về sau, con gái phú hào này không chỉ thoát khỏi kiếp nạn, còn nâng cao buôn bán nhà họ lên một bước. Đây là chỗ thần kỳ của linh thạch, một viên nho nhỏ mà có tác dụng lớn như vậy rồi. Như thế một khối lớn, nếu mua về để ở trong nhà, chắc chắn tác dụng sẽ mạnh gấp vô số lần viên nhỏ kia. Không chỉ có thể tránh hung gặp may, sống lâu trăm tuổi cũng không phải không có khả năng. Thần vật như vậy, không tiếc bao nhiêu tiền cũng phải lấy được. So với viên linh thạch này, vật phẩm bán đấu giá lúc trước đều không là gì, không khác điểm tâm ngọt trước khi ăn cơm, căn bản có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Trần Đại Sư Tần Trạch mời tới vòng quanh linh thạch kia. Một tay cầm la bàn, một tay không ngừng bấm đốt ngón tay. Miệng niệm thần chú, giống như đang đọc chú ngữ gì đó. 10 phút qua đi, cũng không có kết quả. Không chỉ Trần Đại Sư, những người xung quanh nhao nhao lắc đầu, giống như không nhìn ra được gì, không có manh mối. Khi nhóm người này quan sát linh thạch, Mạc Phàm cũng nhìn lướt qua, vẻ mặt hơi kinh hãi. Nhìn vật phẩm bán đấu giá lúc trước, hắn không có một chút hứng thú với linh thạch này. Nhưng tảng đá này, vậy mà thật sự có linh khí nồng đậm dao động truyền ra, không khỏi làm hắn nhìn nhiều vài lần. Kiếp trước hắn từng thấy không ít linh thạch, từ linh thạch hạ phẩm đến tiên thạch hắn đều thấy rồi. Hắn nhìn lướt qua linh thạch này, liền lắc đầu. Linh thạch này giống hệt vật phẩm đấu giá lúc trước, cũng là hố. Hắn không nói thẳng ra, lặng lặng chờ đợi, chuyện đêm nay không đơn giản như vậy. Ở ghế ngồi, Lý Hưng lấy xì gà nhập khẩu Cuba ra. Vẻ mặt không kiên nhẫn. Các vị đại sư, các ông nhìn ra chưa, nếu như các ông thật sự không nhìn ra được, tôi bảo Chu đại sư giám định cho các ông mở mang tầm mắt. Nhiều đại sư đang nghiên cứu linh thạch này nhíu mày, lộ ra bất mãn, rõ ràng Lý Hưng đang xem thường bọn họ. Có vài vị đại sư cảm thấy không nhìn ra được gì, lắc đầu một cái đành phải rời đi, trên mặt cố chủ bên cạnh bọn họ là ảm đạm. Thứ quan trọng nhất trong bán đấu giá lần này mà không phân biệt được. Không chỉ mất mặt, cuộc bán đấu giá còn tỏa ra nguy hiểm rất lớn. Không lâu sau,
Trần đại sư mà Tần Trách mời cất la bàn đi, quay về bên cạnh Tần Trách. Thế nào, Trần đại sư? Tần Trách vội vàng hỏi, trong mắt lóe lên chờ mong. Đạo hạnh của lão phu không đủ, chỉ là hơn phân nửa tảng đá này không phải phàm phẩm. Trần đại sư lau mồ hôi trên trán, đành phải nói. Vẻ mặt Tần Trách trầm xuống, những lời này không khác không nói gì, là không nhìn ra được manh mối. Đừng nói là Trần Vệ Tinh, cho dù là ông ta nhìn linh thạch này, cũng có thể cảm nhận được lực hấp dẫn mãnh liệt, kéo ánh mắt ông ta nhìn nó. Có thể sản sinh ra loại hiệu quả này, chắc chắn không phải phàm vật, hơn phân nửa là linh thạch trấn trạch. Mạc đại sư, cậu cảm thấy linh thạch này thế nào, là hung hay cát? Tần Trách kiên trì hỏi. Trần đại sư không nhìn ra được, ông ta chỉ có thể hỏi Mạc Phàm, dù sao Mạc Phàm là ông ta mời đến. Mạc Phàm nhíu mày, còn chưa mở miệng, giọng nói chói tai của Lý Hưng vang lên. Tần lão nhị, lão già bên cạnh ông không có bản lĩnh, ông hỏi một đứa bé có tác dụng rắm gì, chẳng lẽ đầu ông bị lừa đá, chắc chắn linh thạch này của tôi là thật, nếu ông nhát gan thì đừng mua. Ông, Tần Trách hung dữ nhìn chằm chằm Lý Hưng, đập bàn đứng dậy. Lý Hưng ngồi trên ghế bành, vẻ mặt ông giỏi ra mà cắn tôi đi, vô cùng đắc ý. Lão phu tự nhận pháp lực yếu đi chút, nhưng vị ngồi cạnh cậu có thể giám định được sao? Trần Vệ Tinh không nhịn được, nhìn Chu đại sư bên cạnh Lý Hưng đầy khinh miệt. Ông ta coi như là nổi tiếng ở thành phố Đông Hải, không ít phú hào Đông Hải đều vô cùng khách sáo với ông ta, cho dù là thành phố Nam Sơn cũng có không ít kẻ mời ông ta đi xem phong thủy. Bị Lý Hưng nhục nhã như vậy, ông ta không tức giận thì không phải đại sư. Ông nói Chu đại sư không phân biệt được sao? Lông mày Lý Hưng nhướn lên, cười nói. Ông ta dụi tắt điếu xì gà, nhìn lão giả Chu đại sư ngồi bên cạnh. Chu đại sư, bên kia có một tên chuột nhắt vô danh nói ông không phân biệt được linh thạch này, hay là ông cho bọn họ mở mang tầm mắt đi? Lý Hưng cười nói, vẻ mặt tâng bốc. Lý Hưng vừa nói xong, lúc này Chu đại sư mới mở to mắt. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua phòng VIP, cả căn phòng bao trùm bởi lạnh lẽo, nhiệt độ giảm xuống dưới âm, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Chu đại sư. Một ý niệm liền rét lạnh. Có không ít đại sư ở xung quanh lộ ra vẻ ngạc nhiên, không còn vẻ bất kính. Một ý niệm liền rét lạnh, chỉ có đại sư trúc cơ chân chính mới có thể làm được, bọn họ được gọi là đại sư, thực ra kém xa, không ngờ Lý Hưng mời được đại sư chân chính. Chu đại sư lạnh lùng nhìn lướt xung quanh. Cuối cùng nhìn Trần Vệ Tinh đang đỏ bừng mặt. Không có một chút đạo hạnh nào, ông đạo hạnh không đủ ở đâu ra. Câu nói đầu tiên giống như một cái tát, tát mạnh vào mặt Trần đại sư. Ông ta không phân biệt được, tự xưng đạo hạnh không đủ để cho mình bậc thang, ai biết bị Chu đại sư vạch trần, tát mạnh vào mặt, Trần đại sư ước gì có thể tìm cái lỗ chui xuống, hối hận đến mức ruột sắp đứt. Ông ta nói câu kia làm gì chứ, ở đây có không ít phú hào ở thành phố Đông Hải. Ông ta bị Chu đại sư vạch trần, sau này lăn lộn ở thành phố Đông Hải thế nào? Ngay cả vẻ mặt Tần Trách cũng vô cùng khó coi. Tốn không ít tiền bạc mời đại sư đến, kết quả lập tức bị đại sư Lý Hưng mời đến vạch trần, không phải mất một chút nửa chút mặt mũi. Nếu không phải ông ta muốn linh thạch kia, ông ta đã đứng dậy rời đi rồi. Vạch trần Trần đại sư, vẻ mặt Chu đại sư vô cùng lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn mọi người ngồi dưới. Mọi người muốn xem linh thạch này là thật hay giả, tôi sẽ cho mọi người mở mang tầm mắt. Vừa mới nói xong, bỗng nhiên áo bào của ông ta lay động. Ngón tay gầy khô nhanh chóng vẽ trên không trung, miệng niệm huyền ngữ mọi người không hiểu. Trong phút chốc, mắt Chu đại sư sáng hơn, ngón tay chỉ về phía linh thạch. Cát! Linh thạch lập tức tỏa ra hào quang, được ánh sáng màu lục chiếu rọi xuống, cả căn phòng bao trùm bởi ấm áp. Không chỉ nhiệt độ trong phòng VIP tăng trở về, khi dòng khí lưu chuyển, gần như mỗi người có thể cảm nhận được lỗ chân lông giãn ra, toàn thân thoải mái nói không nên lời. Đây thật sự là linh thạch. Có người ngạc nhiên kêu lên. Mở miệng nói chuyện là Trần Vệ Tinh. Trần đại sư vừa bị Chu đại sư làm mất mặt. Tuy ông ta chưa từng thấy linh thạch chân chính, nhưng có thấy một số miêu tả về linh thạch trong sách cổ. Lấy pháp ngự, hít sâu có thể nạp thiên sơn vạn hải chi khí. Thở ra có thể cảm vạn vật sinh linh. Trừ linh thạch chân chính, còn có thứ gì tỏa ra linh khí nồng đậm như vậy? Ông là Chu Trường Hoàng Chu đại sư có thể xua thần ngự quỷ ở thành phố Nam Sơn sao? Hai mắt Trần đại sư mở to,
chỉ vào Chu Đại Sư vô cùng khiếp sợ nói. Thành phố Nam Sơn và thành phố Đông Hải cách nhau không xa, ông ta đã sớm nghe nói thành phố Nam Sơn có đại sư có thể khống chế quỷ thần, chỉ là chưa từng gặp bao giờ. Ông không có đạo hạnh gì, nhưng trái lại biết rất nhiều chuyện. Chu Trường Hoàng lạnh lùng nói. Cảm ơn Chu Đại Sư khen ngợi, vừa rồi là tôi có mắt không tròng đắc tội Chu Đại Sư, mong Chu Đại Sư đại nhân không chấp nhặt lỗi của tiểu nhân. Trần Vệ Tinh vội vàng chắp tay nói. Chu Trường Hoàng hừ lạnh một tiếng, tản đi pháp thuật. Trong phòng VIP, cảm giác cổ như tắm gió xuân lập tức biến mất, người đang ngồi nhao nhao lấy lại tinh thần từ trong cơn khiếp sợ. Tuy chỉ trong phút chốc, không ít người đều đã cảm thấy toàn thân thoải mái hơn nhiều. Có mấy ông chủ thường xuyên vui đùa tửu sắc, thân thể sắp lụi tàn, lúc này cảm thấy thân thể thư thái hơn bình thường một chút. Đây chỉ là một lát, nếu như để linh thạch này ở trong nhà, hiệu quả còn phải nói sao? Hiệu quả các ông thấy rồi đó, có phải nên ra giá rồi không? Chu Đại Sư lạnh giọng hỏi, bộ dạng có chút không kiên nhẫn. Lần này không có người cảm thấy Chu Đại Sư cuồng vọng tự đại. Tôi ra 2.000 vạn. Vương Thiên Tước hưng phấn kêu lên, trực tiếp ra giá gấp đôi. Tôi ra 3.000 vạn, tôi muốn khối linh thạch này. Một lão giả đức cao vọng trọng khác nói. Nếu để khối linh thạch này ở trong phòng ngủ, ít nhất ông ta có thể sống thêm nhiều năm. Lưu lão, nếu là bình thường tôi sẽ nhường ông, nhưng linh thạch này không được, đắc tội, lại thêm 1.000 vạn. Một người đàn ông trung niên khác chắp tay xin lỗi nói. Gần đây ông ta tán gái chơi gái hơi nhiều. Thường xuyên cảm thấy không còn sức, vừa rồi làm ông ta có cảm giác hùng phong trở lại. Ngay cả Tần Trách cũng nhìn chằm chằm linh thạch, hai mắt tỏa ra ánh sáng, nhìn người khác bán đấu giá, trong lòng giống như có mấy ngàn con kiến đang bò. Nhưng vừa rồi mất mặt như vậy, ông ta muốn ra tay nhưng ngại vứt mặt mũi. Muốn rời đi, nhưng có chút không nỡ khối linh thạch này. Đây là linh thạch chân chính, bỏ lỡ sẽ không có cơ hội lần hai. Lý Hưng nhìn thấy Tần Trách đứng ngồi không yên, cùng với cảnh tượng mọi người tranh nhau ra giá, trên mặt đều là đắc ý. Đợi một chút, các vị, linh thạch ở trong này, sẽ không chạy, có rất nhiều thời gian để mọi người đấu giá, nhưng không phải chỗ chúng ta vẫn còn một đại sư chưa dám định xa o, đợi vị đại sư này dám định xong, mọi người lại bán đấu giá cũng không muộn. Lý Hưng cười nhìn chằm chằm về phía Tần Trách. Còn đại sư sao, ai thế, không phải dám định hết rồi sao? Có người nghi ngờ hỏi. Đâu còn đại sư nào nữa, Chu đại sư đã cho mọi người thấy rồi còn gì, linh thạch này không phải giả, nhanh đấu giá đi, cho dù là giả tôi cũng phải lấy. Lưu lão đức cao vọng trọng đang vui vẻ, chuẩn bị tinh thần hăng hái tranh lấy linh thạch, bị Lý Hưng quấy rầy có chút bất mãn nói. Lý Hưng và Chu đại sư nhìn nhau cười, biểu cảm vô cùng kỳ lạ, ngay lập tức khôi phục bình thường. Không phải Tần lão nhị còn mang một vị đại sư tới sao? Nếu đã tới, không thể để cậu ta đi một chuyến uổng công được, nếu không sẽ có người nghĩ Lý Hưng tôi hẹp hòi, không để cho người ta dám định. Lý Hưng nhìn chằm chằm Tần Trách nói, căn bản không coi Mạc Phàm ra gì. Sở dĩ ông ta làm như vậy, chính là muốn dạy bảo Tần Trách, còn về Mạc Phàm, chẳng qua chỉ là công cụ ông ta dạy bảo Tần Trách thôi. Một đứa con nít, có thể dám định gì chứ? Cậu ta sao? Không ít người liếc Mạc Phàm một cái. Rối rít lộ vẻ khinh bỉ. Nhiều người như vậy cũng không dám định được, cậu ta có thể làm gì? Tôi thấy cậu ta còn là học sinh, chắc còn chưa tốt nghiệp cấp 3. Đừng nói vậy, cậu ta là đại sư Tần lão nhị mời tới, ai nói học sinh không thể thành đại sư, cho dù chúng ta không tin cậu ta, cũng phải tin tưởng ánh mắt của Tần lão nhị, có phải không? Lý Hưng giả mù sa mưa cười nói. Vẻ mặt Tần Trách vô cùng âm trầm, hai mắt gần như muốn phun ra lửa. Sao ông ta không nhìn ra, Lý Hưng bảo Mạc Phàm dám định là giả, cố ý làm ông ta mất mặt là thật. Ông ta mời Mạc Phàm dám định giúp, hoàn toàn là muốn thêm một tầng an toàn, nếu như không phải Trương gia xảy ra chuyện, ông ta thật sự không tin Mạc Phàm có thể phán đoán hung hay cát. Lý Hưng, có phải ông không muốn rời khỏi Đông Hải nữa không? Tần Trách trầm giọng nói. Từ lúc đến phòng đấu giá, Lý Hưng đối nghịch ông ta khắp nơi, ông ta thật sự không nhịn nổi nữa. Thân là nhị thiếu gia Tần gia, sản nghiệp giải trí ở thành phố Đông Hải do ông ta quản lý, có chịu nhục nhã ở địa bàn mình như vậy bao giờ? Ô ô, Tần lão nhị, ông đừng làm tôi sợ, lần này tôi thật sự tốt với ông,
nếu như ông không sợ linh thạch này mang về nhà không có tác dụng, ông có thể không cần bảo đại sư mình mang đến giám định, nhưng đến lúc đó ông đừng đổi ý tôi không cho đổi lại đâu. Lý Hưng cười âm hiểm nói, đợi cá cắn câu. Ông cho rằng Tần Trách tôi là người thua không chịu nổi sao, tôi nói cho mọi người biết, hôm nay trừ phi tôi không lấy được linh thạch này, cho dù tôi cầm một khối phế liệu N hà ông ta tạo ra, tôi cũng không. Tần Trách tức giận nói, không để ý nhiều như vậy. Cho dù thua tiền cũng không thể thua người. Nhưng ông ta còn chưa nói hết, đã bị Mạc Phàm xen ngang. Đợi một chút. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hửm. Tần Trách nhíu mày, nhìn về phía Mạc Phàm đầy nghi ngờ. Mắt Mạc Phàm hơi híp lại, nhìn Lý Hưng, lạnh nhạt hỏi. Ông chủ Lý đúng không, ông chắc chắn để tôi phân biệt linh thạch này. Lông mày Lý Hưng nhướng lên, đầy hứng thú đánh giá Mạc Phàm một lát. Lúc trước ông ta không nhìn kỹ Mạc Phàm, bây giờ nhìn, quả nhiên là học sinh trung học. Tần lão nhị đúng là mắt chó mù, mời học sinh trung học đến đây. Nếu đại sư có lòng tin thì cứ giám định, tránh cho có người cảm thấy tôi là một tên lừa gạt. Lý Hưng tự tin nói. Vậy nếu giám định là hàng giả thì sao? Mạc Phàm cười hỏi. Ha ha, xung quanh ngoại trừ Tần Trách ra, đều cười to. Ngay cả Trần Vệ Tinh cũng hơi nhếch miệng, Chu đại sư đã tự giám định rồi, tất cả mọi người đều cảm nhận được uy lực của linh thạch này, Mạc Phàm lại nói linh thạch là giả, đùa giỡn gì thế? Mạc Phàm nói vật phẩm bán đấu giá lúc trước là giả, có lẽ còn có người hoài nghi, nhưng linh thạch này là hàng thật giá thật. Đừng nói linh thạch là giả, nếu đại sư có thể giám định ra linh thạch này có vấn đề, tôi sẽ ăn hết linh thạch này, nhưng nếu cậu không tra ra được, cậu phải ăn hết tàn thuốc ở đây, thế nào? Lý Hưng cười mỉa nói. Lúc trước ông ta cảm thấy hội đấu giá không có ý nghĩa, cuối cùng lúc này cũng có chút tính giải trí. Tôi thấy được đó. Vương Thiên Tước búng tàn thuốc, cười gật đầu nói. Tôi cũng cảm thấy rất được. Những người xung quanh rối rít gật đầu bật cười. Không ít người vốn không hút thuốc lá, nhanh chóng đốt một điếu để có tàn thuốc dưới đất, ngồi đợi Mạc Phàm xấu mặt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 7.